Mới sáng hôm qua có gia đình ở dưới Hà Nội lên. Hôm nay không biết còn ở đây không. Hôm qua lên cứ khóc xin với tôi rằng xin giúp cho. Hỏi làm sao, bảo là mấy hôm trước thế gia đình đi xem, thế là người ta bảo là phải trình đồng mở phổ cho một đứa con lớn ở trong nhà, thế là trình đồng mở phổ. Đoán cái bà thầy bà đồng có về nhà. Về tới nhà thì hai đứa con dâu trong nhà, hai đứa em dâu của cái vị đó, tự nhiên là ma nó nhập vào là lắc la lắc lư với cả buổi. Thế là nhờ nó chữa cho nó, đào nó dán bùa cho khắp ở nhà. Thế là cứ lắc la lắc lư sợ. Hôm qua lại lên đây bảo là thầy giải với, thầy giúp cho với. Thế bảo đi về, cứ đi về đi, tiền mà còn thì cứ đi nhảy đồng cho nó sướng. Sướng chán, bao giờ hết tiền bán nhà lại lên đây tôi giúp. Bao giờ không còn nó đi ra đây mà ở, đi thuê nhà ở lên đây tôi mới giúp. Cứ thích chứ. Bình thường ra thì các cụ ngày xưa nói là cái rừng mỡ, đúng không? Rừng mỡ đang yên đang lành cái tự nhiên là đi chuốc họa vào thân. Mà khi lo lắng rồi bắt đầu lên cái thầy giúp với. Bây giờ đoán nó về nó dán răng bùa, nó yểm âm binh đầy nhà ra rồi. Chúng tôi đi đến đấy để gây chiến với họ. Không có làm những cái trò như thế. Cho nên chúng ta đừng có dạy gì mà tôi phải nghiêm khắc. Từ giờ nghiêm khắc cái chuyện là cứ đi đoán âm ông thầy yểm âm binh, không có đi làm cho đâu. Thế đang yên đang lành, đang làm ăn, đang yên đang lành, không có chuyện gì cả, tự nhiên là đoán người ta về làm cái trò đó. Đấy, cho nên á, gặp những cái trường hợp như thế thì sao? Chỉ một giấc chiêm bao thôi mà lo lắng, mà mất tiền. Mất tiền rồi còn gì mang họa vào thân nữa. Nhưng nếu mà gặp được á, nghe được giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, gặp được bộ kinh của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta về chúng ta gì nhất tâm, chúng ta đọc tụng, chúng ta nghe giảng, tâm chúng ta hiểu được Phật Pháp, chúng ta không bị vô minh che lấp nữa, thì mọi cái phiền não, mọi sự lo âu nó sẽ tan biến hết. Và hôm qua tôi bảo là không cần phải đi làm lễ, cứ về thỉnh quyển kinh Địa Tạng về đọc lấy trong 100 ngày hoặc thậm chí đọc lấy 1 năm, tự nhiên nó sẽ hết. Còn bây giờ chúng tôi mà tự nhiên người ta mới làm bùa lèm bèn răng quân vào đó mà chúng tôi đi đến để làm lễ, dùng cái lực của Phật Pháp á, để lễ này, hai bên là đánh nhau có gì đâu. Chẳng khác hai bên đánh nhau cả. Mà bây giờ mình làm sư thì không muốn xảy ra cái chuyện đó. Sư là ai đi đánh nhau? Kể cả dưới quay âm mà mình đi sử dụng cái việc đó cũng là đi đánh nhau. Mà Phật dạy sư thì phải lấy gì? Lấy giáo pháp từ bi để trí tuệ để hóa độ cho họ. Cho nên tôi bảo là về cứ tụng kinh Địa Tạng đi, cứ đọc đi. Thậm chí những ngày đầu có thể là nó rất khó khăn đấy. Đọc nó làm cho khó khăn mà đọc được. Thậm chí là người trong nhà có người phá đó. Vì sao mà phá? Vì nó mượn cái gì? Nó không tự phá được mà nó mượn tấm thân của một người nào đó ở trong nhà mình có quyền lực. Ví dụ như chồng hoặc là bố mẹ hoặc là con cái chẳng hạn, nó nổi khùng đấy, nó không cho mình đọc tụng. Đó chính là gì? Nó phá. Nhưng chúng ta hãy cố, không cho đọc to ta đọc nhỏ, không cho đọc trong nhà ta gì, ta ra ngoài đường ta ngồi ta đọc. Có ra người ngồi đọc được không? Buổi sáng đi thể dục á, ta cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, không đọc được kinh thì ta niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lo gì. Bình thường ta đi ngồi buôn dưa lê cả buổi sáng với bạn, nay ta không đi buôn nữa, ta ra ta ngồi ngoài bờ hồ á. Ở các cụ ở thành phố thì ra ngồi bờ hồ Hoàn Kiếm hay bờ hồ Trúc Bạch hay bờ hồ gì đó, các cụ ngồi trên ghế đá, các cụ cứ lần cái tràng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, ai bắt được mình nào. Nhưng tất nhiên niệm ngoài đấy niệm nhỏ thôi, nên niệm to quá họ tưởng là mình có vấn đề thần kinh đó. Tự nhiên mọi người ngồi đầy đấy thì cứ một bà cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thế là người ta tưởng là mình có bị thần kinh, nên niệm nhầm ở trong tâm mình. Quan trọng nhất tâm mình thanh tịnh, nhiếp tâm vào đấy. Đó. Không, tôi nói thật đấy. Đó. Nếu mà không cho tụng cả quyển kinh thì mình chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài thôi, hoặc là niệm danh hiệu của đề kinh thôi. Niệm 10 lần hoặc 100 lần danh hiệu đề kinh là Nam Mô. Chúng ta niệm liền Nam Mô, hay là kính lạy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chẳng hạn, chứ Nam Mô cũng được. Hoặc chúng ta kính lạy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, niệm vài lần như thế xong bắt đầu chúng ta niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thế là coi như là tụng kinh rồi. Chướng nó gì?
chướng nó phá, nó không cho chúng ta tụng cả bộ kinh, thì chúng ta tụng theo tiêu đề của kinh. Đó. Giống như ngài Nhật Liên Thánh Nhân ở bên Nhật Bản ấy, kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó dài, dạy mọi người đọc tụng á, hết cả bộ kinh thì nó khó. Cho nên á, ngài dạy mọi người thì chỉ niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chứ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Như vậy là ngài cho rằng như vậy đã là được niệm được tổng thể, tụng được tổng thể của bộ kinh rồi. Thế này nếu gia đình chúng ta mà mọi người có người không hoan hỉ, không cho chúng ta đọc tụng hết cả bộ kinh, chúng ta gì cứ Nam Mô hoặc là kính lại kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là được. Sau đó thì chúng ta niệm danh hiệu của ngài, đó là tốt rồi. Đó, làm được như thế thì dần dần đấy, chúng ta gì, chúng ta được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, bao nhiêu những nỗi khổ, những sự lo âu ở trong tâm mình liền là dứt sạch. Đó. Hoặc là như chúng tôi chẳng hạn, có những người họ đến họ kể với chúng tôi là chiêm bao thấy những giấc mộng xấu, những mộng ác, hoặc đi xem thấy gì các bà đồng họ bảo tới đây gia đình sắp có người chết, đến với chúng tôi động viên cho họ và không phải lo đâu, có Phật Bồ Tát rồi, gia trì cho về chịu khó đọc kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện đi, Bồ Tát sẽ gia trì cho, chư Phật sẽ gia trì cho, sẽ được tai qua nạn khỏi, cứ yên tâm đừng có sợ. Thế Phật tử bảo là người ta bảo là trong tháng này nhà con có người chết, tôi bảo là cứ yên tâm cứ niệm Phật đi, già gia đình có ai già không, bảo không, gia đình nhà con toàn người trẻ. Thế bảo có ai bệnh ung thư không, bảo không, chưa có ai, mà không có ai bệnh ung thư. Thế bảo thì yên tâm đi, tất nhiên là cái sự sống chết nó là vô thường, nhưng mình cũng phải động viên cho họ là cứ yên tâm đi, về cứ tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, nhất tâm vào, mà nếu mà quỷ vương bắt chết là tôi chết thay cho. Thế là khi người ta bảo có người thế mạng mà người ta sướng, người ta yên tâm. À, người ta bảo thôi nếu mà cứ nhất tâm tụng kinh, làm việc thiện, có người thế mạng thì ông sư Đạo Thịnh ông thế mạng, ông sư chùa Khai Nguyên ông thế mạng cho rồi. Thế là họ yên tâm, họ bảo yên tâm vì họ nghĩ rằng thế thì yên tâm rồi. À, nhưng họ không biết đâu, họ có biết đâu, cũng có thể trong gia đình của họ có người đến mạng đến đó là gì? Mạng cùng số tận, thậm chí nó chỉ 20-30 tuổi thôi, hoặc 15-10 tuổi thôi, đến đó là chết. Có những trường hợp như thế các quý vị. Cho nên ở phải chiêm tinh học, có những người họ xem tướng số họ rất là giỏi. Vì sao? Nó hiện lên trên khuôn mặt rồi. Chúng ta thì không học cái đó, không biết thôi. Còn những người họ xem về tướng số giỏi, xem về nhân tướng học giỏi, thậm chí họ có một chút tâm linh nữa, họ biết được con người chúng ta đến giai đoạn nào có vận hạn, con người chúng ta đến giai đoạn nào thì chết, tức là thọ được bao nhiêu tuổi thì chết ấy. Thậm chí là có người người ta còn xem, người ta còn đoán được là đi làm, lớn lên đi làm bao nhiêu tuổi thì đỗ chức gì, đỗ chức ấy thì được bao nhiêu tiền lương, đến bao nhiêu tuổi thì lại thăng được quan gì, chức gì và được bao nhiêu tiền lương. À, như câu chuyện Liễu Phàm Tư Huấn ấy. Các vị về đọc câu chuyện Liễu Phàm Tư Huấn xem, người ta xem cho ông ấy, quẻ xem cho ấy từ ngày còn mười mấy tuổi mà cho đến gì, cho đến 53 tuổi, đúng không sai một chút nào. Các vị về đọc sách Liễu Phàm Tư Huấn, hay còn gọi là gì, dịch là Tích Phúc Cải Mệnh nhé. Đó. Ở chùa mà hết rồi thì nên ban Ấn Tống Kinh Sách, nên in cái quyển đó cho các Phật tử họ tìm hiểu. Những người chưa tin đạo, chưa tin nhân quả, chưa tin tội phúc á, thì nên đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh. Hay còn có một dịch nữa, cách dịch nữa là gì? Liễu Phàm Tư Huấn. Đó, nên đọc cái quyển sách đó. Ngày xưa ngày Tổ Ấn Quang Đại Sư ngài cũng rất thích quyển sách đó, và ngài thường cho Ấn Tống rất nhiều quyển sách đó để phát cho tín đồ Phật tử. Trưởng lão Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài cũng rất thích quyển sách đó và cũng cho in rất nhiều để Ấn Tống cho và phát cho các Phật tử. Và đạo tràng chúng ta cũng nên làm như thế. Về quyển sách đó là quyển sách nói về nhân quả, tội phúc, câu chuyện có thật ở nhân gian này. Vậy là một vị nói và một vị quan có tên là Vương Liễu Phàm. À, các quý vị về xem cái đó hay lắm. Ai mà không tin nhân quả, không tin Phật pháp, họ đọc cái quyển sách đó họ cũng phải giật mình. Xem tướng xảy, xem tướng số giỏi lắm, giỏi đến nỗi là từng những chi tiết nhỏ, được bao nhiêu tiền lương họ cũng nói được, được đủ hết.
Đến năm bao nhiêu tuổi bị vận hạn như thế nào cũng gì cũng đúng hết. Lấy vợ không có con cũng đúng hết. Nhưng mà đến năm 13 tuổi nó bảo đến năm 13, xin lỗi, đến năm 53 tuổi là gì? Ông phải chết. Cho nên ông rất buồn. Ông làm quan đến chức quan huyện rồi. Mình bây giờ gọi là chủ tịch huyện đi. Ngày xưa quan huyện, bây giờ gọi là, bây giờ nói là chủ tịch huyện đi. Thì ông bảo làm quan lớn. Cái ông thầy bói trước đây ông nói là làm đến chức quan đấy là hết. Tức là đến lúc này chết, 53 tuổi thì chết. Một ngày ông ngồi, ông nghĩ lại tất cả những lời của ông thầy tướng số xem cho mình, xem tử vi rồi đoán vận mạng cho mình đúng 100%. Và ông nghĩ là thôi, năm nay đúng là năm mình 53 tuổi. Lấy vợ không con thật, làm đến chức quan huyện có từng ấy đồng tiền lương thật. Cho nên ông nghĩ rằng bây giờ 53 tuổi rồi, không còn gì nữa, năm nay là năm chết của mình. Vì vậy ông bỏ, ông cáo quan ông gì? Ông đi lang thang, ông vào đi các thắng cảnh của Trung Quốc. Ở lúc bây giờ thì ông đến một ngôi chùa. Đến một ngôi chùa bây giờ gặp Thiền sư Vân Cốc. Thiền sư Vân Cốc mới gì? Thấy mà vị này là một vị Phật tử nhưng mà có cái khí tiết phi phàm, bẩm tính thông minh lanh lợi hơn người, và có một cái điều gì đó khó có thể người thường khó có thể mà biết được. Cho nên Thiền sư Vân Cốc đang ngồi thiền ở trong chính điện thì bây giờ Vương Liễu Phàm cũng vào là lễ Phật ba lễ xong, thấy thiền sư đang ngồi thiền cũng không muốn đánh động, thế là cũng ngồi thiền về đối diện với thiền sư. Ngày xưa bên Trung Quốc người ta ngồi thiền ngồi hai bên quay mặt vào nhau, chứ không phải là ngồi quay mặt lên trên tượng Phật đâu, mà bên trái và bên phải hai bên quay mặt vào nhau, đó giống như hai Phật tử trong hai bên nhưng mà ngồi quay mặt vào nhau á. Đó thì thiền sư đang ngồi bên này. Và thiền sư Vân Cốc đang ngồi bên này thì Vương Liễu Phàm sang ngồi bên kia, lễ Phật sang ngồi bên kia, hai bên quay mặt vào nhau như thế. Ngồi 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm không ăn không uống không động đậy. Đấy là lần đầu tiên của Vương Liễu Phàm ngồi thiền các quý vị. Có ai chúng ta ngồi đầu tiên, ngồi thiền đầu tiên mà ngồi được 3 ngày 3 đêm tức là bao nhiêu tiếng đồng hồ? Bao nhiêu? 24 tiếng một ngày đêm. Và 3 ngày 3 đêm là bao nhiêu? 2, 4, 6, 60 mấy, 70 mấy, 72 tiếng đồng hồ. Các quý vị cứ tưởng tượng đi, 72 tiếng đồng hồ ngồi thiền nhập định như vậy. Và sau rạng sáng ngày thứ 3, hết ngày thứ 3, rạng sáng ngày thứ 4 đó, bắt đầu thì thiền sư Văn Cốc mới, ngày Văn Cốc thiền sư mới từ từ xả định ra, mới hỏi rằng ấy, ta thấy gì? Thấy ngài là một bậc vĩ nhân khác thường, một dị nhân khác thường. Chẳng hay là gì, ngài đến đây là có những việc gì muốn gì? Muốn hỏi hay là có điều gì muốn chỉ giáo cho Bần Tăng? Vương Liễu Phàm mới nói rằng, thưa đại sư, con vốn là một kẻ phàm phu tục tử, không phải là một dị nhân hay là một người gì đó khác thường đâu. Thế Vân Cốc thiền sư mới bảo rằng á, vậy ta thấy gì? Thấy ông ngồi thiền nhập định 3 ngày 3 đêm không động đậy, không cửa quậy, thân tâm không lay động một chút nào. Như vậy chẳng phải là dị nhân thì là cái gì? Chẳng phải là dị nhân cũng là Bồ Tát tay thế, không phải là một người thường có thể làm được. Vương Liễu Phàm mới nói rằng là, thưa đại sư, con chẳng qua là con nghĩ rằng trên cuộc đời này chẳng còn cái gì để con mong cầu nữa, tâm con nó chẳng còn suy nghĩ cái gì nữa. Và kể ra cái câu chuyện cái ông thầy xem tướng số đoán chuẩn mệnh cho mình từ khi còn nhỏ cho đến năm 53 tuổi, tức là năm nay đó. Còn như thế mọi chuyện xảy ra đúng hết. Và ông ấy nói rằng năm 53 tuổi chuẩn bị đến ngày gì, đến tháng mà ngày tháng mà con chết rồi, cho nên đó, con chẳng còn gì con cầu nữa, con đến đây thì con thôi buồn hết, đến chức quan chi huyện con cũng bỏ rồi, nhưng mà không còn một cái gì để cho con phải lưu luyến nữa. Lấy vợ nhưng không có con, đúng thế, không có cái gì sai cả. Cho nên bây giờ thôi, con buông hết, con vào đây thì con để cho tâm con nó tĩnh lặng thư thái, để con ngồi thiền và con chẳng có suy nghĩ cái gì cả. Thế bắt đầu thì ngài Vân Cốc thiền sư mới nói rằng là, vậy mà ta cứ tưởng ông là bậc Bồ Tát tái thế, là pháp thân đại sĩ, là một bậc dị nhân khác thường, ai ngờ rằng ông cũng chỉ như là một kẻ phàm phu tục tử, không hơn không khác.
Nghe thiền sư nói như vậy, bắt đầu thì Vương Liễu Phàm mới là quỳ xuống đỉnh lễ ngài, mới bảo là xin là ngài dạy cho con được vô minh. Cho nên từ trước đến nay mến mộ Phật pháp thì có, nhưng mà học và nghiên cứu Phật pháp thì chưa, vì chưa bao giờ tụng kinh, chưa bao giờ nghe giảng, chỉ có gì mến mộ Phật thôi, kính trọng Phật thôi, nhưng chưa bao giờ tụng kinh, chưa bao giờ nghe giảng. Cho nên xin ngài vì con mà giảng đạo lý. Ngài Vân Cốc thiền sư mới giảng cho về nhân quả của đạo Phật, về cách tu phúc phóng sinh, làm việc thiện ở trong nhà Phật có thể nối thêm thọ mạng vậy, có thể chuyển họa thành phúc vậy, chuyển gì, chuyển yếu tử thành trường thọ vậy, chuyển từ cái chỗ gì không thể ở thế gian đó, họ không thể làm được, nhưng trong Phật pháp có thể làm được vậy. Cho nên khuyên ông Vương Liễu Phàm là đừng có sợ chết, hãy đối diện với nó và hãy đi tiếp tục đi về làm quan, và làm gì, làm quan trở lại và tiếp tục làm thiện đi. Vì may mà ông đi, ông chưa làm đơn từ chức, ông cứ thế ông bỏ đi thôi. Nếu mà ông làm đơn từ chức thì làm đơn từ quan, nhưng mà quan trên chi phủ chưa nhận, ông là rất là người rất giỏi, chưa tiếp nhận cái đơn từ chức của ông, nhưng mà ông cũng đã bỏ, ông đi lang thang rồi, vào chùa rồi à, đi vãng cảnh, đi du sơn ngoạn thủy, vào chùa rồi. Thì sau khi mà được mà Vương Liễu Phàm khuyên ông như vậy, ông tiếp tục ông về ông làm quan. Và ông ấy mỗi một ngày ông phát nguyện làm gì, đầu tiên mỗi ngày ông phát nguyện làm vài chục việc thiện, rồi vài trăm việc thiện, dần dần đến vài nghìn việc thiện, thậm chí ông làm đến hàng vạn việc thiện. Mà cuối cùng chúng ta biết không, đến năm 53 tuổi, hết qua 53 tuổi, ông không gì, không mất, mà sang năm sau ông lại sinh thêm được gì, sinh được một đứa con trai. 54, 55 tuổi ông sinh được một đứa con trai, có nghĩa là gì? Vượt ra ngoài những cái sự phỏng đoán của ông thầy tướng số rồi. 53 tuổi về trước, ông thầy tướng số đoán đúng 100%. 53 tuổi về sau, tức là từ khi ông học Phật pháp, biết phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, mỗi ngày làm ít nhất là 10 việc thiện, cho đến gì, đến 100 việc thiện, cho đến 1000 việc thiện, mỗi một việc thiện ông đánh dấu vào cái gì, cái quyển sổ tay của ông ấy. Làm được một việc thiện nho nhỏ thôi, ví dụ như là chỉ cần giúp được cho gì, ông thấy cái con kiến nó đang bò ở dưới đất, nó chuẩn bị là bị ông ấy dẫm vào chẳng hạn, hoặc người khác dẫm vào, thì ông gì, ông bảo mọi người dẫm đi ra đi nơi khác, tránh ra đàn kiến nó đang đi chẳng hạn, đấy cũng là một việc thiện. Ông thấy thì ông đi ở trên đường thấy một cái hòn đá của mảnh sành ở trên đường, cũng cúi xuống nhặt xuống bỏ vào trong lòng lề đường, không có để sợ mọi người. Ngày xưa thì thường là đi chân đất mà, người nghèo đi chân đất sợ dẫm vào mảnh sành hoặc cái gai thì chọc thủng chân ở đau chân, cho nên ông nhặt từ từ ông nhặt ông bỏ vào, đó cũng là một việc thiện. Rồi phóng sinh tu phúc cứu giúp người nghèo, rất nhiều những việc thiện đó ông làm được. Và đến sau này không chỉ có dừng lại ở chức quan huyện như cái ông thầy bói trước đây, mà ông còn làm đến chức quan chi phủ, tức là tương đương với chủ tịch huyện bây giờ. Mà ông thọ thì gì, thọ đến là gần 100 tuổi chúng ta đó. Cho nên là Phật pháp có thể cải đổi vận mệnh được. Vì vậy mà cái họ mới tích, họ mới dịch cái quyển Vương Liễu Phàm, Liễu Phàm Tứ Huấn đó thành là Tích Phúc Cải Mệnh. Có sách, có vị dịch giả họ dịch là cái quyển sách đó thì Tích Phúc Cải Mệnh, các vị về tìm đọc rất là hay. Học cách làm phúc với họ thì chúng ta có thể chuyển đổi được vận mệnh của mình đó. Này, chúng ta nếu không có đủ điều kiện kinh tế để làm rất thật nhiều việc phúc thiện như là Vương Liễu Phàm, thì chúng ta có cách gì ạ? Mỗi một ngày tôi bảo có đọc tụng ba bộ kinh này, ba quyển kinh này, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ, sáng một quyển, chiều một quyển, tối một quyển. Hoặc là mình bận tụng luôn cả một quyển mà lẽ không được. Buổi sáng chúng ta dậy từ lúc 3 giờ 3 rưỡi sáng, đừng có làm động đến người nhà chúng ta, người thân chúng ta, dậy đọc khẽ thôi. Không có dậy chúng ta cứ gì nhất thiết cùng kinh từ lúc sáng sớm 3 giờ sáng. Con nó không ngủ được, mấy ngày đầu thì gì, nó hầm hực. Mấy ngày sau thì gì, nó đã thống đủng nia. Mấy ngày sau nữa thì nó to tiếng cho. Thế là gì, là không tốt rồi. Cho nên mình thì mình đọc như mình đọc sách, như mình đọc truyện. Các vị thấy đọc truyện, ngày xưa đọc tiểu thuyết. Ngày xưa các vị đọc tiểu thuyết rồi, đọc tiểu thuyết có ai đọc to không các quý vị? Đọc tiểu thuyết mà đọc to thì không đọc được gì ạ. Không đọc được nhanh mà không đọc được gì, được lâu. Đọc tiểu thuyết là phải đọc ở trong gì? Trong tâm thôi. Nhìn chữ đến đâu thì mình đọc đến đó, là mình hiểu đến đó thôi, gọi là đọc tiểu thuyết.
đúng không? Đọc tiểu thuyết mà đọc là nhờ Địa Tạng giáo hóa và độ cho, trừ hết sạch các khổ, tâm an tĩnh, khoái lạc, vân vân. Đấy, đọc tiểu thuyết, cái đấy là gọi là đọc ở trên đài, họ đọc cho mọi người nghe thôi. Chứ còn chúng ta đọc tiểu thuyết, tự mình đọc là chỉ có đọc thầm trong tâm nó mới đọc được dài, đọc được lâu và thì mới nhập tâm được. Đó, đó là cách đọc. Nếu mà ở gia đình chúng ta dậy sớm mà đọc sớm như vậy thì chúng ta có thể đọc như vậy. Hoặc là nhà mà hoan hỷ có phòng thờ riêng ở trên tầng thượng, hay phòng thờ riêng không làm ảnh hưởng gì tới người khác, thì có thể chúng ta cũng đọc to to lên cũng một tí cho càng tốt, đỡ buồn ngủ. Đọc to to lên một chút cho gì? Cho thiên long quỷ thần, lịch đại gia tiên, các vong linh, ai có duyên với chúng ta họ cũng có thể nghe và nghe kinh và hiểu được thì càng tốt. Chúng ta đọc là những loại chúng sinh đó từ bao kiếp về trước cho tới kiếp gần đây, chúng ta cứ đọc như thế cũng được, đọc như đọc sách cũng được. Hoặc nếu mà ai mà tụng được thì tốt nhất, gia đình nào mà hoan hỉ gõ chuông gõ mõ mà chúng ta tụng được là tốt nhất rồi. Đó gọi là cao hơn, ở một cảnh giới thì cao hơn của đọc kinh, đó là tụng kinh. Trước hết là đọc kinh ở trong giai đoạn này người mới học, hoặc là do ra là hoàn cảnh gia đình không thể tụng được. Chứ còn á, người mà tụng kinh á, như các sư ở chùa hay là như chúng ta tí nữa tụng á, cách đó là tốt nhất, cách đó là thiên long bát bộ hoan hỉ nhất, chư Phật Bồ Tát mười phương cũng hoan hỉ nhất. Đó, đấy là tụng được như vậy. Thì chúng ta sẽ gì? Sẽ chuyển được nghiệp chướng thôi. Trong kinh nói là tụng hết một bộ kinh này, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, chúng ta mà nhất tâm á, thọ trì đọc tụng á, phải nhất tâm cơ, thì á, tụng một lần á, tiêu được gì? Vô số những tội chướng và được sinh lên cõi trời đau lợi 100 lần. Đấy là nhẹ đấy. Chứ còn một người tu nhất tâm á, mà cầu sinh Tây Phương á, thì người đó sẽ được gì? Như nguyện. Sẽ được như nguyện, tất nhiên phải tu. Chứ đừng có mong rằng sau này thôi không cần tu, sau này chỉ cần mình vào đạo tràng thôi, mình quy tam bảo thôi, và di chúc cho gì? Di chúc cho con, cho cháu, sau này tao chết á, mày cứ gọi ban trợ niệm A, ban trợ niệm B, ban trợ niệm C về để trợ niệm cho tao 8 tiếng, 12 tiếng đồng hồ để cho tao được vãng sinh. Chưa chắc. Mình mà không tu từ bây giờ, lúc đó nghiệp chướng nó phá. Đấy, nghiệp chướng nó phá. Giống như ở dưới đạo tràng Thanh Xuân của đạo tràng chúng ta, của tỉnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Mấy năm trước bà tổ trưởng kể rằng mấy năm trước có một Phật tử cũng ở trong tổ, có bà mẹ. Cô ấy, cô con dâu ấy thì ngoan và hiền, giỏi lắm. Được chồng cũng tín tâm, thầy cũng đến giúp đỡ cho gia đình nhà đó. Ngày xưa đến xem phong thủy, đặt bát hương, thờ Phật, thờ thần linh, gia tiên cho rồi. Gia đình cũng tín tâm, nhất tâm lắm. Có bà mẹ cũng rất tín tâm với Phật Pháp. Nhưng mà ngày xưa thì vì cụ tuổi cao rồi không đi chùa được nhiều. Tại khi bắt đầu cụ ốm nặng chuẩn bị mất á, thì anh con trai với cô con dâu mấy đứa nó mời các Phật tử đến trợ niệm cho. Trợ niệm cho được mấy ngày thì cụ chuẩn bị đi rồi. Thì là có một thằng con trai, nó là làm ở trên bộ công an, không biết nó làm to hay làm nhỏ nhưng mà không biết. Thế đi về bắt đầu nó đuổi hết các Phật tử đi, đuổi hết các Phật tử đi, và nó nói là mẹ chung. Một mình một người không thể có quyết định để cho mấy Phật tử đến tụng kinh niệm Phật cho mẹ được. Và nó nói những câu thầm tệ và các Phật tử không chịu được, cho nên ra về. Lúc bắt đầu trợ niệm á, khi mà cái hôm trợ niệm mẹ nó bắt đầu mất ấy, thì trợ niệm thì được mấy tiếng đồng hồ thì thân thể bà cụ mắt đang trợn, mồm đang há ra. Các Phật tử niệm Phật được cho mấy tiếng đồng hồ thì mắt khép lại, miệng nở nụ cười, thân thể đang đen thì hồng hào lại. Nhưng khi nó về, cái anh thằng con trai nó làm ở ngành công an, nó về nó nói các Phật tử không ra cái gì, và nói anh em nhà nó là không ra gì, mà nó quyền nó là quyền cao nhất, và nó muốn làm lễ tang gia cho mẹ nó theo đúng nghi thức của nghi thức thọ mai ở thế gian. Tức là nghi thức thọ mai, tức là mai táng ở theo cái cách của thế gian chúng ta, là chết là phải trống kèn, phải khóc lóc, phải rượu thịt để tế tự, phải có mọi người đến phúng viếng vân vân. Vì sao? Vì chắc nó cấp cao một chút, nó muốn làm như thế để mọi người đến phúng viếng. Phúng viếng để lấy cái gì? Lấy phong bì. Vì một cái mục đích nho nhỏ nào đó tôi không biết, nhưng mà người nó cấm anh em không cho các Phật tử trợ niệm nữa, và đuổi hết ra về. Và vừa đuổi xong, vừa đuổi một cái thì ra về được một tí xong, thì tự nhiên là thân thể của bà cụ đen ngỏm lại, và kiến từ đâu nó bò đến là bâu kín cả bà cụ luôn. Chúng ta thấy cũng khủng khiếp như thế. Vì sao?
Vì khi đó bà cụ gì? Khởi cái thân thể của bà cụ thì mới mất đi, thần thức thì chưa ra khỏi tấm thân, hoặc ra khỏi rồi cái thân trung ấm nó thì nó vẫn còn phảng phất ở nơi đó. Mà trường hợp này chắc là chưa ra khỏi, chưa ra khỏi thân thể thì mới khởi sân lên một cái, thì tự nhiên là trong người nó mới đen. Chúng ta khi chúng ta giận á, người còn sống chúng ta khi chúng ta giận á, thì mặt chúng ta có hai trạng thái. Trạng thái mà lớn, trạng thái thường gặp đó là gì ạ? Đỏ. Vì sao mà đỏ? Hỏa bốc gì? Hỏa bốc lên cho nên gì? Mặt mũi chúng ta đỏ phừng phừng đi. Đó. Có những trường hợp giận quá, cái trường hợp này thì ít gặp nhưng mà có thể xảy ra. Giận quá thì gì? Mặt mũi họ tái lại. Mà trường hợp này thường là bị gì ạ? Bị đột quỵ. À, thường là bị đột quỵ, tức là họ giận quá thì họ cứ rùng mình lên, thế là gì? Nó ngất xỉu, tức là máu nó gì? Nó không lên được não. Trường hợp này là máu không lên được não thì nó tái lại, nó tím tái lại và đột quỵ. À, có hai trường hợp. Những trường hợp mà mặt mũi tím tái thì giận dữ đến tím tái mặt mày thì ít hơn. Còn giận mà gì? Mặt mũi đỏ hồng phừng lên thì nhiều hơn. Đó, hai cái trường hợp cực giận thì máu nó gì không đủ để đẩy lên não, tim gì nó đập đến nó nhanh quá, nó gì không kịp để đưa máu đi đến các cơ thể, các tế bào của chúng ta. Khi đó thì hỏa sân nó bốc lên và nó thì nó hút rất nhiều năng lượng, nó tiêu thụ rất nhiều năng lượng, cho nên máu á, tim á, thì đập quá nhanh, không đủ để đưa máu đến toàn bộ cơ thể, cho nên nó tím tái lại. Thì cái trường hợp mà bà cụ tôi nghĩ rằng tương tự như thế, thần thức chưa được ra khỏi tấm thân, cho nên á, thấy thằng con trai của mình nuôi cho nó ăn học, nó khôn lớn, lo công ăn việc làm cho nó, bây giờ nó có một tí gì chức quyền trong xã hội một cái, nó về nó làm thay đổi hẳn cái di chúc của mẹ nó, không biết vì mục đích gì chúng ta không rõ lắm, nhưng mà nó muốn gì? Muốn làm ma, đưa ra ngoài nhà tang lễ nổi tiếng to lớn của thành phố để làm ma, tiếp nhiều quan khách vân vân á, đến để phúng viếng, để như vậy là nó nghĩ là gì? Như vậy mới là báo hiếu được mẹ nó một cách gì? Một cách là chỉnh chu, một cách là hoàn thiện tốt đẹp nhất theo nghi lễ thảo mai của thế gian. Nhưng không ngờ bà cụ thì di chúc thì muốn làm theo cái nghi lễ gì đơn giản của Phật giáo, miễn là được tụng kinh, được nghe kinh, được mọi người đến niệm Phật cho, trợ niệm cho, và sau khi chết đừng có sát sinh, hãy gì, hãy làm rất đơn giản như cuộc sống của bà cụ lúc còn sống thôi. Vì lúc bà cụ còn sống cũng thường ăn chay rồi, tuy không đi chùa được nhiều nhưng mà cũng thường ăn chay, cũng được nghe Phật pháp cho cũng hiểu. Nhưng chúng ta thấy nghiệp chướng nó đến, nó phá, nó không cho tu. Giống như trong ngài Hòa Thượng Thiền Tâm có kể cái câu chuyện ở trong cái sách của ngài, ngày xưa tôi đọc thấy là ở trong miền Nam có một ông Phật tử, ông tu hành rất tinh tiến, một cư sĩ Yêu Bà Tắc đó, chính là đệ tử của Hòa Thượng đó, tu hành rất tinh tiến, niệm Phật cầu một đời vãng sinh. Nhưng cũng có thằng con trai ngày xưa nó làm ở trên bộ tổng tham mưu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đằng trong á, tức là chế độ Ngụy á. Chúng ta biết là làm ở trên bộ tổng tham mưu mà nó làm cái cấp to đại tá ngày đấy là to lắm rồi. Bây giờ cấp tướng của chúng ta thì nhan nhản, nhưng ngày xưa lên cấp đại tá là to rồi, cấp đại úy còn to chứ đừng nói là cấp đại tá. Nó là đại tá làm ở bộ tổng tham mưu quân đội ở Việt Nam Cộng Hòa đằng trong cái trước năm 75. Ông cụ thì tu rất tinh tiến và niệm Phật phát nguyện một đời vãng sinh, buông hết tất cả, ông cụ đều buông hết, buông không có giữ một cái gì cho bản thân, mặc dù quan làm to như thế nhưng mà ông kệ, ông không bao giờ xin xỏ tiền bạc gì, mà ông không bao giờ cậy nhờ gì con trai, ông cứ nhất tâm ông làm, ở nhà ông làm một cái thất nhỏ ông tu. Và khi ông ấy mất, ông ấy biết trước ngày giờ nhé các quý vị nhé, biết trước ngày giờ mất đấy, hẹn trước với mọi người là ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó ông gì, ông ra đi. Ví dụ như là ngày mai là ngày ông hẹn, là ngày mai là ra đi là mất đó. Nhưng hôm nay ông vẫn khỏe mạnh bình thường. Đến sáng các Phật tử trong đạo tràng mọi người đến thăm ông ấy, vì là ngày ông bảo ngày mai là ông mất mà, thì đấy, ví dụ như thế. Thế là mọi người đến sáng ra thì
sáng ngày mai bắt đầu đến thăm, thăm thấy ông vẫn khỏe mạnh bình thường, cứ nghĩ là gì ông nói sai. Nhưng mà xong khi mà lên tụng kinh với đại chúng xong một cái buổi cuối cùng, hôm đó ông cũng thỉnh một vài thầy tăng đến để tụng kinh để hồi hướng siêu độ cho ông, và ông cúng giảng chay tăng. Cúng giảng chay tăng xong thì khoảng độ chính ngọ, tức là ngoài 12 giờ trưa một chút xíu thôi, khoảng 12 giờ 15 gì đó hoặc 12 giờ 20 gì đó, từ từ khoảng tầm đó ngoài 12 giờ một chút, tức là gọi là chính ngọ một tí, chính ngọ tức là 12 giờ đến hơn 12 giờ một chút thôi, nói đúng theo đồng hồ thì nó là 12 giờ, nhưng mà nó ngoài ra một tí. Khi mà cúng chay ngọ xong thì bắt đầu ông ra lễ tăng, lễ tăng xong một cái thì gì, ông ra đi luôn, ông ngồi ông ra đi luôn, ông ngồi ra đi luôn, đang mạnh khỏe mà ngồi ra đi. Nhưng mà tưởng ông được vãng sinh. Sau khi ông bố gì, ông bố vừa mất, thằng con trai ở trên bộ tổng tham mưu quân đội Việt Nam Cộng Hòa về gì, bắt anh em họ hàng là không được làm ma theo gì, theo di chúc của bố, mà phải làm ma theo gì, theo nghi thức của thế gian. Và chúng ta biết là gì? Nó làm to như thế thì đương nhiên nó nhiều bạn bè, cấp trên có, cấp dưới có, những người đến với nó thì nịnh bợ có, cho nên quả cáp mang đến rất nhiều. Và đương nhiên nó phải gì ạ, giết trâu mổ bò mổ lợn, làm tiệc linh đình để đãi gì, đãi khách. Khi mà bố nó nằm xuống, bố nó sống cả một đời tu hành thì rất là thiểu dục chi túc. Nhưng mà khi bố nó nằm xuống do cái nghiệp chướng của ông cụ, cho nên đáng lẽ biết trước ngày giờ, tự do tự tại biết trước ngày giờ, như vậy đáng lẽ phải được vãng sinh chứ. Nhưng mà sau khi ông vừa nằm xuống một cái, nó xịch vào từ trên thành phố, nó từ trên thành phố Sài Gòn nó về một cái là nó dẹp hết, không cho tụng kinh, không cho niệm Phật, không cho làm theo nghi thức đám tang của Phật giáo nữa, và nó làm theo đám tang của cách của nó, đón khách đãi khứa, giết hại, ăn uống linh đình 3 ngày 3 đêm. Bình thường ra thì chẳng ai biết đâu, nhưng sau 3 ngày 3 đêm chôn ông cụ ấy xong thì về nhập vào cái ông linh hồn của hương hồn thân, cái thân trung ấm của ông cụ về nhập vào cái đứa bé mới có gì, mới có 3 tuổi ở đứa cháu, đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại, lâu lâu tôi không nhớ rõ, nhưng mà có nhập vào đứa cháu là 3 tuổi, và khóc và chửi, chỉ thẳng vào mặt cái đứa con mày, rằng cái đứa con trai mà nói rằng mày là thằng gì, thằng con bất hiếu, cả đời tu hành của tao đáng lẽ thì tao được vãng sinh, nhưng mà do vì mày cho nên gì tao mất đi cơ hội vãng sinh. Vì sao? Vì A Di Đà Phật chuẩn bị đến đón tao thì mày về gì, mày làm loạn cả lên, và mày gì sát sinh hại vật, cho nên á các loài chúng sinh đó nó gì, nó kiện, nó làm đơn lên Diêm Vương, nó kiện tao, nó nói rằng á do gì, đây là cộng nghiệp mà các quý vị, cộng nghiệp nhé, đây gọi là cộng nghiệp. Ông sinh ra đứa con, ông không dạy được con của ông thì ông cũng gì, nó làm việc cực ác thì ông đương nhiên là cũng bị họa lây chứ còn chứ, đúng không? Giống như chúng ta bây giờ ở thế gian, chẳng may có thằng con nào gì nó nghiện ngập hoặc nói gì cướp của giết người, khi bị công an bắt, chúng ta là bố là mẹ có vui được không? Có ai vui không? Có các vị có vui không? Thậm chí nhà chúng ta đang mở đài hát sình sình, khi nghe cái tin bà hàng xóm một cái, ôi dồi ôi bà A ơi, con của gì, con của bà giết người và bị công an bắt ở ngoài đầu ngõ kìa, lúc đó chúng ta còn nghe hát được không? Có ai mà ở mà nghe nốt bài hát được không? Mặc dù bài hát đó chúng ta rất hay, rất thích nghe, bài hát đó rất hay, chúng ta rất thích nghe, nhưng có người ngồi nghe hát được nữa không? Không. Mấy ngày sau, mấy tháng sau, họ đưa ra tòa. Đương nhiên chúng ta là người thân, là bố là mẹ, phải ra còn gì nữa, ra dự xem tòa xử thế nào. Và lúc đó họ xử là gì, tội rất là nặng, cho nên trường hợp này phải xử án gì, xử tử hình. Chúng ta có vui được không? Không. Rồi hàng xóm láng giềng họ nhìn thấy chúng ta, họ bảo đấy, thấy chưa, sinh con mọi khi cứ chiều nó lắm vào, không dạy nó, cho nên bây giờ mới thì mới khổ, để nó cướp của giết người như vậy, nhục chưa? Chúng ta có dám ngẩng mặt lên không? Không dám ngẩng mặt lên. Tuy rằng pháp luật không bắt chúng ta đi tù theo con của chúng ta, nhưng mà chúng ta thì cái nỗi ô nhục đó nó đem đến cho cả gia đình chúng ta, thậm chí cả dòng họ chúng ta, không chỉ một đời mà thậm chí 3 đời về sau họ vẫn còn nhắc đấy các quý vị. Đấy gọi là gì? Gọi là cộng nghiệp. Các cụ ngày xưa nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, là ở cái chỗ đó. Cho nên
ông cụ kia đáng nhẽ thì tu hành tinh tiến, Phật báo trước cho ngày giờ vãng sinh rồi, tự do tự tại ra đi một cách gì, lễ cúng dường chư tăng xong, lễ ba lễ mà ra đi ngay ở trên trên chiếu đó, tưởng được vãng sinh, nhưng mà do cộng nghiệp, thằng con trai nó gì, nó phá, đích thân thằng con trai nó phá. Vì vậy mà A Di Đà Phật không đón đi, bên kia nó đâm đơn nó gì, nó kiện lên Diêm Vương, ông đẻ con ra không biết dạy con, để cho nó gì, nó giết hại chúng tôi. Ông là người tu, ông phải ở lại gì, ông phải ở lại để chứng kiến cái vụ sự này, chúng tôi sẽ đòi mạng thằng con ông trong gì, trong nay mai, ông phải ở lại mà xem. Ở lại mà xem, đấy giống như chúng ta đó. Không may có thằng con mà nó hư hỏng thì chúng ta vẫn gì, vẫn phải ra ngoài ngoài công sở để nghe xử án đó. Đó, lúc đó mà xem. Đấy cho nên cơ hội gì ông không đi được, vì ông tức quá, ông hận quá, ông nhập vào cái đứa cháu mới có 3 tuổi đầu, chỉ vào mặt thằng con trai của mình mà chửi mà mắng, mày là cái đồ gì, đồ bất hiếu, vô lễ thế này thế khác, vì mày mà gì mà tao không được thì mất cơ hội vãng sinh, tao không được vãng sinh, mất cơ hội vãng sinh. Đó, cho nên đấy gọi là oan gia trái chủ với các quý vị. Cho nên tu thế nào thì tu, chúng ta phải hồi hướng cho oan gia trái chủ từ bây giờ đi. Ai nán lại khoảng 1 phút là hồi hướng cho oan gia trái chủ, 1-2 phút rồi. Còn thì oan gia trái chủ là ai? Là vợ chúng ta, là chồng chúng ta, là con chúng ta, là bố mẹ chúng ta, là ông bà, là người thân chúng ta đó các quý vị. Thế thì oan gia trái chủ không phải là có gì thằng hàng xóm, thằng ăn trộm nuôi cướp mới là oan gia trái chủ đâu. Không phải là con ma con quỷ mới là oan gia trái chủ đâu. Đó. Sáng nay có một Phật tử ở tận bên nước ngoài về nói với tôi rằng á, khổ lắm thầy ạ. Con ăn chay cũng lâu rồi, nhưng mà hơn chục năm trước là khi con bắt đầu học Phật tụng kinh, chồng con nó cản vô cùng. Con phải quỳ xuống để xin anh ấy mới cho gì? Mới cho con tụng kinh, mới cho con niệm Phật. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, nhờ Phật Bồ Tát gia trì bây giờ con ổn rồi. Đó, oan gia trái chủ là gì? Người thân chúng ta. Cản sự tu hành của chúng ta đó là oan gia trái chủ. Ví dụ chúng tôi đi tu được có oan gia trái chủ không? Có. Đi tu không có oan gia trái chủ, các quý vị đừng nói là không. Oan gia trái chủ có khi tôi, có khi chính là đệ tử của tôi ấy. Có khi chính là những người dân họ không hiểu Phật Pháp. Mà thậm chí có khi chính những người dân hiểu Phật Pháp, những Phật tử của mình trước đây thì có gì theo mình để hộ Pháp. Biết đâu một mai, một vài năm nữa ngôi chùa nó khang trang, nó trang nghiêm lên, Phật tử đến lễ đông, họ không lo tu, mà họ chỉ lo gì ạ, đi kiếm tiền thôi chẳng hạn. Vì sao? Đi bán hàng, đi kiếm tiền. Và lúc đó họ nghĩ là gì? Trước đây á, con lo công việc cho thầy rất nhiều như thế, bây giờ thầy phải cho con một cái chỗ ngồi bán hàng thật tốt, thật ngon, thật đẹp để cho con bán hàng. Và mình bảo không được, mọi người thế nào thì Phật tử cũng như thế. Và họ không chịu, họ phá mình. Đó là oan gia trái chủ. Biết đâu các cụ ngày xưa mà có lợi thì có loạn, không thể tránh được, không thể tránh được đâu các quý vị. Nhưng mà thôi, chúng ta vì cái việc lớn, vì cái nghiệp lớn là độ vô số chúng sinh phải là trên hết. Còn một vài trường hợp á, nó không có duyên, nó là oan gia trái chủ, nó kết oán với chúng ta, kệ họ. À, cuộc đời thế giới Sa Bà này, cõi Nam Thiềm Bộ Châu này, đi đâu cũng sẽ có, phải có những cái trường hợp như thế. Và thế giới này gọi là thánh phàm đồng cư, thánh có, phàm có, kẻ ác có, kẻ xấu có, đầy đủ hết, kẻ tham lam có, sân si có, tật đố có, đầy đủ hết ở trong cuộc đời này. Đấy mới gọi là cõi gì? Cõi Sa Bà chúng ta mới dịch là cõi gì? Cõi kham nhẫn. Kham tức là kham khổ, nhẫn tức là phải nhẫn chịu. Chúng ta muốn vào đời này để giáo hóa độ sinh á, thì phải chịu gì? Phải chịu được sự nhẫn nhục, phải chịu được sự kham khổ ở thế gian này mới có thể được. Đó. Năm ngoái, chúng ta nhớ câu chuyện năm ngoái không? Mới năm ngoái thôi, những Phật tử thân tín nhất ở Hà Nội, Hà Đông, Hòa Bình, Phú Thọ, rồi Quảng Ninh, tận thậm chí trong miền Nam, thi nhau gọi điện về. Cái dịp mà tháng 4, tháng 5 năm ngoái, thi nhau gọi điện về, nghe thấy thầy alo, hỏi có việc gì mà cái bảo, có phải thầy Đạo Thịnh không? Bắt tôi thế còn ai? Thầy đang ở đâu? Tôi ở chùa chứ ở đâu? Ôi dồi ôi, có thật thầy ở chùa không? Mà khổ quá, thế không phải chùa tôi ở đâu, sư giảng ở chùa ở đâu? Thế mà người ta lại nói là thầy bị bắt rồi. Bị bắt làm sao mà nghe được điện thoại nữa các quý vị. Vào trong trại rồi, thậm chí là chỉ cần nó thì công an nó tóm, nó cho vào trong trại tạm giam thôi.
tất cả những cái quyền lợi công dân của mình gần như thì về con số 0 rồi, làm gì có chuyện lấy điện thoại ra mà alo nữa, đúng không? Thế mà nghe thầy alo rồi mà còn nghi, còn hỏi là thầy đang ở đâu, hỏi ở chùa chứ ở đâu, thì bảo có thật không. Đấy, bảo thế không thật thì làm sao ấy. Thế mà bảo con tưởng là thầy bị bắt rồi. Vì sao? Vì nó ầm ầm lên, nó đồn là thầy đi buôn ma túy và bị công an bắt. Đấy. Thì họ bảo vì sao mà có mà đi buôn ma túy, bảo là xây chùa ầm ầm như thế này không đi buôn ma túy lấy đâu tiền để mà xây. Sao họ nói như thế? Xây chùa thì không đi buôn ma túy lấy gì mà xây. Thế thì tôi xin thưa các quý vị, đất nước Việt Nam chúng ta sau khi giải phóng 1975 đến nay, đất nước chúng ta phát triển một cách vượt bậc, từ cái chỗ là dân gì? Dân nghèo ăn không đủ no, mặc không đủ gì? Đủ ấm, đủ phải bị rách á. Thì ở các nước khác như Mỹ hay Nhật Bản hay các nước khác, người ta theo chế độ khác, người ta bảo là Việt Nam chúng ta toàn đi buôn thuốc phiện mà dân mới có miếng cơm manh áo như bây giờ, hay là toàn đi làm việc phi pháp, dân mới có miếng cơm manh áo như bây giờ, có được không? Không có. Làm gì có chuyện đấy. Đất nước chúng tôi xây dựng phát triển bằng gì? Bằng khối óc, bằng bàn tay và bằng ý chí nguyện lực của nhân dân, của đồng bào chúng tôi chứ. Làm gì có chuyện là chúng ta thấy có một vài người Mỹ sau 30 năm khi họ chiến tranh gieo rắc những cái nỗi khổ cho đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta, và bây giờ đất nước hòa bình rồi, họ là những người lính về hưu, họ sang thăm đất nước Việt Nam với chúng ta với một cái gì? Một cái người gọi là đi du lịch, một cái vị khách gọi là đi du lịch. Họ sang họ phải thấy ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Hơn 30 năm trước họ đến Việt Nam trên cương vị là một vị lính, một anh lính đi theo cái sự chỉ đạo của đất nước họ, của những người cấp cao trong quân đội, của chính phủ của họ sang Việt Nam chúng ta để họ nghĩ là đi chiến đấu vì cái gì đó. Gọi là lúc đó đi thì tất nhiên ai họ nói là đi xâm lược đất nước Việt Nam chúng ta. Họ tuyên truyền là đi sang đó để làm nghĩa vụ quốc tế, đem lại hòa bình gì, độc lập cho gì, cho đất nước Việt Nam. Nhưng mà đâu có ngờ rằng cái sang chúng ta biết là B-52 thì nó giải thảm, từ trên trời nó giải thảm xuống, súng đạn thì nó bắn gì không thương tiếc. Đồng bào chúng ta thì đã nghèo rồi còn khổ. Giặc Pháp chưa qua thì giặc Mỹ đã đến, khổ lắm. Nhưng mà khi đó họ chiến tranh thì nó tuyên truyền, đằng kia thì phải tuyên truyền là họ làm việc đó là việc tốt. Đâu họ có nói là xấu mà họ mà những anh thanh niên trẻ bên đất nước của họ lại đi sang tận bên chúng ta nửa qua nửa bán cầu để gieo những cái tội ác chiến tranh được. Nhưng họ sang có những người họ biết rồi thì họ phản chiến, họ đi về, mình gọi là đảo ngũ đó. Nhưng cũng có những người thì phải mệnh lệnh quân đội họ bắt buộc phải làm theo, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo. Nhưng mà cho đến bây giờ hơn 30 năm sau họ có cơ hội sang Việt Nam chúng ta, họ thấy từ Bắc vào Nam nhà cao cửa lớn chúng chẳng kém gì những thành phố lớn của Mỹ cả. Có mỗi cái Việt Nam chúng ta bây giờ còn ô nhiễm hơn mà thôi, thành phố chúng ta ô nhiễm hơn. Nhưng vào trong Đà Nẵng thì các vị thấy cuộc sống của cái thành phố đáng sống của Việt Nam chúng ta cũng chẳng kém gì những thành phố xanh sạch đẹp ở châu Âu cả. Cuộc sống cũng rất là thanh bình và hạnh phúc. Tôi vào đó 2-3 lần rồi. Đi trên đường á, vào các nơi á, đình điền miếu mạo, các nơi du lịch tham quan thắng cảnh, không có một người ăn xin ăn mày ngồi dọc đường đâu các quý vị nhá. Đặc biệt là gì, cả đất nước Việt Nam chúng ta duy nhất có Đà Nẵng, không có đi khắp thành phố Đà Nẵng không có một người ăn xin ăn mày ngồi ở ngoài đường. Đấy là thể hiện gì ạ? Sự văn minh. Thể hiện sự văn minh. Tất cả những cái trường hợp nghèo đói ăn xin ăn mày ở đường phố Đà Nẵng đều được chính quyền của thành phố gì xây dựng những cái nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho vào đó hết. Cho vào đó được ăn, lại còn gì? Được tiền lương nữa. À, những vị mà còn có nhà cửa, những vị mà có nhà cửa mà có gì có người thân ở nhà không làm gì được có tiền đó, thì họ cho học nghề và vào đó được ăn, được nuôi, lại còn được lương gửi về cho nhà nữa. À, cho nên á, ở một trong môi trường đó, cái người nghèo cực khổ cũng được quan tâm đặc biệt như vậy thì không có ai muốn gì, muốn ra đường ăn xin nữa. Mà ra đường ăn xin thì chính quyền là gì? Nghiêm khắc để cho vào trong trại tập trung, nếu mà người còn nhà còn cửa động viên cho về làm ăn, cho học nghề để về làm ăn, còn người không có nghề nghiệp thì cho vào trong đó.
ở trong đó, chứ không thể để trong đó. Cho nên đấy là những cái nhỏ nhất. Tôi thấy là đi khắp đất nước Việt Nam, duy nhất có ở Đà Nẵng làm được việc đó. Hà Nội là trái tim của thủ đô cả nước. Các quý vị cứ ra ngoài bờ hồ Hồ Tây mà xem, đến đền, đến chùa mà xem, chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc, chùa, những ngôi chùa nổi tiếng như chùa Một Cột, thậm chí chùa Một Cột còn có các quý vị, phủ Tây Hồ, hoặc là đến đến cái gì, đến cầu Thê Húc của đền Ngọc Sơn, một cái nơi du lịch nổi tiếng, khách quốc tế rồi những người Việt Nam đều có cả. Nhưng mà ăn xin vẫn thỉnh thoảng thấy lang thang ngồi vật vã ở dưới gốc cây ở ngoài hè phố đấy. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta thấy một vài anh linh Mỹ từ hơn 30 năm trước chiến tranh ở Việt Nam, bây giờ đất nước chúng ta giải phóng rồi, hai bên thì bình thường hóa quan hệ rồi, họ sang du lịch ở đất nước chúng ta, họ mới có những anh lính nó thốt lên rằng á, tôi không ngờ rằng Việt Nam lại thay đổi hơn 30 năm nay mà thay đổi đến mức gì, đến mức được như thế. Khi nó sang đây, chúng ta phải biết là chúng ta cứ nghĩ các cụ ngày xưa, bây giờ các cụ ở Phật tử dưới này, hơn 30 năm về trước chúng ta đi đâu, đi bằng cái gì nhỉ? Đi xa đến 5-7 cây số, chục cây số chúng ta đi bằng cái gì ạ? Đi bộ. Xe đạp có để đi chưa? Chưa, đã có xe đạp mà đi đâu. Có cái cả làng, cả xã mới có 1-2 cái xe đạp. Những người làm cán bộ mới có cái xe đạp, cái xe đạp Bozo, xe đạp châu của, mình gọi là xe đạp châu của Trung Quốc á, cái xe đạp thống nhất, xe đạp Bozo đó. Nhà nào giàu nhất á, thì có cái đài, cái đài gọi là đài mạng nhện của Liên Xô ngày xưa đúng không? Giàu nhất mới có cái đài mạng nhện. Phải đến khoảng độ tầm sau năm 75, nó khoảng độ tầm năm 80, 85 trở đi, thậm 90 trở đi á, thì nhà giàu nhất mới có gì? Có cái tivi. Cái tivi Sanio đen trắng. Tivi Sanio đen trắng. Và nhà ai muốn xem á thì phải gì ạ? Phải nạp gì? Nạp ắc quy. Xem bằng ắc quy, đâu có điện đâu mà xem. Nạp ắc quy cả ngày không em xem, mà đến chờ đến tối, đến phim truyện hay là đến sân khấu mới gì? Mới bật lên xem, đang xem, đang hay, cao trào hết điện phùng một cái thì mọi người ồ một cái là ra về, tiếc quá. Mà nạp ắc quy có phải chở đi hàng gì, hàng 5 cây số, 10 cây số mới có chỗ để nạp ắc quy. Bên nhà mình có điện đâu mà nạp. Đấy. Nghĩ chứ nó khổ như thế. Thực tế là chúng ta thấy như vậy, cho nên họ thấy là mà sang đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ phố xá, nhà cao cửa rộng. Ở Việt Nam chúng ta, người ta lấy một cái khảo sát, Việt Nam chúng ta không kém các nước phát triển đâu các quý vị. Đó. Không kém đâu. Cái đồ ăn chơi của Việt Nam chúng ta không phải bình thường đâu nhá. Nhà cao cửa rộng cũng chẳng kém đâu. Nhà lầu xe hơi không kém đâu. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tất cả đều là do gì? Do cái nhân duyên nó tạo thành cái cuộc sống chúng ta. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cho dù giàu có, sang hèn như thế nào đi chăng nữa, Đức Phật nói tới khi mạng chung, tất cả những cái của cải, danh vọng, quyền lực chúng ta không mang theo được, duy nhất chỉ có mang theo nghiệp mà thôi. Nay chúng ta gì? Nghiệp mà nhẹ, tức là nghiệp xấu mà ít á, phúc báo mà lớn á, thì thần thức chúng ta sẽ gì? Hướng lên. Hướng lên tức là sinh lại, tiếp tục lại làm người, hưởng phúc báo thọ mạng và hưởng phúc báo lâu dài về sau. Và phúc mà hơn nữa thì lên gì? Lên cõi trời. Mà nghiệp mà nặng á, tức là làm những việc xấu ác nhiều á, thì thần thức sẽ bị đi xuống. Giống như hai cái cân, giống như một cái cân về các quý vị. Một cái bàn cân, bên này là quả cân, bên này là bàn cân. Bên bàn cân này thì chúng ta đặt ví dụ như quả cân á, cái cân thì nó luôn gì? Luôn thăng bằng, luôn là cái cân, mình cứ cho là cái cân, cân đĩa đi. Cái cân ở giữa này, nó bên này và bên này. Một bên chúng ta ví dụ là thiện, ở bên là ác. Chúng ta đặt cái ác vào bên gì? Bên bản cân bên này nặng hơn thì bên thiện nó sẽ gì? Nó sẽ bị ngổng lên, bên này nó chúi xuống, mà chúi xuống thì tượng trưng cho vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn nếu mà đặt cái thiện sang bên này thì nó chúi xuống bên này thì tượng trưng cho cõi trời, cõi người và thậm chí là cõi tịnh độ mười phương của chư Phật. Chúng ta cân đi. Cứ cân đi. Thử cân xem cuộc đời này chúng ta sẽ đi về đâu thì biết ngay. Tôi mấy hôm nay tự nhiên tôi tìm ra một cái khái niệm hay lắm. Chúng ta cứ tham lam, lo bon chen,
chất chiêu tích cóp, không biết gì, không biết thí xả, cứ bo bo giữ lấy cho bản thân. Rốt cuộc đến cuối cùng cả cuộc đời này chúng ta mua được một tấm vé để đi đâu? Hôm qua hôm kia tôi trêu một thầy cùng học với tôi là đấy, cứ lo mà giữ đi, rồi cuối cùng sẽ mua được một tấm vé vào trong địa ngục đấy. Mua một tấm vé vào địa ngục, đi tu cả đời mà mua một tấm vé vào địa ngục thì khổ hay sướng? Khổ. Vì sao? Vì cái thầy ấy là suốt ngày nghĩ đến tiền thôi, suốt ngày đi cúng thôi. Thế tôi bảo bớt đi cúng đi mà đi giảng pháp đi. Bảo ủa rồi đi giảng pháp không có tiền. Thế tôi bảo cứ giảng đi rồi sẽ có tiền. Thế thầy bảo lấy đâu là tiền, đi giảng ai cho tiền, đi giảng còn mất tiền xe, ai cho tiền, đi cúng thì đến cúng xong một cái người ta 500 một triệu người ta hồi hướng rồi, về mấy gì mới có để làm chùa. Tôi bảo Phật không bảo thầy phải đi cúng để làm chùa khổ sở như thế. Phật bảo thầy cứ giảng đi, ngày xưa cùng học với nhau cũng có trình độ đấy. Thế bảo đi giảng đi. Mà giảng thì thầy, tôi biết là thầy rất giỏi chứ hán, chỉ cần nghiên cứu một chút thôi thầy có thể giảng rất tốt. Nhưng bảo không, đi giảng không tiền. Anh em để thân nhau cho nên cũng nói nửa đùa nửa trêu, bảo đi giảng không tiền cho nên không đi giảng. Mà đi cúng thì có tiền luôn. Thế tôi bảo đấy, tôi có đi cúng đâu, tôi vẫn có tiền đấy. Thế bảo là ông khác, phúc báo của ông lớn, ông là gì, là Bồ Tát tái sinh, thì tôi là chúng sinh lè tè. Nói như thế, tôi bảo đâu tôi có phải là Bồ Tát tái sinh, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi chứ. Tôi cũng đi ngày xưa cùng học với nhau, tôi còn rốt hơn ông, tôi còn chép bài của ông cơ mà. Có những bài tôi thì tôi chưa hán mà tôi rốt hơn là tôi phải đi chép bài của ông cho tôi chép bài cơ mà. Có nghĩa là gì, ông phúc báo hơn tôi chứ. Làm gì có cái chuyện mà tôi là Bồ Tát tái sinh, ông là phúc báo lè tè đâu. Tôi cũng đi lên bằng từ bàn tay trắng như ông, không có gì hơn. Thậm chí ngày xưa đi học ông có xe máy đi rồi, tôi còn phải đi xe đạp cơ mà. Ông có chùa riêng rồi, tôi còn phải trông chùa cho sư phụ cơ mà. Tôi có gì đâu. Cứ giảng đi rồi thì Phật Bồ Tát thì sẽ cho. Phật Bồ Tát thì sẽ cho. Đừng có lấy thương tiếc những ham mê những cái nhỏ nhỏ làm gì. Nói đi nói lại mãi thì kết quả là ông vẫn bảo là thôi, nhưng mà thôi mỗi người một duyên. Thầy giảng pháp á, thầy có đông Phật tử thì cứ giảng đi. Còn con á, con gì? Con thì thích đi cúng thôi. Thế cũng tiếc. Thế tôi bảo cũng tiếc, thì tôi mới trêu rằng á, đấy, thôi thì cứ lo đi, đi mà đi cúng đi. Nếu mà đi cúng á, mà để tiền mà dành dụm mà để sau này mua lên một tấm vé mà vào địa ngục đi. Ông bảo tại sao ông lại đi nguyền rủa tôi thế? Bảo không phải nguyền rủa đâu, con nói thật đấy. Cứ là đi cúng và nhận tiền người ta xong rồi để xây chùa hoặc để mà gửi tiết kiệm đi. Tôi biết là hai anh em ngồi nói chuyện trêu trêu với nhau, nghe mấy thầy nói là ông ấy gửi được mấy cái sổ tiết kiệm mỗi cái mấy trăm triệu rồi. Thế tôi bảo đấy, đi tu rồi còn gửi tiết kiệm làm gì? Chùa xây rồi, xây xong rồi thì đi làm từ thiện. Chứ dành tiết kiệm để làm cái gì, mấy cái sổ tiết kiệm làm cái gì, cái sổ đó thì mai kia để dùng để mua vé vào địa ngục còn gì nữa. Thì tôi nói thật, tôi bảo bây giờ chết nhá, ông chết đi nhá, biết đâu nếu mà chết á, do bệnh từ từ thì còn di chúc, còn bảo tiểu đi rút được. Nhưng bệnh mà chết á, đột ngột á, ông không di chúc được cho tiểu đi rút, thế lúc đó là ông gì, cái thần thức của ông là còn nghĩ là gì, còn mấy cái sổ trong ngân hàng chưa đưa được cho tiểu, chưa đưa được cho bà vãi, chưa di chúc được cho dân, thế là ông gì, ông cứ lởn vởn lúc đi ở chùa, lúc thì ra ngân hàng. Ông đứng trước cây thẻ ATM gì, ông sò tay ông rút mà gì, mà nó không cho rút, hoặc là ông rút không được tiền, ông cứ rút vào ông lại cho ra cái tay không, hoặc cho ra cái tập giấy tiền âm phủ thì ông không được, tức là ông buồn, ông cứ đi lại lại ông thì 3 qua 49 ngày ông không đi được, thế là ông trở thành gì, thành con ma còn gì nữa, thế là ông vào địa ngục còn gì nữa. Đó gọi là đi tu, để mà không tu được thì mua vé để vào địa ngục, để như thế trêu cho. Tất nhiên đấy là trêu anh em, trêu nhau thân nhau, trêu nhau thôi. Nhưng mà có đấy các quý vị, có đấy, trêu đùa nhưng mà có thật đấy. Giống như cái kinh Bách Dụ Đức Phật nói chuyện Tiếu Lâm, nhưng mà gì? Đằng sau chuyện Tiếu Lâm nó là cả những bài pháp đấy, không phải đơn giản. Người mà hiểu á thì ngay chỗ đó biết được mà nó liền bỏ đi. Cho nên ở đây học Phật chúng ta phải hiểu được Phật nói cái gì. Đấy, tụng kinh Địa Tạng, biết được Phật nói cái gì ở trong kinh này, và chúng ta y giáo phụng hành làm theo thì chúng ta sẽ
sẽ sớm được giải thoát, sớm được giác ngộ thôi. Đừng có nghĩ rằng kinh Địa Tạng là Phật chỉ dạy cho gì, chỉ dạy cho chúng ta độ âm, độ dương đó các quý vị, độ chúng ta từ khi còn sống, sống mà không vào địa ngục, sống mà được về gì, về cảnh giới trời người, thậm chí về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc khi còn sống đó. Đó. Có những người họ cho rằng những người tu hành chúng ta tu tịnh độ, thì họ bảo có những người họ theo tà kiến, biên kiến, cái chấp kiến, thường kiến của họ cho rằng những người tu tịnh độ là tu để chờ chết. Thế được. Nay tôi thì tôi muốn độ cho những người đó, tôi giảng kinh Địa Tạng và họ tụng kinh Địa Tạng. Tu không phải là chờ chết nữa, mà tu để gì? Để gieo phúc, để tu phúc, để gieo duyên, để sau này chết không bị khổ. Sống thì là một con người hiền, người thiện, người hiếu thảo, người con hiếu thảo. Vì sao? Vì trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng là tấm gương tiêu biểu cho lòng hiếu thảo, đúng không? Đứa con gì? Con gái của ai? Con gái của mẹ gì? Mẹ tên là gì? Học mấy hôm trước nhờ. Bố tên là gì? Bố tên là Thi La Thiện Kiến. Mẹ tên là Duyệt, Duyệt Đế Lợi. Lúc còn sống thì đều là dòng dõi Bà La Môn. Lúc sống thì không tin nhân quả, báng phá tam bảo, làm nhiều việc ác, chết đi đọa vào địa ngục. Do thương mẹ cho nên đứa con gái của bà thường đi lễ Phật, đối trước Đức Phật Giác Hoa Định Tử Đại Vương Như Lai mà nhất tâm cầu nguyện Phật gia trì siêu độ cho mẹ. Và kết quả là gì? Mẹ của cô ấy có được thoát khỏi địa ngục không? Có. Vừa mới lễ Phật, thần thức của mẹ đã thoát khỏi địa ngục. Đó gọi là gì? Phá tan địa ngục đó các quý vị. Chứ không phải là Bồ Tát Địa Tạng cầm cái gậy tích trường vào là khua khoáng loạn ở trong gì? Ở trong địa ngục được phá hết các gì? Các kho tàng, nhà cửa, rồi lao ngục ở dưới âm ti, rồi dưới địa phủ được. Làm như thế thì Bồ Tát Địa Tạng vi phạm vào cái tội gọi là gì? Phá hoại của gì? Phá hoại của Diêm Vương, đúng không? Phá hoại. Mà tội phá hoại đó thì Bồ Tát có khi lại bị gì? Bị bắt trước rồi. Nhưng mà phá ở đây có nghĩa là phá tất cả những sự mê lầm, những sự tham đắm chấp trược cho những chúng sinh ở trong đó. Ví dụ có nhiều trường hợp đến đây kêu thầy ơi con khổ lắm. Hỏi vì sao mà khổ? Hỏi vì sao mà khổ? Bảo á, chồng con nó cứ đi gì? Cứ đi với gái. Có không? Có trường hợp dưới Hà Đông đó. Trường hợp dưới Hà Đông. Bà chồng con gì hay đi với gái. Ngày xưa còn nghèo còn khổ thì vợ chồng yêu thương nhau, gia đình cơm cháo đảm bạc có nhau, tối lửa tắt đèn có nhau, gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng từ khi mở mấy cái cửa hàng bán đồ ra thì có tiền ra tiền vào, anh ấy lại gì? Lại đi tỏm tem với cô khác. Cho nên khiến cho gia đình gì lúc nào cũng tiền lời có lời ra tiếng vào. Mỗi khi anh ấy về, anh ấy là to tiếng với vợ con, nhẫn không được con gì con cãi lại, thành gì? Thành gia đình bất hòa. Con khổ lắm. Lại năm ngoái lên đây gặp tôi và hỏi bây giờ làm cách nào. Tôi bảo á, cô có tin tôi không? Bảo có, con tin thầy, con nghe người ta nói thầy như là Bồ Tát tái thế. Tôi bảo không không, không phải Bồ Tát tái thế. Thế tôi bảo cô có tin tôi không? Bảo con tin thầy, con mới lên đây. Bảo ừ được rồi, tin nhá. Cô nói cô tin tôi nhá. Thế tôi bảo gì làm theo đấy không? Bảo thầy bảo gì con làm theo đấy. Được. Thế tôi bảo là bảo bác thị giả đi lấy quyển kinh Địa Tạng cho tôi. Tôi bảo đưa cho quyển kinh Địa Tạng năm ngoái mới in xong á. Yên xong mới tụng được có năm hơn năm rồi tôi đưa cho quyển kinh Địa Tạng. Tôi bảo về nhá, một ngày ba thời. Thế cô bảo ôi thầy ơi, ba thời con không tụng được, chỉ sáng tối thôi. Thế tôi bảo được, sáng tối cũng được, ngày hai thời. Nhưng cô cố gắng tụng thì 21 ngày đầu ăn chay trường, không ăn hành hẹ tỏi kiệu, và đọc tụng bộ kinh này nhất tâm ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà cô, và cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho ông chồng của con với con, nếu mà còn có duyên có nợ với nhau thì xin ông chồng của con đi về lo cho gì, lo cho vợ cho con, đừng có đi lăng nhăng nữa.
Thế là cô ấy về, cô ấy nghe theo, cô đọc tụng đúng 21 ngày, ăn chay trường đọc tụng. Thế là hết 21 ngày, ông chồng đi theo gái từ ở trên miền ngược ấy. Thế tự nhiên đi về là Sam xin lỗi vợ là thôi anh biết anh có lỗi rồi. À, thế anh biết là những tháng qua, năm tháng qua là gì anh có lỗi, anh thế này, anh nói anh kia, bây giờ anh gì anh biết rồi, anh gì anh xin em cho anh một cơ hội để anh làm lại từ đầu để lo cho em và cho con, vân vân. Thế là cô ấy thấy sướng quá cho nên là cứ thế là hoan hỉ thôi. Mà hoan hỉ bắt đầu ông ấy về từ năm ngoái đến năm nay. Thế ông lo ông làm ăn ông không đi nữa, thế là gia đình lại yên hâm hạnh phúc trở lại. Và hôm rồi nghe thầy giảng qua cái băng đĩa giảng này, thế là từ Hà Đông đi lên bằng được là phải gặp thầy bằng được để nói với thầy là con bận quá lâu rồi không lên được. Nhưng mà con nhớ cái công đức tụng kinh Địa Tạng mà nghe thầy là phát động cúng cái cúng giàng năm vừa rồi là pháp hội đầu năm đấy, cúng giàng cái cây xanh ở trong chùa đó. Thế là lên rồi có cái đôi cây tàu to nhất thì thầy để cho con một đôi để hồi hướng cho gia đình nhà con á, chồng của con á, từ giờ cho đến lúc anh nhắm mắt xuôi tay anh không bao giờ đi với gì, không bao giờ đi với gái nữa. Còn một cây á, thì hồi hướng cho các con của con lớn lên là gì, nó học giỏi, nó khỏe mạnh, nó bình an và nó sau này lớn lên nó thi đỗ vào các trường đại học, rồi nó ra trường nó trở thành một con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Cho bà ừ được, hoan hỉ. Hôm nay cô ấy lên cô kể tôi mới biết câu chuyện này chứ còn mình có biết đâu. Từ trước đến nay mình đưa quyển kinh xong mình cũng chẳng thấy liên hệ gì, mình không biết có được hay không được. Nhưng vừa qua tự nhiên thấy lên cứ phải đòi gặp bằng được thầy trụ trì, gặp các sư cô các sư ông rồi nhưng mà không chịu, mà chờ đến cả nửa buổi sáng rồi không chịu, mà gặp thì mới về, không gặp không về. Thế mới đau tôi chứ này. Thế là đâu chờ từ sáng đến chiều chứ, chờ sáng đến chiều khoảng độ 4:30-5 giờ chiều thì mới gặp được tôi. Hôm đấy không biết tôi bận làm cái gì, chờ đến gần đến chiều xong rồi tôi mới đưa đi xem mấy cái cây, xong rồi cúng được đôi cây đó thì mới hoan hỉ mới về. Và bảo ừ thế về chịu khó đọc tụng nữa. Và cô bảo cái điều mừng nhất thầy biết là sao, bây giờ chồng con cúng tụng kinh Địa Tạng thế mới hay chứ là... Hai vợ chồng đều tụng kinh Địa Tạng. Bận bán hàng, bây giờ bận thêm mở thêm mấy cửa hàng nữa. Từ khi ông ấy về, hai vợ chồng làm ăn thì có cửa hàng, mới mở thêm được cửa hàng làm ăn tốt. Nhưng điều quan trọng là bây giờ chồng cũng tụng kinh Địa Tạng. Cái hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc đấy nữa các quý vị, chẳng còn cái nào hơn nữa cả. Cho nên đó gọi là gì, gọi là phá đi cái địa ngục gì, cái địa ngục tham ái tham sắc của cái ông chồng cho người ta đó. Kinh Địa Tạng có thể gì giải quyết được cái vấn đề đó ngay trong cuộc sống này. Như vậy chúng ta bảo họ không tin làm sao được. Bây giờ chúng ta có đuổi họ ra khỏi cửa chùa họ gì, họ vẫn cứ quay về. Chúng ta bảo là Phật Pháp là tà đạo họ gì, họ vẫn cứ gì, cứ tin là Phật Pháp là chính đạo. Không bao giờ có chuyện Phật Pháp là tà đạo đó. Hay ở chỗ đó, kinh Địa Tạng hay ở chỗ hay ngay trong cuộc sống này, được hưởng ngay, được thấy ngay, và được gì, được cảm nhận ngay. Cho nên là chúng ta thấy công việc của làm của đạo tràng chúng ta càng mỗi ngày một thì một thuận duyên hơn. Nhờ ai? Nhờ Bồ Tát Địa Tạng gia trì vậy. Chúng ta cứ nhất tâm y giáo phụng hành, thọ trì đọc tụng, lời cầu nguyện của chúng ta tất nhiên sẽ được cảm và ứng. Nhưng mà vị nào mà đọc tụng thầy bảo 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày mà chưa được các đừng có nản. Nghiệp chúng ta nặng thì chúng ta phải gì ạ? Phải gắng lên một chút nữa. Giống như chúng ta bị mắc nợ nhiều ấy mà. Mấy năm trước chúng ta gì, chúng ta vay mượn đến thì đến hàng tỷ để chúng ta gì trả nợ cho con cho cái, rồi làm nhà làm cửa thiếu thốn, rồi vân vân chẳng hạn. Bây giờ con cái chúng ta nó học xong, nó ra trường rồi, nó có công ăn việc làm, nó kiếm được tiền rồi thì chúng ta phải trả nợ. Nếu mà con chúng ta làm được gì được thưởng, chúng ta trả hết một lèo á thì còn gì để ăn nữa không? Không phải giữ lại một chút để gì để gia đình còn tiêu nữa, cho nên cứ phải giả dần thôi. Mỗi tháng là được 10 triệu thì đến nói về người ta thôi bác ạ. Cháu nó bây giờ làm ra trường rồi mỗi tháng được 1 triệu thì gia đình em thì gửi bác 8 triệu còn 2 triệu để xin bác cho để cho nhà em gì dùng để sinh hoạt gia đình, mà em hứa là mỗi tháng sẽ gửi đủ cho bác cứ 8 triệu. Thế dần dần sẽ gì? Sẽ giả hết thôi. Nếu mà mấy năm trước chúng ta vay gì? Vay có 10 triệu.
Thế bây giờ thằng con chúng ta nó đi làm rồi, ra công ăn việc làm tháng nó được 10 triệu. Chúng ta thì giả trong vòng gì ạ? Nếu mà chúng ta tích cóp chúng ta thôi, cái trường hợp kia mà nó khó tính quá chúng ta giả bén một lần đi cho xong có được không? Cũng được. Nhưng không, chúng ta có thể giả bằng hai lần, tới tháng này 5 triệu, tháng sau 5 triệu nữa, hai tháng là hết nợ. Vì nợ chúng ta trước đây vay có gì? Có 10 triệu thôi. Nhưng đằng này mình vay càng tỷ, càng vài trăm triệu thì đương nhiên tụng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày chưa giải quyết hết cái nợ đó thì chúng ta tiếp tục tụng tiếp thêm 100 ngày nữa. 100 ngày chưa hết thì gì? 1 năm. 1 năm chưa hết thì gì? 10 năm. 10 năm chưa hết thì gì? 100 năm. Có được không? 100 năm chưa hết tụng 1.000 năm. 1.000 năm chưa hết ta sẵn sàng tụng 1.000.000 năm. 1.000.000 năm chưa hết ta sẵn sàng tụng thì 10.000.000 năm. Bao giờ trả hết thì thôi, ta tự do tự tại về với Phật. Người học Phật chúng ta phải gì? Phải sẵn sàng cho mình một cái tâm lý như thế. Đấy gọi là giữ tâm gì không thoái chuyển. Vì vậy mà trong kinh này, cái đoạn chúng ta học ngày lúc nãy đó nói là gì? Các đệ tử đi theo Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng toàn là những người tâm không còn thoái, không còn thoái chuyển nữa. Tức là đối với đạo, đối với bộ kinh này, các ngài không còn thoái chuyển nữa. Còn chúng ta thoái chuyển hay không? Mới hôm qua hôm kia có mấy Phật tử lên báo cáo là gì? Trong đạo tràng đang có một vài người đi lệch hướng. Đó là nói gì? Không cần phải tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng thì chỉ tụng ít thôi. Tụng kinh Địa Tạng là gì? Là chỉ tụng khi có người chết thôi. Còn chúng ta tu tịnh độ là chỉ có được niệm Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật để cầu về Tây Phương thôi. Chuyên tu để cầu Tây Phương thôi, không phải tụng kinh, tụng ít thôi. Xin thưa các quý vị, tùy theo cái nhân duyên, nếu tâm chúng ta nhất tâm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật được thì cũng chẳng khác gì tụng kinh Địa Tạng. Mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng nhất tâm được thì cũng chẳng khác gì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu mà chỉ niệm mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật ấy, chúng ta không hiểu để áp dụng vào cuộc sống tu hành ấy, chúng ta giống như là ở thế gian người ta nói chúng ta tu chỉ để cầu chết, cầu vãng sinh, tức là cầu chết đó. Thực tế trong cuộc sống chúng ta không thay đổi một chút nào. Thậm chí nhiều người còn đi hiểu sai cái câu gì, cái câu A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương nữa, mà còn đi cố chấp nữa. Tu mà càng tu càng cố chấp, càng ngày càng gì, càng lắm chuyện. Có không? Có. Thậm chí mấy bà Phật tử ngay đằng sau này á, tôi nói vài lần rồi đấy, suốt ngày niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà năm ngoái còn có các cụ thề nhau thì tôi thề với bà thì tôi không đội trời chung với bà. Thế tôi xin phép hỏi các vị, bước ra khỏi cái căn nhà đó gì, đã đội trời chung với nhau, thậm chí ở trong nhà cũng đã đội gì, đội trời chung rồi. Cả hai vị đều gì, đều theo thầy học đạo, đều cầu sinh Tây Phương. Vậy ai là người về Tây Phương, còn ai chui trong địa ngục đấy? Chẳng bà thì tôi. Hai người thề không đội trời chung mà. Thì nếu mà bà về Tây Phương thì đương nhiên là bà kia phải gì, vào địa ngục. Mà bà kia vào về Tây Phương thì đương nhiên bà này phải vào địa ngục. Các vị biết bà nào về Tây Phương được? Rốt cuộc chẳng có bà nào về Tây Phương được. Cả hai bà đều vào trong gì? Vào trong địa ngục. Và rốt cuộc là đúng là không đội trời chung thật. Vì có trời đâu mà đội. Ở trong địa ngục ác thì có trời đâu mà đội. Cho nên cái đợt đấy tôi mới quở cho nên thân. Tôi quở cho mất mặt đi. Tôi bảo dùng phương tiện để quở cho mất mặt đấy. Ở vào chùa tôi cho ở trong chùa để tu. Không lo tu mà còn gì đấy. Đi chảnh chọe nhau từng một cái gì, cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Nào là bà ấy làm được việc, nào là bà ấy thỉnh thoảng thì cúng thầy được 500 một triệu thì quý. Mình nghèo không có cái gì thầy không quý. Cái khỉ gió tôi có quý ai đâu. Ai tôi cũng đồng, tôi cũng như nhau mà. Thậm chí các vị biết có người đến mới cúng hôm trước cúng thầy thì 100 triệu, hôm sau đến chào thầy thì cũng chỉ có gật đầu A Di Đà Phật. Đấy, có không? Có người chạy lòng. 2 năm trước có người chạy lòng, con cúng thầy hơn 300 triệu. Tại làm sao lúc thầy khánh thành thầy không gọi điện mời con. Thì thầy bảo là thầy đã có cái thông báo cho đạo tràng, trưởng đạo tràng thông báo rồi. Thầy có viết giấy mời cho ai đâu, mà thầy cũng tự gọi điện cho ai đâu. Thì chỉ có thông báo một cái lên trang web và thông báo cho các tổ trưởng, các đạo tràng, và các đạo tràng thông báo cho mọi người ai đủ duyên thì đến. Thế nên cứ bảo là không,
từ lần sau trở đi thầy có việc gì thầy phải gọi điện cho con, số điện con cho thầy rồi mà, tại sao thầy không gọi cho con? Tuy bà cụ ấy không nói là con cũng thầy 300 triệu rồi, thế này, tuy không nói lại câu đó, nhưng mà ý là con đó gì cũng thầy được thế này đó, liệu chừng mà đối xử với con hả? Liệu chừng mà đối xử với con, ở nhà cái con còn mấy cái sổ tiết kiệm nữa đấy, thầy mà đối xử tốt thì biết đâu may đâu con lại đi rút con mang lên cho thầy. Không, khổ thân tôi, may mà tôi không đối xử tốt với bà cụ ấy hơn mọi người. Tôi mà đối xử tốt hơn với bà cụ ấy hơn mọi người thì chắc là tiền tôi không biết để vào đâu. Khổ. Mà tôi lấy cái đối xử tốt với bà cụ chỉ vì nhìn thấy mấy cái sổ tiết kiệm của bà cụ á, tôi lấy cái đồng tiền đó chính là tôi đi mua một cái gì ạ? Tôi đi mua một cái tấm vé để vào trong địa ngục đấy. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên là chúng ta tu làm sao á, đối xử phải bình đẳng với mọi người. Các vị đến, người nghèo đến chào tôi cũng gật đầu A Di Đà Phật nhỏ nhỏ một cái thôi, giàu đến cũng thế thôi, trừ trường hợp mà có việc đặc biệt quốc gia đại sự thì tôi mới ngồi tiếp, mới ngồi nói chuyện một cách là bình thường khác. Đấy là cái chuyện lớn của giáo hội, của quốc gia rồi. Có những việc người tu ấy, chúng tôi ấy, thì cũng có những việc, có khi chuyện quốc gia đại sự họ không dám nói với ai, thì họ đến họ hỏi mình đấy, họ tư vấn mình, thì mình vậy, người tu mình biết chỗ nào thì biết đến đâu thì nói đến đó cho họ. Họ làm lợi ích cho quốc gia, cho đất nước, cho dân tộc thì tức là lợi ích cho chúng sinh rồi còn gì. Thế còn tiếp đó thì các vị Phật tử biết là bây giờ nhà mình rất là đông, chỉ cần mỗi người đến là 3 phút với tôi thôi thì tôi cũng chết rồi, lấy đâu thời gian để nghỉ ngơi một chút, để có sức khỏe để giảng, để hành đạo nữa. Cho nên các vị thấy là tôi gì cứ phải chạy trốn nhé. Chạy trốn thật mà. Có những lúc nhìn thấy các Phật tử đoàn đông đông và tôi phải chạy trốn thật mà. Sáng nay phải chạy trốn 2-3 đoàn rồi. Bám lên thì toàn cái chuyện nó chả đâu vào đâu cả. Khổ lắm. Thằng con trai nhà con, nó không biết dạo này tự nhiên thế nào, nó cứ để tóc nó xanh xanh đỏ đỏ, nó thì bảo nó không có nghe nó gì, nó suốt ngày đánh bia điện tử, thầy có cái bùa gì không thì có cái chú gì không để cho nó về, nó gì nó không đi đánh bia điện tử nữa. Cái đấy thì chịu, tôi bó tay thôi. Có những Phật tử bảo thầy ơi, chồng con gì suốt ngày đi chơi với gái thì làm thế nào để cho chồng con thì có cái bùa gì không cho chồng con không đi với gái nữa. Tôi chịu nhiều những câu chuyện buồn cười lắm. Chẳng thế mà hòa thượng pháp chủ ngày xưa ngày kể ở trên lớp học chúng tôi, ngày nó con lợn nó bỏ ăn đó, người ta cũng đến, người ta gì đến là bắt hòa thượng bảo gì chữa làm sao để cho con lợn mẹ nó ăn trở lại. Hòa thượng nó bảo là xin kim nó ra, nó ra từ sáng sớm 5 giờ sáng nó ra gõ cửa, nó bảo A Di Đà Phật từ ngoài cửa. Thế hòa thượng ra mở cửa từ sáng sớm thì thấy nó xách một cân cam, có mấy quả cam ở đâu. Đầu tiên là mấy quả thì mấy quả ổi, mấy quả 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 nhãn thôi chứ. Đó. Mấy quả ổi, mấy quả nhãn thôi, với thẻ hương, với tí đồng tiền vàng âm phủ nữa. Thế vào nó trình bày với hòa thượng là con lợn nãy nhà con nó sinh được mấy con mà nó bỏ ăn từ hôm qua giờ. Hòa thượng cứu nó với, hòa thượng cứu mạng người là phúc bằng xây gì hơn xây 3 tòa tháp. Thế hòa thượng cứu cái đàn lợn, con lợn mẹ tức là cứu được cả đàn lợn con, cứu cả con lợn mẹ lợn con tức là cứu được cả nhà con. Vì sao? Vì kinh tế cả nhà trông chờ vào cái con lợn nái nuôi, cái con lợn con đó nuôi mấy tháng trời, gần năm trời bây giờ nó mới sinh. Nhưng bây giờ sinh xong nó không ăn thì bây giờ nó mà chết thì nhà con gì cũng chết, chết đói. Cho nên hòa thượng cứu người, cứu của như cứu người. Hòa thượng nghĩ chả có cái bài kinh nào mà dạy cứu cho con lợn cả. Chưa thấy bài kinh nào Đức Phật dạy là hồi hướng cho con lợn nó bỏ ăn mà nó ăn trở lại cả. Ngài và thuyết bây giờ cũng phương tiện thôi, người ta nhất tâm mình những phương tiện kể đi kể lại rồi, nhưng mà cứ kể cho một số Phật tử mới đến chùa biết được. Phật tử có thể được nghe vài lần rồi, nhưng một số Phật tử mới đến chưa được nghe bao giờ. Ngài lên, ngài lấy cái giấy hương đó, cái vỏ hương đó, ngài viết 3 chữ là gì? Chư lực sĩ. Viết thành 3 cái, một cái để bảo treo lên trên nóc chuồng lợn, một cái để bảo treo dưới cửa chuồng lợn, và một cái thì đem đốt ra cho cái do cho vào trong cái để cám lợn để cho con lợn bê bê ra cho nó ăn. Thế là bà cụ mang ra lúc sáng ra lễ Phật, trưa trưa về làm y như thế,
cái con lợn mẹ nó ra nó ăn thật. Nó ăn xong một cái và đến đêm là gì, nó cho con nó bú. Sáng sớm ngày hôm sau, lần này còn chưa đến 5 giờ nữa, đã nghe gì, A Di Đà Phật ở ngoài cửa. Nghe cái tiếng nó giống cái bà cụ hôm qua quá. Nay nó đến sớm thế này mà con lợn hôm qua mà nó chết thì nó bắt đền thì chết. Nó bảo là hòa thượng này thì thầy chùa như bùa làng cho gì cho con lợn ăn bùa, mà bây giờ nó trúng bùa nó chết thì chết. Cho nên là, nhưng hòa thượng mà ra mở cửa cứ run run sợ nó bắt đền. Ra thì nhìn thấy nó cầm cái túi cam to hơn. Đó. Túi cam có nghĩa là gì? Tức là phải mua, đi mua ở chợ. Còn hôm trước là gì, nó mang mấy quả nhãn, nó cả ổi nó hát hàng hái ở trong vườn. Ổi thì còn xanh, nhãn thì gì? Chưa chín. Nhưng mà cây nhà lá vườn nó cũng ngắt ra thì thành tâm. Hôm sau thấy nó mua mấy quả cam, có nghĩa là nó ra chợ rồi, thấy xách quả cam to hơn. Mấy cái túi, mấy quả cam ở cái túi to hơn có nghĩa là cam là ngọt mà phải đi mua, có nghĩa là ổn rồi. Vừa mở cửa ra nó bảo ôi hòa thượng ấy, Phật pháp nhiệm màu quá, cái bùa của hòa thượng tốt quá, hòa thượng cho về nó con đốt cho nó ăn làm ý như hòa thượng bảo. Nó ăn xong một cái thế là tối lại sáng nay nó cho con nó bú rồi. Ôi rồi cảm ơn hòa thượng, đúng là Phật pháp nhiệm màu đấy. Ấy thế vào đời độ chúng sinh đó. Nhiều câu chuyện tôi rất thích câu chuyện hòa thượng kể này ngày xưa, tôi kể đi kể lại rất nhiều lần câu chuyện này. Đức pháp chủ Đề Tam pháp chủ bây giờ chúng ta ở giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ đó, ngày xưa hòa thượng là hiệu trưởng chúng tôi và là thầy giáo chúng tôi. Chúng tôi được học trực tiếp với ngài, ngài rất uyên thâm về giáo lý nhưng mà cũng rất gần gũi với nhân dân. Quý lắm, đức độ của ngài quý. Năm nay ngài 102 tuổi rồi vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn đọc sách, vẫn đi lại, vẫn giảng pháp bình thường cho Phật tử được. Đấy, chúng ta cần ngài giảng pháp cả tiếng đồng hồ, ngài vẫn giảng tiếng ngài sang sảng như tiếng chuông đồng, giảng tiếng đồng hồ luôn cho chúng ta luôn. 102 tuổi đọc sách không cần phải kính, đi không cần phải chống gậy. Chúng ta xuống mà xem. Đó. Mong rằng ngài được như đại lão hòa thượng Hải Hiền ở bên Trung Quốc, 112 tuổi vẫn trèo cây hồng. Đó. 112 tuổi vẫn trèo cây hồng để hái quả, cái cây hồng trứng gà, quả trứng gà, trèo lên tít ngọn cây quả trứng gà hái quả để tặng cho Phật tử. Và đến năm 12 tuổi cũng là ngày mà gì? Mà ngài tự do tự tại vãng sinh. Biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh. Cũng mong là Đức Pháp Chủ chúng ta cũng được như thế hoặc hơn thế thì càng tốt, để làm cái tấm gương sáng cho tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam chúng ta nương vào để tu tập nhờ cái đức hạnh của ngài. Thôi hôm nay thì chúng ta tạm thời học đến đây, mai chúng ta học tiếp. Hôm nay chúng ta chỉ nhớ rằng thì tất cả bài pháp hôm nay chúng ta nhớ là tất cả cái sự gì, sự thị hiện của Bồ Tát Địa Tạng ở thế gian này, chúng ta thấy là không cứ là phải là lúc nào ngài cũng phải có cái hình tướng như là một vị tăng, như là một vị Bồ Tát cầm gậy tích trượng như là ảnh chúng ta nhìn thấy như kia đâu. Ngay trong cuộc sống này đó, ví dụ ai mà phá mê khai ngộ được cho chúng ta, ai giúp cho chúng ta thoát khỏi được cái cơn lo lắng, cơn phiền não mà khiến cho tâm chúng ta được an vui, thảnh thơi, tự do, tự tại, thoải mái, hạnh phúc trong cuộc sống á, thì đó chính là vị Bồ Tát Địa Tạng ở ngay trong cuộc sống này với chúng ta đó. Đó. Và người ta phá mê khai ngộ được cho mình á, mình biết từ chỗ gì, chưa tin nhân quả, chưa tin tội phúc, chưa tin bộ kinh này, thì chúng ta khởi được niềm tin, tin nhân quả, tin tội phúc, biết bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, biết đọc bộ thọ trì đọc tụng bộ kinh này, thì vị đó chính là gì, Bồ Tát Địa Tạng trong lòng chúng ta đấy. Hãy cố gắng mà gì, giữ gìn lấy để mà tu, để sau này mua được một cái tấm vé về gì, về Tây Phương, hoặc ít nhất cũng về quái trời Đau Lợi. Ít nhất cũng về quái trời Đau Lợi. Tái sinh là thế giới này cũng khổ lắm. 2, 3, 40 năm trước các cụ đang tuổi 18 đôi 10, đi đâu người ta gì cũng săn săn đón đón, bây giờ già rồi lùm khum rồi. Vấy cái anh xe ôm, vấy cái anh gì, cái anh lái xe cho bà đi với, nó dừng xe xuống nó nhìn một cái nó ôi bà già thôi không cho đi nữa. Đau chưa? Và cho bà đi nhờ rồi nó bảo tiền, mà bà không có tiền đâu, cháu cho bà đi nhờ đến chùa Khai Nguyên cơ. Nó phóng xe nó véo đi một cái. Thế còn ngày xưa khi chúng ta 18 đôi 10 chỉ cần gì nó nhìn thấy chúng ta đứng ở đường nó nhìn phanh kia kít lại, em đi đâu đấy, đi đâu anh chở, đúng không?
nhưng vẫn là con người của chúng ta. 30-40 năm trước với 30-40 năm sau hoàn toàn khác. Vấy xe đi nhờ, nó bảo hỏi có tiền không, bảo cho bà đi nhờ với, nó phóng xe đi luôn, nó chả nói gì. Đó, đó là sao? Ngày xưa chúng ta còn gì ạ? Còn sắc đẹp, tuổi trẻ, cho nên ai cũng muốn nhìn, ai cũng muốn ngắm, ai cũng muốn gần, ai cũng muốn thân. Nhưng bây giờ già rồi á, tiền không có, đi thì chả tự đi được nữa, cho nên á, vẫy xe đi nhờ nó không cho. Đấy, đấy là một cái tôi lấy ví dụ cụ thể trong cuộc sống. Cho nên đừng có ham đắm vào tấm thân mình quá. Hay ráng gì, ai chưa phát tâm ăn chay được 1 tháng 6 ngày thì cố gắng 1 tháng cũng được gì, 6 ngày ăn chay để mà tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức. Trước là gì? Hồi hướng cho tổ tiên lịch đại cửu huyền thất tổ nội ngoại chúng ta sớm được thoát khỏi 3 đường ác, nếu không may có cụ nào còn đang ở trong 3 đường ác. Còn các cụ được siêu thoát hết rồi thì mong cho được siêu thăng cảnh giới, sớm thành Bồ Tát thành Phật để phổ độ chúng sinh, thành Thánh Hiền để cứu giúp chúng sinh, cứu nhân độ thế. Bản thân chúng ta khi xả bỏ báo thân này, vĩnh viễn không bị đọa lạc vào trong 3 đường ác đạo nữa, và thậm chí cũng không muốn quay trở lại tấm thân ở thế gian như cái tấm thân xác thịt này nữa. Có quay trở lại thì giống như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Thế Âm mà thì hiện tấm thân phổ độ chúng sinh thôi, không bị cái khổ của sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biển ly vân vân nó chi phối nữa. Tự do tự tại, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đến đi không có một chút quản ngại, giống như một đám mây, mây trắng bay vụt qua trên bầu trời vậy. Hay giống như gì? Giống như con nhạn bay qua hư không, không để lại một chút dấu vết vậy. Làm được như thế thì mới xứng đáng là một người đệ tử học Phật, ở bất cứ ở thời nào, chính pháp, tượng pháp hay mạt pháp không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta thì biết y giáo phụng hành. Và cái y giáo phụng hành đầu tiên bây giờ chúng ta phải thực hành đó là sao? Đứng lên hồi hướng và chuẩn bị tụng kinh. Thế thôi. 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 Mới sáng hôm qua có gia đình ở dưới Hà Nội lên, hôm nay không biết còn ở đây không. Hôm qua lên cứ khóc xin với tôi rằng xin giúp cho. Hỏi làm sao, bảo là mấy hôm trước thế gia đình đi xem, thế là người ta bảo là phải trình đồng mở phủ cho một đứa con lớn ở trong nhà, thế là trình đồng mở phủ. Đoán cái bà thầy bà đồng có về nhà, về tới nhà thì hai đứa con dâu trong nhà, hai đứa em dâu của cái vị đó, tự nhiên là ma nó nhập vào là lắc la lắc lư lấy cả buổi. Thế là thì nhờ nó chữa cho nó đào, nó dán bùa cho khắp ở nhà. Thế là cứ lắc la lắc lư sợ. Hôm qua lại lên đây bảo là thầy giải với, thầy giúp cho với. Thế bảo đi về, cứ đi về đi, tiền mà còn thì cứ đi nhảy đồng cho nó sướng. Sướng chán, bao giờ hết tiền bán nhà lại lên đây tôi giúp. Bao giờ không còn nó đi ra đây mà ở, đi thuê nhà ở lên đây tôi mới giúp. Cứ thích đi. Bình thường ra thì các cụ ngày xưa nói là cái rừng mỡ, đúng không? Rừng mỡ đang yên đang lành cái tự nhiên là đi chuốc họa vào thân, mà khi lo lắng rồi bắt đầu lên cái thầy giúp với. Bây giờ đoán nó về nó dán nó răng bùa, nó yểm âm binh đầy nhà ra rồi, chúng tôi đi đến đấy để gây chiến với họ. Không có làm những cái trò như thế. Cho nên chúng ta đừng có dạy gì mà tôi phải nghiêm khắc, từ giờ nghiêm khắc cái chuyện là cứ đi đoán âm ông thầy yểm âm binh, không có đi làm cho đâu. Thế đang yên đang lành, đang làm ăn, đang yên đang lành không có chuyện gì cả, tự nhiên là đoán người ta về làm cái trò đó. Đấy, cho nên á, gặp những cái trường hợp như thế thì sao? Chỉ một giấc chiêm bao thôi mà lo lắng, mà mất tiền, mất tiền rồi còn gì mang họa vào thân nữa. Nhưng nếu mà gặp được á, nghe được giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, gặp được bộ kinh của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta về chúng ta gì nhất tâm, chúng ta đọc tụng, chúng ta nghe giảng, tâm chúng ta hiểu được Phật pháp, chúng ta không bị vô minh che lấp nữa, thì mọi cái phiền não, mọi sự lo âu nó sẽ tan biến hết. Và hôm qua tôi bảo là không cần phải đi làm lễ, cứ về thỉnh quyển kinh Địa Tạng về đọc lấy trong 100 ngày hoặc thậm chí đọc lấy 1 năm, tự nhiên nó sẽ hết.
Còn bây giờ chúng tôi mà tự nhiên người ta mới làm bùa lèm bèn răng quân vào đó mà chúng tôi đi đến để làm lễ, dùng cái lực của Phật Pháp á, để lễ này, hai bên là đánh nhau có gì đâu, chẳng khác hai bên đánh nhau cả. Mà bây giờ mình làm sư thì không muốn xảy ra cái chuyện đó. Sư là ai đi đánh nhau, kể cả dưới quay âm mà mình đi sử dụng cái việc đó cũng là đi đánh nhau. Mà Phật dạy sư thì phải lấy gì? Lấy giáo pháp từ bi để trí tuệ để hóa độ cho họ. Cho nên tôi bảo là về cứ tụng kinh Địa Tạng đi, cứ đọc đi. Thậm chí những ngày đầu có thể là nó rất khó khăn đấy, đọc nó làm cho khó khăn mà đọc được. Thậm chí là người trong nhà có người phá đó. Vì sao mà phá? Vì nó mượn cái gì? Nó không tự phá được mà nó mượn tấm thân của một người nào đó ở trong nhà mình có quyền lực. Ví dụ như chồng hoặc là bố mẹ hoặc là con cái chẳng hạn, nó nổi khùng đấy, nó không cho mình đọc tụng. Đó chính là gì? Nó phá. Nhưng chúng ta hãy cố, không cho đọc to ta đọc nhỏ, không cho đọc trong nhà ta gì, ta ra ngoài đường ta ngồi ta đọc. Có ra người ngồi đọc được không? Buổi sáng đi thể dục á, ta cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, không đọc được kinh thì ta niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lo gì. Bình thường ta đi ngồi buôn dưa lê cả buổi sáng với bạn, nay ta không đi buôn nữa, ta ra ta ngồi ngoài bờ hồ á. Ở các cụ ở thành phố thì ra ngồi bờ hồ Hoàn Kiếm hay bờ hồ Trúc Bạch hay bờ hồ gì đó, các cụ ngồi trên ghế đá, các cụ cứ lần cái chàng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, ai bắt được mình nào. Nhưng tất nhiên niệm ngoài đấy niệm nhỏ thôi, nên niệm to quá họ tưởng là mình có vấn đề thần kinh đó. Tự nhiên mọi người ngồi đầy đấy thì cứ một bà cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thế là người ta tưởng là mình có bị thần kích, nên niệm nhầm nhầm ở trong tâm mình. Quan trọng nhất tâm mình thanh tịnh, nhiếp tâm vào đấy. Đó. Không, tôi nói thật đấy. Đó. Nếu mà không cho tụng cả quyển kinh thì mình chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài thôi, hoặc là niệm danh hiệu của đề kinh thôi. Niệm 10 lần hoặc 100 lần danh hiệu đề kinh là Nam Mô. Chúng ta niệm liền Nam Mô, hay là kính lạy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chẳng hạn, chứ Nam Mô cũng được. Hoặc chúng ta kính lạy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, niệm vài lần như thế xong bắt đầu chúng ta niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, thế là coi như là tụng kinh rồi. Chướng nó gì? Chướng nó phá, nó không cho chúng ta tụng cả bộ kinh, thì chúng ta tụng theo tiêu đề của kinh. Đó. Giống như Ngài Nhật Liên Thánh Nhân ở bên Nhật Bản ấy, kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó dài, dạy mọi người đọc tụng á, hết cả bộ kinh thì nó khó. Cho nên á, Ngài dạy mọi người thì chỉ niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi. Chứ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, như vậy là Ngài cho rằng như vậy đã là được niệm được tổng thể, tụng được tổng thể của bộ kinh rồi. Thế này nếu gia đình chúng ta mà mọi người có người không hoan hỉ, không cho người ta đọc tụng hết cả bộ kinh, chúng ta gì? Cứ Nam Mô hoặc là kính lại kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là được. Sau đó thì chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, đó là tốt rồi. Đó, làm được như thế thì dần dần đấy, chúng ta gì? Chúng ta được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, bao nhiêu những nỗi khổ, những sự lo âu ở trong tâm mình liền là dứt sạch. Đó. Hoặc là như chúng tôi chẳng hạn, có những người họ đến họ kể với chúng tôi là chiêm bao thấy những giấc mộng xấu, những mộng ác, hoặc đi xem thấy gì, các bà đồng họ bảo tới đây gia đình sắp có người chết, đến với chúng tôi động viên cho họ và không phải lo đâu, có Phật Bồ Tát rồi, gia trì cho về chịu khó đọc kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện đi, Bồ Tát sẽ gia trì cho, chư Phật sẽ gia trì cho, sẽ được tai qua nạn khỏi, cứ yên tâm đừng có sợ. Thế Phật tử bảo là người ta bảo là trong tháng này nhà con có người chết, tôi bảo là cứ yên tâm cứ niệm Phật đi, già gia đình có ai già không, bảo không, gia đình nhà con toàn người trẻ. Thế bảo có ai bệnh ung thư không, bảo không, chưa có ai, mà không có ai bệnh ung thư. Thế bảo thì yên tâm đi, tất nhiên là cái sự sống chết nó là vô thường, nhưng mình cũng phải động viên cho họ là cứ yên tâm đi, về cứ tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, nhất tâm vào, mà nếu mà quỷ vương bắt chết là tôi chết thay cho. Thế là khi người ta bảo có người thế mạng mà người ta sướng, người ta yên tâm. Người ta bảo thôi nếu mà cứ nhất tâm tụng kinh, làm việc thiện, có người thế mạng thì ông sư Đạo Thịnh ông thế mạng, ông sư chùa Khai Nguyên ông thế mạng cho rồi. Thế là họ yên tâm, họ bảo yên tâm vì họ nghĩ rằng thế thì yên tâm rồi. Nhưng họ không biết đâu, họ có biết đâu, cũng có thể trong gia đình của họ có người đến mạng đến đó là gì? Mạng cùng số tận, thậm chí nó chỉ 20-30 tuổi thôi, hoặc 15-10 tuổi thôi, đến đó là gì? Là chết.
Có những trường hợp như thế các quý vị. Cho nên ở phái chiêm tinh học có những người họ xem tướng số họ rất là giỏi. Vì sao? Nó hiện lên trên khuôn mặt rồi. Chúng ta thì không học cái đó, không biết thôi. Còn những người họ xem về tướng số giỏi, xem về nhân tướng học giỏi, thậm chí họ có một chút tâm linh nữa, họ biết được con người chúng ta đến giai đoạn nào có vận hạn, con người chúng ta đến giai đoạn nào thì chết, tức là thọ được bao nhiêu tuổi thì chết đấy. Thậm chí là có người, người ta còn xem, người ta còn đoán được là đi làm, lớn lên đi làm bao nhiêu tuổi thì đỗ chức gì, đỗ chức ấy thì được bao nhiêu tiền lương, đến bao nhiêu tuổi thì lại thăng được quan gì, chức gì và được bao nhiêu tiền lương. Đó. Như câu chuyện Liễu Phàm Tư Huấn ấy. Các vị về đọc câu chuyện Liễu Phàm Tư Huấn xem. Người ta xem cho ông ấy, quẻ xem cho ấy từ ngày còn mười mấy tuổi mà cho đến gì, cho đến 53 tuổi, đúng không sai một chút nào. Các vị về đọc sách Liễu Phàm Tư Huấn, hay còn gọi là gì, dịch là Tích Phúc Cải Mệnh nhé. Đó. Ở chùa mà hết rồi thì nên ban Ấn Tống Kinh Sách nên in cái quyển đó cho các Phật tử họ tìm hiểu, những người chưa tin đạo, chưa tin nhân quả, chưa tin tội phúc thì nên đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh. Hay còn có một dịch nữa, cách dịch nữa là Liễu Phàm Tư Huấn. Đó, nên đọc cái quyển sách đó. Ngày xưa ngày Tổ Ấn Quang Đại Sư ngài cũng rất thích quyển sách đó, và ngài thường cho Ấn Tống rất nhiều quyển sách đó để phát cho tín đồ Phật tử. Trưởng lão Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài cũng rất thích quyển sách đó và cũng cho in rất nhiều để Ấn Tống cho và phát cho các Phật tử. Và đạo tràng chúng ta cũng nên làm như thế. Về quyển sách đó là quyển sách nói về nhân quả, tội phúc, câu chuyện có thật ở nhân gian này. Vậy là một vị nói và một vị quan có tên là Vương Liễu Phàm. À, các quý vị về xem cái đó hay lắm. Ai mà không tin nhân quả, không tin Phật pháp, họ đọc cái quyển sách đó họ cũng phải giật mình. Xem tướng xảy, xem tướng số giỏi lắm, giỏi đến nỗi là từng những chi tiết nhỏ, được bao nhiêu tiền lương họ cũng nói được đủ hết. À, đến năm bao nhiêu tuổi bị vận hạn như thế nào cũng gì cũng đúng hết, lấy vợ không có con cũng đúng hết. Nhưng mà đến năm 13 tuổi nó bảo đến năm 13 à, xin lỗi, đến năm 53 tuổi là gì, ông phải chết. Cho nên ông rất buồn, ông làm quan đến chức quan huyện rồi, mình bây giờ gọi là chủ tịch huyện đi, ngày xưa quan huyện, bây giờ gọi là, bây giờ nói là chủ tịch huyện đi, thì ông bảo làm quan lớn, cái ông thầy bói trước đây ông nói là làm đến chức quan đấy là hết, tức là đến lúc này chết, 53 tuổi thì chết. Một ngày ông ngồi, ông nghĩ lại tất cả những lời của ông thầy tướng số xem cho mình, xem tử vi rồi đoán vận mạng cho mình đúng 100%, và ông nghĩ là thôi năm nay đúng là năm mình 53 tuổi, lấy vợ không con thật, làm đến chức quan huyện có từng ấy đồng tiền lương thật. À, cho nên ông nghĩ rằng bây giờ 53 tuổi rồi không còn gì nữa, năm nay là năm chết của mình. Vì vậy ông bỏ, ông cáo quan, ông gì, ông đi lang thang, ông vào đi các thắng cảnh của Trung Quốc. Ở lúc bây giờ thì ông đến một ngôi chùa, đến một ngôi chùa bây giờ gặp một thiền sư Vân Cốc. Thiền sư Vân Cốc mới gì, thấy một vị này là một vị Phật tử nhưng mà có cái khí tiết phi phàm, bẩm tính thông minh lanh lợi hơn người, và có một cái điều gì đó khó có thể, người thường khó có thể mà biết được. Cho nên thiền sư Vân Cốc đang ngồi thiền ở trong chính điện thì bây giờ Vương Liễu Phàm cũng vào là lễ Phật ba lễ xong, thấy thiền sư đang ngồi thiền cũng không muốn đánh động, thế là cũng gì cũng ngồi thiền về đối diện với thiền sư. Ngày xưa bên Trung Quốc người ta ngồi thiền ngồi hai bên quay mặt vào nhau, chứ không phải là ngồi quay mặt lên trên tượng Phật đâu, mà bên trái và bên phải hai bên quay mặt vào nhau, đã giống như hai Phật tử trong hai bên nhưng mà ngồi quay mặt vào nhau á. Đó thì thiền sư đang ngồi bên này, và thiền sư Vân Cốc đang ngồi bên này, thì Vương Liễu Phàm sang ngồi bên kia, lễ Phật sang ngồi bên kia, hai bên quay mặt vào nhau như thế, ngồi 3 ngày 3 đêm, 3 ngày 3 đêm không ăn không uống không động đậy. Đấy là lần đầu tiên của Vương Liễu Phàm ngồi thiền. Các quý vị có ai chúng ta ngồi đầu tiên, ngồi thiền đầu tiên mà ngồi được 3 ngày 3 đêm, tức là bao nhiêu tiếng đồng hồ, bao nhiêu, 24 tiếng một ngày đêm, và 3 ngày 3 đêm là bao nhiêu, 2, 4, 6,
72 tiếng đồng hồ. Các quý vị cứ tưởng tượng đi, 72 tiếng đồng hồ ngồi thiền nhập định như vậy. Và sau rạng sáng ngày thứ ba, hết ngày thứ ba, rạng sáng ngày thứ tư đó, bắt đầu thì thiền sư Văn Cốc mới, ngày Văn Cốc thiền sư mới từ từ xả định ra, mới hỏi rằng á, ta thấy gì? Thấy ngài là một bậc vĩ nhân khác thường, một dị nhân khác thường. Chẳng hay là gì, ngài đến đây là có những việc gì muốn gì? Muốn hỏi hay là có điều gì muốn chỉ giáo cho Bần Tăng? Vương Liễu Phàm mới nói rằng, thưa đại sư, con vốn là một kẻ phàm phu tục tử, không phải là một dị nhân hay là một người gì đó khác thường đâu. Thế Văn Cốc thiền sư mới bảo rằng, vậy ta thấy gì? Thấy ông ngồi thiền nhập định 3 ngày 3 đêm không động đậy, không cửa quậy, thân tâm không lay động một chút nào. Như vậy chẳng phải là dị nhân thì là cái gì? Chẳng phải là dị nhân cũng là Bồ Tát tay thế, không phải là một người thường có thể làm được. Vương Liễu Phàm mới nói rằng là, thưa đại sư, con chẳng qua là, con nghĩ rằng trên cuộc đời này chẳng còn cái gì để con mong cầu nữa, tâm con nó chẳng còn suy nghĩ cái gì nữa. Và kể ra cái câu chuyện cái ông thầy xem tướng số đoán chuẩn mệnh cho mình từ khi còn nhỏ cho đến năm 53 tuổi, tức là năm nay đó. Còn như thế mọi chuyện xảy ra đúng hết. Và ông ấy nói rằng năm 53 tuổi chuẩn bị đến ngày gì, đến tháng mà ngày tháng mà con chết rồi, cho nên đó, con chẳng còn gì con cầu nữa, con đến đây thì con thôi buồn hết, đến chức quan tri huyện con cũng bỏ rồi, nhưng mà không còn một cái gì để cho con phải lưu luyến nữa. Lấy vợ nhưng không có con, đúng thế, không có cái gì sai cả, cho nên bây giờ thôi con buông hết, con vào đây thì con để cho tâm con nó tĩnh lặng thư thái để con ngồi thiền, và con chẳng có suy nghĩ cái gì cả. Thế bắt đầu thì ngài Văn Cốc thiền sư mới nói rằng là, vậy mà ta cứ tưởng ông là bậc Bồ Tát tái thế, là pháp thân đại sĩ, là một bậc dị nhân khác thường. Ai ngờ rằng ông cũng chỉ như là một kẻ phàm phu tục tử, không hơn không khác. Nghe thiền sư nói như vậy, bắt đầu thì Vương Liễu Phàm mới là quỳ xuống đỉnh lễ ngài, mới bảo là xin là ngài dạy cho con được vô minh. Cho nên từ trước đến nay mến mộ Phật Pháp thì có, nhưng mà học và nghiên cứu Phật Pháp thì chưa, vì chưa bao giờ tụng kinh, chưa bao giờ nghe giảng, chỉ có gì mến mộ Phật thôi, kính trọng Phật thôi, nhưng chưa bao giờ tụng kinh, chưa bao giờ nghe giảng. Cho nên xin ngài vì con mà giảng đạo lý. Ngài Văn Cốc thiền sư mới giảng cho về nhân quả của đạo Phật, về cách tu phúc phóng sinh, làm việc thiện ở trong nhà Phật có thể nối thêm thọ mạng vậy, có thể chuyển họa thành phúc vậy, chuyển gì, chuyển yếu tử thành trường thọ vậy, chuyển từ cái chỗ gì không thể ở thế gian đó, họ không thể làm được, nhưng trong Phật Pháp có thể làm được vậy. Cho nên khuyên ông Vương Liễu Phàm là đừng có sợ chết, hãy đối diện với nó và hãy đi tiếp tục đi về làm quan, và làm gì, làm quan trở lại và tiếp tục làm thiện đi. Vì may mà ông đi, ông chưa làm đơn từ chức, ông cứ thế ông bỏ đi thôi. Nếu mà ông làm đơn từ chức thì làm đơn từ quan, nhưng mà quan trên chi phủ chưa nhận, ông là rất là người rất giỏi, chưa tiếp nhận cái đơn từ chức của ông, nhưng mà ông cũng đã bỏ, ông đi lang thang rồi, vào chùa rồi à, đi vãng cảnh, đi du sơn ngoạn thủy, vào chùa rồi. Thì sau khi mà được mà Vương Liễu Phàm khuyên ông như vậy, ông tiếp tục ông về ông làm quan. Và ông ấy mỗi một ngày ông phát nguyện làm gì, đầu tiên mỗi ngày ông phát nguyện làm vài chục việc thiện, rồi vài trăm việc thiện, dần dần đến vài nghìn việc thiện, thậm chí ông làm đến hàng vạn việc thiện. Mà cuối cùng chúng ta biết không, đến năm 53 tuổi, hết qua 53 tuổi, ông không gì, không mất, mà sang năm sau ông lại sinh thêm được gì, sinh được một đứa con trai. 54, 55 tuổi ông sinh được một đứa con trai, có nghĩa là gì? Vượt ra ngoài những cái sự phỏng đoán của ông thầy tướng số rồi. 53 tuổi về trước, ông thầy tướng số đoán đúng 100%. 53 tuổi về sau, tức là từ khi ông học Phật Pháp, biết phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, mỗi ngày làm ít nhất là 10 việc thiện, cho đến gì, đến 100 việc thiện, cho đến 1000 việc thiện. Mỗi một việc thiện ông đánh dấu vào cái gì, cái quyển sổ tay của ông ấy. Làm được một việc thiện nho nhỏ thôi, ví dụ như là chỉ cần giúp được cho gì, ông thấy cái con kiến nó đang bò ở dưới đất, nó chuẩn bị là
bị ông ấy dám vào chẳng hạn, hoặc người khác dám vào thì ông gì, ông bảo mọi người dám đi ra đi nơi khác, tránh cho đàn kiến nó đang đi chẳng hạn. Đấy cũng là một việc thiện. Ông thấy thì ông đi ở trên đường thấy một cái hòn đá của mày mình đánh sành ở trên đường, cũng cúi xuống nhặt xuống bỏ vào trong trong lề đường, không có để sợ mọi người. Ngày xưa thì thường là đi chân đất mà, người nghèo đi chân đất sợ dám vào mảnh sành hoặc cái gai thì chọc thủng chân ở đâu chân, cho nên ông nhặt từ từ ông nhặt ông bỏ vào, đó cũng là một việc thiện. Rồi phóng sinh tu phúc cứu giúp người nghèo, rất nhiều những việc thiện đó ông làm được. Và đến sau này không chỉ có dừng lại ở chức quan huyện như cái ông thầy bói trước đây, mà ông còn làm đến chức quan chi phủ, tức là tương đương với chủ tịch huyện bây giờ. Mà ông thọ thì gì, thọ đến là gần 100 tuổi chúng ta đó. Cho nên là Phật pháp có thể cải đổi vận mệnh được. Vì vậy mà cái họ mới tích, họ mới dịch cái quyển Vương Liễu Phàm, Liễu Phàm Tứ Huấn đó thành là Tích Phúc Cải Mệnh. Có sách, có vị dịch giả họ dịch là cái quyển sách đó thì Tích Phúc Cải Mệnh, các vị về tìm đọc rất là hay. Học cách làm phúc với họ thì chúng ta có thể chuyển đổi được vận mệnh của mình đó. Này, chúng ta nếu không có đủ điều kiện kinh tế để làm rất thật nhiều việc phúc thiện như là Vương Liễu Phàm thì chúng ta có cách gì ạ? Mỗi một ngày tôi bảo có đọc tụng 3 bộ kinh này, 3 quyển kinh này, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Sáng một quyển, chiều một quyển, tối một quyển. Hoặc là mình bận tụng luôn cả một quyển mà lẽ không được. Buổi sáng chúng ta dậy từ lúc 3 giờ, 3 rưỡi sáng, đừng có làm động đến người nhà chúng ta, người thân chúng ta, dậy đọc khẽ thôi. Không có dậy chúng ta cứ gì nhất thiết cùng kinh từ lúc sáng sớm 3 giờ sáng. Con nó không ngủ được, mấy ngày đầu thì gì nó hầm hực, mấy ngày sau thì gì nó đã thống đủng nia, mấy ngày sau nữa thì nó to tiếng cho. Thế là gì, là không tốt rồi. Cho nên mình thì mình đọc như mình đọc sách, như mình đọc truyện. Các vị thấy đọc truyện, ngày xưa đọc tiểu thuyết, ngày xưa các vị đọc tiểu thuyết rồi, đọc tiểu thuyết có ai đọc to không các quý vị? Đọc tiểu thuyết mà đọc to thì không đọc được gì ạ, không đọc được nhanh mà không đọc được gì được lâu. Đọc tiểu thuyết là phải đọc ở trong gì, trong tâm thôi. Nhìn chỉ nhìn chữ đến đâu thì mình đọc đến đó, là mình hiểu đến đó thôi, gọi là đọc tiểu thuyết, đúng không? Đọc tiểu thuyết mà đọc là nhờ Địa Tạng giáo hóa và độ cho, trừ hết sạch các khổ, tâm an tĩnh khoái lạc, vân vân. Đấy, đọc tiểu thuyết, cái đấy là gọi là đọc ở trên đài, họ đọc cho mọi người nghe thôi. Chứ còn chúng ta đọc tiểu thuyết tự mình đọc là chỉ có đọc thầm trong tâm nó mới đọc được dài, đọc được lâu và thì mới nhập tâm được. Đó là cách đọc. Nếu mà ở gia đình chúng ta dậy sớm mà đọc sớm như vậy thì chúng ta có thể đọc như vậy. Hoặc là nhà mà hoan hỷ có phòng thờ riêng ở trên tầng thượng, hay phòng thờ riêng không làm ảnh hưởng gì tới người khác, thì có thể chúng ta cũng đọc to to lên cũng một tí cho càng tốt, đỡ buồn ngủ. Đọc to to lên một chút cho gì, cho thiên long quỷ thần, lịch đại gia tiên, các vong linh, ai có duyên với chúng ta họ cũng có thể nghe và nghe kinh và hiểu được thì càng tốt. Chúng ta đọc là những loại chúng sinh đó từ bao kiếp về trước cho tới kiếp gần đây, chúng ta cứ đọc như thế cũng được, đọc như đọc sách cũng được. Hoặc nếu mà ai mà tụng được thì tốt nhất, gia đình nào mà hoan hỉ gõ chuông gõ mõ mà chúng ta tụng được là tốt nhất rồi. Đó gọi là cao hơn, ở một cảnh giới thì cao hơn của đọc kinh, đó là tụng kinh. Trước hết là đọc kinh ở trong giai đoạn này người mới học, hoặc là do ra là hoàn cảnh gia đình không thể tụng được. Chứ còn á, người mà tụng kinh á, như các sư ở chùa hay là như chúng ta tí nữa tụng á, cách đó là tốt nhất. Cách đó là thiên long bát bộ hoan hỉ nhất, chư Phật Bồ Tát mười phương cũng hoan hỉ nhất. Đó, đấy là tụng được như vậy. Thì chúng ta sẽ gì, sẽ chuyển được nghiệp chướng thôi. Trong kinh nói là tụng hết một bộ kinh này, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, chúng ta mà nhất tâm á, thọ trì đọc tụng á, phải nhất tâm cơ, thì á, tụng một lần á, tiêu được gì vô số những tội chướng và được sinh lên cõi trời đau lợi 100 lần. Đấy là nhẹ đấy. Chỉ còn một người tu nhất tâm á, mà cầu sinh Tây Phương á, thì người đó sẽ được gì, như nguyện. Sẽ được như nguyện, tất nhiên phải tu. Chứ đừng có mong rằng sau này thôi không cần tu, sau này chỉ cần mình vào đạo tràng thôi, mình quy tam bảo thôi, và di chúc cho gì, di chúc cho con cho cháu, sau này tao chết á, mày cứ gọi ban trợ niệm A, ban trợ niệm B, ban trợ niệm C về để trợ niệm cho tao 8 tiếng 12 tiếng đồng hồ để cho tao được vãng sinh. Chưa chắc. Mình mà không tu từ bây giờ, lúc đó nghiệp chướng nó phá. Đấy, nghiệp chướng nó phá. Giống như ở dưới
dưới đạo tràng Thanh Xuân của đạo tràng chúng ta, của tỉnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Mấy năm trước bà tổ trưởng kể rằng mấy năm trước có một Phật tử cũng ở trong trong tổ, có bà mẹ, cô ấy, cô con dâu ấy thì ngoan và hiền, giỏi lắm, được chồng cũng tín tâm, thầy cũng đến giúp đỡ cho gia đình nhà đó. Ngày xưa đến xem phong thủy, đặt bát hương, thờ Phật, thờ thần linh, gia tiên cho rồi, gia đình cũng tín tâm, nhất tâm lắm. Có bà mẹ cũng rất tín tâm với Phật Pháp. Nhưng mà ngày xưa thì vì cụ tuổi cao rồi không đi chùa được nhiều. Tại khi bắt đầu cụ ốm nặng chuẩn bị mất á, thì anh con trai với cô con dâu mấy đứa nó mời các Phật tử đến trợ niệm cho. Trợ niệm cho được mấy ngày thì cụ chuẩn bị đi rồi. Thì là có một thằng con trai nó là làm ở trên bộ công an, không biết nó làm to hay làm nhỏ nhưng mà không biết. Thế đi về bắt đầu nó đuổi hết các Phật tử đi, đuổi hết các Phật tử đi, và nó nói là mẹ là mẹ chung, một mình một người không thể có quyết định để cho mấy Phật tử đến tụng kinh niệm Phật cho mẹ được. Và nó nói những câu thầm tệ và các Phật tử không chịu được cho nên ra về. Lúc bắt đầu trợ niệm á, khi mà cái hôm trợ niệm mẹ nó bắt đầu mất ấy, thì trợ niệm thì được mấy tiếng đồng hồ thì thân thể bà cụ mắt đang trợn, mồm đang há ra. Các Phật tử niệm Phật được cho mấy tiếng đồng hồ thì mắt khép lại, miệng nở nụ cười, thân thể đang đen thì hồng hào lại. Nhưng khi nó về, cái anh thằng con trai nó làm ở ngành công an, nó về nó nói các Phật tử không ra cái gì, và nói anh em nhà nó là không ra gì, mà nó quyền nó là quyền cao nhất, và nó muốn làm lễ tang gia cho mẹ nó theo đúng nghi thức của nghi thức thọ mai ở thế gian. Tức là nghi thức thọ mai tức là mai táng ở theo cái cách của thế gian chúng ta, là chết là phải trống kèn, phải khóc lóc, phải rượu thịt để tế tự, phải có mọi người đến phúng viếng vân vân. Vì sao? Vì chắc nó cấp cao một chút, nó muốn làm như thế để mọi người đến phúng viếng. Phúng viếng để lấy cái gì? Lấy phong bì. Vì một cái mục đích nho nhỏ nào đó tôi không biết, nhưng mà người nó cấm anh em không cho các Phật tử trợ niệm nữa và đuổi hết ra về. Và vừa đuổi xong, vừa đuổi một cái thì ra về được một tí xong, thì tự nhiên là thân thể của bà cụ đen ngỏm lại, và kiến từ đâu nó bò đến là bâu kín cả bà cụ luôn. Chúng ta thấy cũng khủng khiếp như thế. Vì sao? Vì khi đó bà cụ khởi cái thân thể của bà cụ thì mới mất đi, thần thức thì chưa ra khỏi tấm thân, hoặc ra khỏi rồi cái thân trung ấm nó thì nó vẫn còn phảng phất ở nơi đó. Mà trường hợp này chắc là chưa ra khỏi, chưa ra khỏi thân thể thì mới khởi sân lên một cái, thì tự nhiên là trong người nó mới đen. Chúng ta khi chúng ta giận á, người còn sống chúng ta khi chúng ta giận á, thì mặt chúng ta có hai trạng thái. Trạng thái mà lớn, trạng thái thường gặp đó là gì ạ? Đỏ. Vì sao mà đỏ? Hỏa bốc gì? Hỏa bốc lên cho nên gì? Mặt mũi chúng ta đỏ phừng phừng đi. Đó. Có những trường hợp giận quá, cái trường hợp này thì ít gặp nhưng mà có thể xảy ra. Giận quá thì gì? Mặt mũi họ tái lại, mà trường hợp này thường là bị gì ạ? Bị đột quỵ. À, thường là bị đột quỵ, tức là họ giận quá thì nó cứ rùng mình lên, thế là gì? Nó ngất xỉu, tức là máu nó gì? Nó không lên được não. Trường hợp này là máu không lên được não thì nó tái lại, nó tím tái lại và đột quỵ. À, thế có hai trường hợp. Những trường hợp mà mặt mũi tím tái thì giận dữ đến tím tái mặt mày thì ít hơn. Còn giận mà gì, mặt mũi đỏ phừng phừng lên thì nhiều hơn. Đó, hai cái trường hợp cực giận thì máu nó gì không đủ để đẩy lên não. Tim gì nó đập đến nó nhanh quá, nó gì không kịp để đưa máu đi đến các cơ thể, các tế bào của chúng ta. Khi đó thì hỏa sân nó bốc lên và nó thì nó hút rất nhiều năng lượng, nó tiêu thụ rất nhiều năng lượng, cho nên máu á, tim á thì đập quá nhanh, không đủ để đưa máu đến toàn bộ cơ thể, cho nên nó tím tái lại. Thì cái trường hợp mà bà cụ tôi nghĩ rằng tương tự như thế, thần thức chưa được ra khỏi tấm thân, cho nên á, thấy thằng con trai của mình nuôi cho nó ăn học, nó khôn lớn, lo công ăn việc làm cho nó, bây giờ nó có một tí gì chức quyền trong xã hội một cái, nó về nó làm thay đổi hẳn cái di chúc của mẹ nó, không biết vì mục đích gì chúng ta không rõ lắm, nhưng mà nó muốn gì, muốn làm ma, đưa ra ngoài nhà tang lễ nổi tiếng to lớn của thành phố để làm ma,
tiếp nhiều quan khách vân vân á, đến để phúng viếng. Để như vậy là nó nghĩ là gì? Như vậy mới là báo hiếu được mẹ nó một cách gì? Một cách là chỉnh chu, một cách là hoàn thiện tốt đẹp nhất theo nghi lễ thỏ mai của thế gian. Nhưng không ngờ bà cụ thì di chúc thì muốn làm theo cái nghi lễ gì đơn giản của Phật giáo, miễn là được tụng kinh, được nghe kinh, được mọi người đến niệm Phật cho, trợ niệm cho, và sau khi chết đừng có sát sinh. Hãy gì? Hãy làm rất đơn giản như cuộc sống của bà cụ lúc còn sống thôi, vì lúc bà cụ còn sống cũng thường ăn chay rồi. Tuy không đi chùa được nhiều nhưng mà cũng thường ăn chay, cũng được nghe Phật pháp, cho cũng hiểu. Nhưng chúng ta thấy nghiệp chướng nó đến, nó phá, nó không cho tu. Giống như trong ngài Hòa Thượng Thiền Tâm có kể cái câu chuyện ở trong cái sách của ngài, ngày xưa tôi đọc thấy là ở trong miền Nam có một ông Phật tử, ông tu hành rất tinh tiến, một cư sĩ Ưu Bà Tắc đó, chính là đệ tử của Hòa Thượng đó, tu hành rất tinh tiến, niệm Phật cầu một đời vãng sinh. Nhưng cũng có thằng con trai ngày xưa nó làm ở trên bộ tổng tham mưu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đằng trong á, tức là chế độ Ngụy á. Chúng ta biết là làm ở trên bộ tổng tham mưu mà nó làm cái cấp to đại tá ngày đấy là to lắm rồi. Bây giờ cấp tướng của chúng ta thì nhan nhản, nhưng ngày xưa lên cấp đại tá là to rồi, cấp đại úy còn to chứ đừng nói là cấp đại tá. Nó là đại tá làm ở bộ tổng tham mưu quân đội ở Việt Nam Cộng Hòa đằng trong cái trước năm 75. Ông cụ thì tu rất tinh tiến và niệm Phật phát nguyện một đời vãng sinh, buông hết. Tất cả ông cụ đều buông hết, buông không có giữ một cái gì cho bản thân. Mặc dù quan làm to như thế nhưng mà ông kệ, ông không bao giờ xin xỏ tiền bạc gì, mà ông không bao giờ cậy nhờ gì con trai. Ông cứ nhất tâm ông làm, ở nhà ông làm một cái thất nhỏ ông tu. Và khi ông ấy mất, ông ấy biết trước ngày giờ nhé các quý vị nhé, biết trước ngày giờ mất. Đấy, hẹn trước với mọi người là ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó ông gì, ông ra đi. Ví dụ như là ngày mai, là ngày ông hẹn là ngày mai là ra đi là mất đó. Nhưng hôm nay ông vẫn khỏe mạnh bình thường. Đến sáng các Phật tử trong đạo tràng, mọi người đến thăm ông ấy. Vì là ngày ông bảo ngày mai là ông mất mà, thì đấy, ví dụ như thế. Thế là mọi người đến sáng ra thì sáng ngày mai bắt đầu đến thăm, thăm thấy ông vẫn khỏe mạnh bình thường, cứ nghĩ là gì ông nói sai. Nhưng mà xong khi mà lên tụng kinh với đại chúng xong một cái buổi cuối cùng, hôm đó ông cũng thỉnh một vài thầy tăng đến để tụng kinh để hồi hướng siêu độ cho ông, và ông cúng giảng chay tăng. Cúng giảng chay tăng xong thì khoảng độ chính ngọ, tức là ngoài 12 giờ trưa một chút xíu thôi, khoảng 12 giờ 15 gì đó hoặc 12 giờ 20 gì đó, từ từ khoảng tầm đó, ngoài 12 giờ một chút, tức là gọi là chính ngọ một tí. Chính ngọ tức là 12 giờ đến hơn 12 giờ một chút thôi. Nói đúng theo đồng hồ thì nó là 12 giờ. Nhưng mà nó ngoài ra một tí, khi mà cúng chay ngọ xong thì bắt đầu ông ra lễ tăng. Lễ tăng xong một cái thì gì? Ông ra đi luôn. Ông ngồi ông ra đi luôn. Ông ngồi ra đi luôn, đang mạnh khỏe mà ngồi ra đi. Nhưng mà tưởng ông được vãng sinh. Sau khi ông bố gì? Ông bố vừa mất. Thằng con trai ở trên bộ tổng tham mưu quân đội Việt Nam Cộng Hòa về gì? Bắt anh em họ hàng là không được làm ma theo gì? Theo di chúc của bố. Mà phải làm ma theo gì? Theo nghi thức của thế gian. Và chúng ta biết là gì? Nó làm to như thế thì đương nhiên nó nhiều bạn bè, cấp trên có, cấp dưới có, những người đến với nó thì nịnh bợ có, cho nên quả cáp mang đến rất nhiều. Và đương nhiên nó phải gì? Giết trâu mổ bò mổ lợn, làm tiệc linh đình để đãi gì? Đãi khách. Khi mà bố nó nằm xuống, bố nó sống cả một đời tu hành thì rất là thiểu dục chi túc. Nhưng mà khi bố nó nằm xuống do cái nghiệp chướng của ông cụ, cho nên đáng lẽ biết trước ngày giờ, tự do tự tại biết trước ngày giờ, như vậy đáng lẽ phải được vãng sinh chứ. Nhưng mà sau khi ông vừa nằm xuống một cái, nó xịch vào từ trên thành phố, nó từ trên thành phố Sài Gòn nó về một cái là nó dẹp hết, không cho tụng kinh, không cho niệm Phật, không cho làm theo nghi thức đám tang của Phật giáo nữa, và nó làm theo đám tang của cách của nó, đón khách đãi khứa, giết hại, ăn uống linh đình 3 ngày 3 đêm. Bình thường ra thì chẳng ai biết đâu, nhưng sau 3 ngày 3 đêm chôn ông cụ ấy xong thì về nhập vào cái ông linh hồn của hương hồn thân cái thân trung ấm của ông cụ về nhập vào
cái đứa bé mới có gì, mới có 3 tuổi ở đứa cháu, đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại, lâu lâu tôi không nhớ rõ, nhưng mà có nhập vào đứa cháu là 3 tuổi và khóc và chửi, chỉ thẳng vào mặt cái đứa con mày rằng, cái đứa con trai mà nói rằng mày là thằng gì, thằng con bất hiếu, cả đời tu hành của tao đáng lẽ thì tao được vãng sinh, nhưng mà do vì mày cho nên gì tao mất đi cơ hội vãng sinh. Vì sao? Vì A Di Đà Phật chuẩn bị đến đón tao thì mày về gì, mày làm loạn cả lên và mày gì sát sinh hại vật, cho nên á các loại chúng sinh đó nó gì, nó kiện, nó làm đơn lên Diêm Vương, nó kiện tao, nó nói rằng á do gì, đây là cộng nghiệp mà các quý vị, cộng nghiệp nhé, đây gọi là cộng nghiệp. Ông sinh ra đứa con, ông không dạy được con của ông thì ông cũng gì, nó làm việc việc cực ác thì ông đương nhiên là cũng bị họa lây chứ còn chứ, đúng không? Giống như chúng ta bây giờ ở thế gian, chẳng may có thằng con nào gì nó nghiện ngập hoặc nói gì cướp của giết người, khi bị công an bắt, chúng ta là bố là mẹ có vui được không? Có ai vui không? Có các vị có vui không? Thậm chí nhà chúng ta đang mở đài hát sình sình, khi nghe cái tin bà hàng xóm một cái, ôi dồi ôi bà A ơi, con của gì, con của bà giết người và bị công an bắt ở ngoài đầu ngõ kìa, lúc đó chúng ta còn nghe hát được không? Có ai mà ở mà nghe nốt bài hát được không? Mặc dù bài hát đó chúng ta rất hay, rất thích nghe, bài hát đó rất hay, chúng ta rất thích nghe, nhưng có cái ngồi nghe hát được nữa không? Không. Mấy ngày sau, mấy tháng sau, họ đưa ra tòa. Đương nhiên chúng ta là người thân, là bố là mẹ, phải ra còn gì nữa, ra dự xem tòa xử thế nào. Và lúc đó họ xử là gì? Tội rất là nặng, cho nên trường hợp này phải xử án gì? Xử tử hình. Chúng ta có vui được không? Không. Rồi hàng xóm láng giềng họ nhìn thấy chúng ta, họ bảo đấy, thấy chưa, sinh con mọi khi cứ chiều nó lắm vào, không dạy nó, cho nên bây giờ mới thì mới khổ, để nó cướp của giết người như vậy, nhục chưa? Chúng ta có dám ngẩng mặt lên không? Không dám ngẩng mặt lên. Tuy rằng pháp luật không bắt chúng ta đi tù theo con của chúng ta, nhưng mà chúng ta thì cái nỗi ô nhục đó nó đem đến cho cả gia đình chúng ta, thậm chí cả dòng họ chúng ta, không chỉ một đời mà thậm chí 3 đời về sau họ vẫn còn nhắc đấy các quý vị. Đấy gọi là gì? Gọi là cộng nghiệp. Các cụ ngày xưa nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, là ở cái chỗ đó. Cho nên ông cụ kia đáng nhẽ thì tu hành tinh tiến, Phật báo trước cho ngày giờ vãng sinh rồi, tự do tự tại ra đi một cách gì, lễ cúng dường chư tăng xong, lễ ba lễ mà ra đi ngay ở trên chiếu đó, tưởng được vãng sinh, nhưng mà do cộng nghiệp, thằng con trai nó gì, nó phá, đích thân thằng con trai nó phá. Vì vậy mà A Di Đà Phật không đón đi, bên kia nó đâm đơn nó gì, nó kiện lên Diêm Vương, ông đẻ con ra không biết dạy con, để cho nó gì, nó giết hại chúng tôi. Ông là người tu, ông phải ở lại gì, ông phải ở lại để chứng kiến cái vụ xử này, chúng tôi sẽ đòi mạng thằng con ông trong gì, trong nay mai. Ông phải ở lại mà xem. Ở lại mà xem. Đấy, giống như chúng ta đó. Không may có thằng con mà nó hư hỏng thì chúng ta vẫn gì, vẫn phải ra ngoài công sở để nghe xử án đó. Lúc đó mà xem. Đấy, cho nên cơ hội gì ông không đi được, vì ông tức quá, ông hận quá, ông nhập vào cái đứa gì, đứa cháu mới có 3 tuổi đầu, chỉ vào mặt thằng con trai của mình mà chửi mà mắng, mày là cái đồ gì, đồ bất hiếu, vô lễ thế này thế khác, vì mày mà gì mà tao không được gì, mất cơ hội vãng sinh, tao không được vãng sinh, mất cơ hội vãng sinh đó. Cho nên đấy gọi là oan gia trái chủ với các quý vị. Cho nên tu thế nào thì tu, chúng ta phải hồi hướng cho oan gia trái chủ từ bây giờ đi. Ai nán lại khoảng 1 phút là hồi hướng cho oan gia trái chủ, 1-2 phút rồi. Con thì oan gia trái chủ là ai? Là vợ chúng ta, là chồng chúng ta, là con chúng ta, là bố mẹ chúng ta, là ông bà, là người thân chúng ta đó các quý vị. Thế oan gia trái chủ không phải là có gì thằng hàng xóm, thằng ăn trộm nuôi cướp mới là oan gia trái chủ đâu. Không phải là con ma con quỷ mới là oan gia trái chủ đâu. Đó. Sáng nay có một Phật tử ở tận bên nước ngoài về nói với tôi rằng á, khổ lắm thầy ạ. Con ăn chay cũng lâu rồi, nhưng mà hơn chục năm trước là khi con bắt đầu học Phật tụng kinh, chồng con nó cản vô cùng. Con phải quỳ xuống để xin anh ấy mới cho gì? Mới cho con tụng kinh, mới cho con niệm Phật. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, nhờ Phật Bồ Tát gia trì bây giờ con ổn rồi. Đó, oan gia trái chủ là gì? Người thân chúng ta. Cản sự tu hành của chúng ta đó là oan gia trái chủ.
Ví dụ chúng tôi đi tu là có oan gia trái chủ không? Có. Đi tu không có oan gia trái chủ, các quý vị đừng nói là không. Oan gia trái chủ có khi tôi, có khi chính là đệ tử của tôi ấy. Có khi chính là những người dân họ không hiểu Phật pháp, mà thậm chí có khi chính những người dân hiểu Phật pháp, những Phật tử của mình trước đây thì có gì theo mình để hộ pháp, biết đâu một mai, một vài năm nữa ngôi chùa nó khang trang, nó trang nghiêm lên, Phật tử đến lễ đông, họ không lo tu mà họ chỉ lo gì ạ, đi kiếm tiền thôi chẳng hạn. Vì sao? Đi bán hàng, đi kiếm tiền. Và lúc đó họ nghĩ là gì? Trước đây á, con lo công việc cho thầy rất nhiều như thế, bây giờ thầy phải cho con một cái chỗ ngồi bán hàng thật tốt, thật ngon, thật đẹp để cho con bán hàng. Và mình bảo không được, mọi người thế nào thì Phật tử cũng như thế, và họ không chịu, họ phá mình. Đó là oan gia trái chủ. Biết đâu các cụ ngày xưa mà có lợi thì có loạn, không thể tránh được, không thể tránh được đâu các quý vị. Nhưng mà thôi, chúng ta vì cái việc lớn, vì cái nghiệp lớn là độ vô số chúng sinh phải là trên hết. Còn một vài trường hợp á, nó không có duyên, nó là oan gia trái chủ, nó kết oán với chúng ta, kệ họ. Cuộc đời thế giới Sa Bà này, cõi Nam Thiền Bộ Châu này, đi đâu cũng sẽ có, phải có những cái trường hợp như thế. Và thế giới này gọi là thánh phàm đồng cư, thánh có, phàm có, kẻ ác có, kẻ xấu có, đầy đủ hết, kẻ tham lam có, sân si có, tật đố có, đầy đủ hết ở trong cuộc đời này. Đấy mới gọi là cõi gì? Cõi Sa Bà chúng ta mới dịch là cõi gì? Cõi kham nhẫn. Kham tức là kham khổ, nhẫn tức là phải nhẫn chịu. Chúng ta muốn vào đời này để giáo hóa độ sinh á, thì phải chịu gì? Phải chịu được sự nhẫn nhục, phải chịu được sự kham khổ ở thế gian này mới có thể, có thể được. Đó. Năm ngoái, chúng ta nhớ câu chuyện năm ngoái không? Mới năm ngoái thôi, những Phật tử thân tín nhất ở Hà Nội, Hà Đông, Hòa Bình, Phú Thọ, rồi Quảng Ninh, tận thậm chí trong miền Nam, thi nhau gọi điện về. Cái dịp mà tháng 4, tháng 5 năm ngoái, thi nhau gọi điện về, nghe thấy thầy alo, hỏi có việc gì, mà cái bảo có phải thầy Đạo Thịnh không? Bắt tôi thì còn ai? Thầy đang ở đâu? Tôi ở chùa chứ ở đâu? Ôi dồi ôi, có thật thầy ở chùa không? Mà khổ quá, không phải chùa tôi ở đâu, sư chẳng ở chùa ở đâu. Thế mà người ta lại nói là thầy bị bắt rồi. Bị bắt làm sao mà nghe được điện thoại nữa các quý vị. Vào trong trại rồi, thậm chí là chỉ cần nó thì công an nó tóm, nó cho vào trong trại tạm giam thôi. Tất cả những cái quyền lợi công dân của mình gần như thì về con số không rồi, làm gì có chuyện lấy điện thoại ra mà alo nữa, đúng không? Thế mà nghe thầy alo rồi mà còn nghi, còn hỏi là thầy đang ở đâu, phải ở chùa chứ ở đâu, thì bảo có thật không. Đấy, bảo thế, không thật thì làm sao ấy. Thế mà bảo con tưởng là thầy bị bắt rồi. Vì sao? Vì nó ầm ầm lên, nó đồn là thầy đi buôn ma túy và bị công an bắt. Đấy. Thì họ bảo vì sao mà có mà đi buôn ma túy, bảo là xây chùa ầm ầm như thế này, không đi buôn ma túy lấy đâu tiền để mà xây. Sao họ nói như thế? Xây chùa thì không đi buôn ma túy lấy gì mà xây. Thế thì tôi xin thưa các quý vị, đất nước Việt Nam chúng ta sau khi giải phóng 1975 đến nay, đất nước chúng ta phát triển một cách vượt bậc, từ cái chỗ là dân gì, dân nghèo ăn không đủ no, mặc không đủ gì, đủ ấm, đủ phải bị rách á. Thì ở các nước khác như Mỹ hay Nhật Bản hay các nước khác, người ta theo chế độ khác, người ta bảo là Việt Nam chúng ta toàn đi buôn thuốc phiện mà dân mới có miếng cơm manh áo như bây giờ, hay là toàn đi làm việc phi pháp, dân mới có miếng cơm manh áo như bây giờ, có được không? Không có. Làm gì có chuyện đấy. Đất nước chúng tôi xây dựng phát triển bằng gì? Bằng khối óc, bằng bàn tay và bằng ý chí nguyện lực của nhân dân, của đồng bào chúng tôi chứ. Làm gì có chuyện là chúng ta thấy có một vài người Mỹ sau 30 năm khi họ chiến tranh gieo rắc những cái nỗi khổ cho đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta, và bây giờ đất nước hòa bình rồi, họ là những người lính về hưu, họ sang thăm đất nước Việt Nam với chúng ta với một cái gì? Một cái người gọi là đi du lịch, một cái vị khách gọi là đi du lịch. Họ sang họ phải thấy ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Hơn 30 năm trước họ đến Việt Nam trên cương vị là một vị lính, một anh lính đi theo cái sự chỉ đạo của đất nước họ, của những người cấp cao trong quân đội, của chính phủ của họ sang Việt Nam chúng ta để họ nghĩ là đi chiến đấu vì cái gì đó. Gọi là lúc đó đi thì tất nhiên ai họ nói là đi xâm lược đất nước Việt Nam chúng ta. Họ tuyên truyền là đi sang đó để làm nghĩa vụ quốc tế, đem lại hòa bình gì, độc lập cho gì,
cho đất nước Việt Nam. Nhưng mà đâu có ngờ rằng cái sang chúng ta biết là B-52 thì nó giải thảm, từ trên trời nó giải thảm xuống, súng đạn thì nó bắn gì không thương tiếc. Đồng bào chúng ta thì đã nghèo rồi còn khổ, giặc Pháp chưa qua thì giặc Mỹ đã đến, khổ lắm. Nhưng mà khi đó họ chiến tranh thì nó tuyên truyền, đằng kia thì phải tuyên truyền là họ làm việc đó là việc tốt, đâu họ có nói là xấu. Mà họ mà những anh thanh niên trẻ bên đất nước của họ lại đi sang tận bên chúng ta nửa qua nửa bán cầu để gieo những cái tội ác chiến tranh được. Nhưng họ sang có những người họ biết rồi thì họ phản chiến, họ đi về, mình gọi là đảo ngũ đó. Nhưng cũng có những người thì phải mệnh lệnh quân đội họ bắt buộc phải làm theo, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo. Nhưng mà cho đến bây giờ hơn 30 năm sau họ có cơ hội sang Việt Nam chúng ta, họ thấy từ Bắc vào Nam nhà cao cửa lớn chúng chẳng kém gì những thành phố lớn của Mỹ cả, có mỗi cái Việt Nam chúng ta bây giờ còn ô nhiễm hơn mà thôi, thành phố chúng ta ô nhiễm hơn. Nhưng vào trong Đà Nẵng thì các vị thấy cuộc sống của cái thành phố đáng sống của Việt Nam chúng ta cũng chẳng kém gì những thành phố xanh sạch đẹp ở châu Âu cả, cuộc sống cũng rất là thanh bình và hạnh phúc. Tôi vào đó 2-3 lần rồi, đi trên đường á, vào các nơi đình điền miếu mạo, các nơi du lịch tham quan thắng cảnh, không có một người ăn xin ăn mày ngồi dọc đường đâu các quý vị nhá. Đặc biệt là gì, cả đất nước Việt Nam chúng ta duy nhất có Đà Nẵng, không có, đi khắp thành phố Đà Nẵng không có một người ăn xin ăn mày ngồi ở ngoài đường. Đấy là thể hiện gì ạ? Sự văn minh, thể hiện sự văn minh. Tất cả những cái trường hợp nghèo đói ăn xin ăn mày ở đường phố Đà Nẵng đều được chính quyền của thành phố gì xây dựng những cái nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho vào đó hết, cho vào đó được ăn, lại còn gì, được tiền lương nữa. À, những vị mà còn có nhà cửa, những vị mà có nhà cửa mà có gì, có người thân ở nhà không làm gì được có tiền đó, thì họ cho học nghề và vào đó được ăn, được nuôi, lại còn được lương gửi về cho nhà nữa. À, cho nên đó, ở một trong môi trường đó, cái người nghèo cực khổ cũng được quan tâm đặc biệt như vậy thì không có ai muốn gì, muốn ra đường ăn xin nữa. Mà ra đường ăn xin thì chính quyền là gì, nghiêm khắc để cho vào trong trại tập trung, nếu mà người còn nhà còn cửa động viên cho về làm ăn, cho học nghề để về làm ăn, còn người không có nghề nghiệp thì cho vào trong đó, ở trong đó chứ không thể để trong đó. Cho nên đấy là những cái nhỏ nhất, tôi thấy là đi khắp đất nước Việt Nam duy nhất có ở Đà Nẵng làm được việc đó. Hà Nội là trái tim của thủ đô cả nước, các quý vị cứ ra ngoài bờ hồ Hồ Tây mà xem, đến đền đến chùa mà xem, chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc, chùa những ngôi chùa nổi tiếng như chùa Một Cột, thậm chí chùa Một Cột còn có các quý vị, phủ Tây Hồ, hoặc là đến cái gì, đến cầu Thê Húc của đền Ngọc Sơn, một cái nơi du lịch nổi tiếng, khách quốc tế rồi những người Việt Nam đều có cả. Nhưng mà ăn xin vẫn thỉnh thoảng thấy lang thang ngồi vật vã ở dưới gốc cây ở ngoài hè phố đấy. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta thấy một vài anh linh Mỹ từ hơn 30 năm trước chiến tranh ở Việt Nam, bây giờ đất nước chúng ta giải phóng rồi, hai bên thì bình thường hóa quan hệ rồi, họ sang du lịch ở đất nước chúng ta, họ mới có những anh lính nó thốt lên rằng á, tôi không ngờ rằng Việt Nam lại thay đổi hơn 30 năm nay mà thay đổi đến mức gì, đến mức được như thế. Khi nó sang đây chúng ta phải biết là chúng ta cứ nghĩ các cụ ngày xưa, bây giờ các cụ ở Phật tử dưới này, hơn 30 năm về trước chúng ta đi đâu, đi bằng cái gì nhỉ, đi xa đến 5-7 cây số, là chục cây số, chúng ta đi bằng cái gì ạ? Đi bộ. Xe đạp có để đi chưa? Chưa, đã có xe đạp mà đi đâu, có cái cả làng, cả xã mới có 1-2 cái đạp. Những người làm cán bộ mới có cái xe đạp Bozo, xe đạp châu của, mình gọi là xe đạp châu của Trung Quốc á. Cái xe đạp thống nhất, xe đạp Bozo đó. À, nhà nào giàu nhất thì có cái đài màng nhện của Liên Xô ngày xưa đúng không? Giàu nhất mới có cái đài màng nhện. Phải đến khoảng độ tầm sau năm 75, nó khoảng độ tầm năm 80-85 trở đi, thậm 90 trở đi á, thì nhà giàu nhất mới có gì, có cái tivi Sanio đen trắng, tivi Sanio đen trắng, và nhà ai muốn xem á thì phải gì ạ, phải nạp gì, nạp ắc quy,
xem bằng ắc quy đâu có điện đâu mà xem. Làm ắc quy cả ngày không em xem, mà đến chờ đến tối, đến phim truyện hay là đến sân khấu mới gì mới bật lên xem, đang xem đang hay, cao trào hết điện phùng một cái thì mọi người ồ một cái là ra về, tiếc quá. Mà nạp ắc quy có phải chở đi hàng gì, hàng 5 cây số, 10 cây số mới có chỗ để nạp ắc quy. Bây giờ mình có điện đâu mà nạp. Đấy. Nghĩ chứ nó khổ như thế. Thực tế là chúng ta thấy như vậy, cho nên họ thấy là mà sang đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ phố xá, nhà cao cửa rộng. Ở Việt Nam chúng ta, người ta lấy một cái khảo sát, Việt Nam chúng ta cũng không kém các nước phát triển đâu các quý vị. Đó. Không kém đâu. Cái đồ ăn chơi của Việt Nam chúng ta không phải bình thường đâu nhá. Nhà cao cửa rộng cũng chẳng kém đâu. Nhà lầu xe hơi không kém đâu. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tất cả đều là do gì? Do cái nhân duyên nó tạo thành cái cuộc sống chúng ta. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cho dù giàu có sang hèn như thế nào đi chăng nữa, Đức Phật nói tới khi mạng chung, tất cả những cái của cải, danh vọng, quyền lực chúng ta không mang theo được, duy nhất chỉ có mang theo nghiệp mà thôi. Nay chúng ta gì? Nghiệp mà nhẹ, tức là nghiệp xấu mà ít á, phúc báo mà lớn á, thì thần thức chúng ta sẽ gì? Hướng lên. Hướng lên tức là sinh lại, tiếp tục lại làm người, hưởng phúc báo thọ mạng và hưởng phúc báo lâu dài về sau. Và phúc mà hơn nữa thì lên gì? Lên cõi trời. Mà nghiệp mà nặng á, tức là làm những việc xấu ác nhiều á, thì thần thức sẽ bị đi xuống. Giống như hai cái cân, giống như một cái cân về các quý vị. Một cái bàn cân, bên này là quả cân, bên này là bàn cân. Bên bàn cân này thì chúng ta đặt ví dụ như quả cân á, cái cân thì nó luôn gì? Luôn thăng bằng, luôn là cái cân, mình cứ cho là cái cân, cân đĩa đi. Cái cân ở giữa này, nó bên này và bên này. Một bên chúng ta ví dụ là thiện, ở bên là ác. Chúng ta đặt cái ác vào bên gì? Bên bản cân bên này nặng hơn thì bên thiện nó sẽ gì? Nó sẽ bị ngổng lên, bên này nó chúi xuống, mà chúi xuống thì tượng trưng cho vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn nếu mà đặt cái thiện sang bên này thì nó chúi xuống bên này thì tượng trưng cho cõi trời, cõi người và thậm chí là cõi tịnh độ mười phương của chư Phật. Chúng ta cân đi. Cứ cân đi. Thử cân xem cuộc đời này chúng ta sẽ đi về đâu thì biết ngay. Tôi mấy hôm nay tự nhiên tôi tìm ra một cái khái niệm hay lắm. Chúng ta cứ tham lam, lo bon chen, chất chiêu tích cóp, không biết gì, không biết thí xả, cứ bo bo giữ lấy cho bản thân. Rốt cuộc đến cuối cùng cả cuộc đời này chúng ta mua được một tấm vé để đi đâu? Hôm qua hôm kia tôi chêu một thầy cùng học với tôi là đấy, cứ lo mà giữ đi, rồi cuối cùng sẽ mua được một tấm vé vào trong địa ngục đấy. Mua một tấm vé vào địa ngục, đi tu cả đời mà mua một tấm vé vào địa ngục thì khổ hay sướng? Khổ. Vì sao? Vì cái thầy ấy là suốt ngày nghĩ đến tiền thôi, suốt ngày đi cúng đó. Thế tôi bảo bớt đi cúng đi, mà đi giảng pháp đi. Bảo ủa rồi đi giảng pháp không có tiền. Thế tôi bảo cứ giảng đi rồi sẽ có tiền. Thế thầy bảo lấy đâu là tiền, đi giảng ai cho tiền, đi giảng còn mất tiền xe, ai cho tiền, đi cúng thì đến cúng xong một cái người ta 500, 1 triệu người ta hồi hướng rồi, về mới gì mới có để làm chùa. Tôi bảo Phật không bảo thầy phải đi cúng để làm chùa khổ sở như thế. Phật bảo thầy cứ giảng đi, ngày xưa cùng học với nhau cũng có trình độ đấy. Thế bảo đi giảng đi. Mà giảng thì thầy, tôi biết là thầy rất giỏi chứ hán, chỉ cần nghiên cứu một chút thôi thầy có thể giảng rất tốt. Nhưng bảo không, đi giảng không tiền. Anh em để thân nhau cho nên cũng nói nửa đùa nửa trêu, bảo đi giảng không tiền cho nên không đi giảng. À, mà đi cúng thì có tiền luôn. Thế tôi bảo đấy, tôi có đi cúng đâu, tôi vẫn có tiền đấy. Thế bảo là ông khác, phúc báo của ông lớn. Ông là gì, là Bồ Tát tái sinh, thì tôi là chúng sinh lè tè. À, nói như thế. Thế bảo đâu tôi có phải là Bồ Tát tái sinh. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi chứ. Tôi cũng đi ngày xưa cùng học với nhau, tôi còn rốt hơn ông, tôi còn chép bài của ông cơ mà. À, có những bài tôi thì tôi chưa hán mà tôi rốt hơn là tôi phải đi chép bài của ông cho tôi chép bài cơ mà. Có nghĩa là gì? Ông phúc báo hơn tôi chứ. Làm gì có cái chuyện mà tôi là Bồ Tát tái sinh, ông là phúc báo lè tè đâu. Tôi cũng đi lên bằng từ gì? Từ bàn tay trắng như ông, không có gì hơn. Thậm chí ngày xưa đi học ông có xe máy đi rồi, tôi còn phải đi xe đạp cơ mà. Đó. Ông có chùa riêng rồi, tôi còn phải trông chùa cho sư phụ cơ mà. Tôi có gì đâu. Cứ giảng đi rồi gì Phật Bồ Tát gì sẽ cho.
Phật Bồ Tát sẽ cho. Đừng có lấy thương tiếc những ham mê những cái nhỏ nhỏ làm gì. Nói đi nói lại mãi thì kết quả là ông vẫn bảo là thôi, nhưng mà thôi mỗi người một duyên. À, thầy giảng pháp á, thầy có đông Phật tử thì cứ giảng đi, còn con á, con gì, con thì thích đi cúng thôi. À, thế cũng tiếc. Thế tôi bảo cũng tiếc thì tôi mới trêu rằng á, đấy thôi thì cứ lo đi, đi mà đi cúng đi. Nếu mà đi cúng á mà để tiền mà dành dụm mà để sau này mua lên một tấm vé mà vào địa ngục đi. À, ông bảo tại sao ông lại đi nguyền rủa tôi thế? Và không, không phải nguyền rủa đâu, con nói thật đấy. Cứ là đi cúng và nhận tiền người ta xong rồi để xây chùa hoặc để mà gửi tiết kiệm đi. Tôi biết là hai anh em ngồi nói chuyện trêu trêu với nhau, nghe mấy thầy nói là ông ấy gửi được mấy cái sổ tiết kiệm mỗi cái mấy trăm triệu rồi. Thế tôi bảo đấy, đi tu rồi còn gửi tiết kiệm làm gì? Chùa xây rồi, xây xong rồi thì đi làm từ thiện. Chứ dành tiết kiệm để làm cái gì? Mấy cái sổ tiết kiệm làm cái gì? Cái sổ đó thì mai kia để dùng để mua vé vào địa ngục còn gì nữa. Thì tôi nói thật, tôi bảo bây giờ chết nhá, ông chết đi nhá, biết đâu nếu mà chết á, do bệnh từ từ thì còn di chúc, còn bảo tiểu đi rút được. Nhưng bệnh mà chết á, đột ngột á, ông không di chúc được cho tiểu đi rút, thế lúc đó là ông gì? Cái thần thức của ông là còn nghĩ là gì? Còn mấy cái sổ trong ngân hàng chưa đưa được cho tiểu, chưa đưa được cho bà vãi, chưa di chúc được cho dân, thế là ông gì? Ông cứ lởn vởn lúc đi ở chùa, lúc thì ra ngân hàng. Ông đứng trước cây thẻ ATM gì, ông sò tay ông rút mà gì, mà nó không cho rút hoặc là ông rút không được tiền. Ông cứ rút vào ông lại cho ra cái tay không, hoặc cho ra cái tập giấy tiền âm phủ thì ông không được, tức là ông buồn, ông cứ đi đi lại lại ông thì 3 qua 49 ngày ông không đi được, thế là ông trở thành gì? Thành con ma còn gì nữa. Thế là ông vào địa ngục còn gì nữa. Đó, gọi là đi tu để mà không tu được thì mua vé để vào địa ngục để như thế. Trêu cho. Tất nhiên đấy là trêu anh em, trêu nhau thân nhau, trêu nhau thôi. Nhưng mà có đấy các quý vị. Có đấy. Trêu đùa nhưng mà có thật đấy. Giống như cái kinh Bách Dụ Đức Phật nói chuyện Tiếu Lâm, nhưng mà gì? Đằng sau chuyện Tiếu Lâm nó là cả những bài pháp đấy, không phải đơn giản. Người mà hiểu á thì ngay chỗ đó biết được mà nó liền bỏ đi. Cho nên ở đây học Phật chúng ta phải hiểu được Phật nói cái gì. Đấy, tụng kinh Địa Tạng, biết được Phật nói cái gì ở trong kinh này và chúng ta y giáo phụng hành làm theo thì chúng ta sẽ sớm được giải thoát, sớm được giác ngộ thôi. Đừng có nghĩ rằng kinh Địa Tạng là Phật chỉ dạy cho gì, chỉ dạy cho chúng ta độ âm, độ dương đó các quý vị. Độ chúng ta từ khi còn sống, sống mà không vào địa ngục, sống mà được về gì, về cảnh giới trời người, thậm chí về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc khi còn sống đó. Đó. Có những người họ cho rằng những người tu hành chúng ta tu tịnh độ, thì họ bảo có những người họ theo tà kiến, biên kiến, cái chấp kiến, thường kiến của họ cho rằng những người tu tịnh độ là tu để chờ chết. À, thế được. Nay tôi thì tôi muốn độ cho những người đó, tôi giảng kinh Địa Tạng và họ tụng kinh Địa Tạng. Tu không phải là chờ chết nữa mà tu để gì? Để gieo phúc. Để tu phúc, để gieo duyên, để sau này chết không bị khổ. Sống thì là một con người hiền, người thiện, người hiếu thảo, người con hiếu thảo. Vì sao? Vì trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng là tấm gương tiêu biểu cho lòng hiếu thảo, đúng không? Đứa con gì? Con gái của ai? Con gái của mẹ gì? Mẹ tên là gì? Học mấy hôm trước nhờ. Bố tên là gì? Bố tên là Thi La Thiện Kiến. Mẹ tên là Duyệt. Duyệt Đế Lợi. Lúc còn sống thì đều là dòng dõi Bà La Môn. Lúc sống thì không tin nhân quả, báng phá tam bảo, làm nhiều việc ác, chết đi đọa vào địa ngục. Do thương mẹ cho nên đứa con gái của bà thường đi lễ Phật, đối trước Đức Phật Giác Hoa Định Tử Đại Vương Như Lai mà nhất tâm cầu nguyện Phật gia trì siêu độ cho mẹ. Và kết quả là gì? Mẹ của cô ấy có được thoát khỏi địa ngục không? Có. Vừa mới lễ Phật, thần thức của mẹ đã thoát khỏi địa ngục. Đó gọi là gì? Phá tan địa ngục đó các quý vị.
chứ không phải là Bồ Tát Địa Tạng cầm cái gậy Thích Trường vào là khua khoáng loạn ở trong gì, ở trong địa ngục, được phá hết các gì, các kho tàng nhà cửa, rồi lao ngục ở dưới âm ti, rồi dưới địa phủ. Được làm như thế thì Bồ Tát Địa Tạng vi phạm vào cái tội gọi là gì ạ, phá hoại của gì, phá hoại của Diêm Vương, đúng không? À, phá hoại, mà tội phá hoại đó thì Bồ Tát có khi lại bị gì, bị bắt trước rồi. Nhưng mà phá ở đây có nghĩa là phá tất cả những sự mê lầm, những sự tham đắm chấp trược cho những chúng sinh ở trong đó. Ví dụ có nhiều trường hợp đến đây kêu thầy ơi con khổ lắm. Hỏi vì sao mà khổ? Hỏi vì sao mà khổ? Bảo á, chồng con nó cứ đi gì, cứ đi với gái. Có không? Có trường hợp dưới Hà Đông đó. Trường hợp dưới Hà Đông, bà chồng con gì hay đi với gái. Ngày xưa còn nghèo còn khổ thì vợ chồng yêu thương nhau, gia đình cơm cháo đảm bạc có nhau, tối lửa tắt đèn có nhau, gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng từ khi mở mấy cái cửa hàng bán đồ ra thì có tiền ra tiền vào, anh ấy lại gì, lại đi tỏm tem với cô khác. Cho nên khiến cho gia đình gì lúc nào cũng tiện lời có lời ra tiếng vào. Mỗi khi anh ấy về, anh ấy là to tiếng với vợ con, nhẫn không được con gì con cãi lại, thành gì, thành gia đình bất hòa, con khổ lắm. Đấy, năm ngoái lên đây gặp tôi và hỏi bây giờ làm cách nào. Tôi bảo á, cô có tin tôi không? Bảo có, con tin thầy, con nghe người ta nói thầy như là Bồ Tát tái thế. Tôi bảo không không, không phải Bồ Tát tái thế. Thế tôi bảo cô có tin tôi không? Bảo con tin thầy, con mới lên đây. Bảo ừ được rồi, tin nhá. Cô nói cô tin tôi nhá. Thế tôi bảo gì làm theo đấy không? Bảo thầy bảo gì con làm theo đấy. Được. Thế tôi bảo là bảo bác thị giả đi lấy quyển kinh Địa Tạng cho tôi. Tôi bảo đưa cho quyển kinh Địa Tạng năm ngoái mới in xong á. À, yên xong mới tụng được có năm hơn năm rồi, tôi đưa cho quyển kinh Địa Tạng, tôi bảo về nhá, một ngày ba thời. Thế cô bảo ôi thầy ơi, ba thời con không tụng được, chỉ sáng tối thôi. Thế tôi bảo được, sáng tối cũng được, ngày hai thời. Nhưng cô cố gắng tụng thì 21 ngày đầu ăn chay trường, không ăn hành hẹ tỏi kiệu, và đọc tụng bộ kinh này nhất tâm ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà cô, và cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho ông chồng của con với con. Nếu mà còn có duyên có nợ với nhau thì xin ông chồng của con đi về lo cho gì, lo cho vợ cho con, đừng có đi lăng nhăng nữa. Thế là cô ấy về, cô ấy nghe theo cô đọc tụng đúng 21 ngày, ăn chay trường đọc tụng. Thế là hết 21 ngày, ông chồng đi theo gái từ ở trên miền ngược ấy. Thế tự nhiên đi về là xám xin lỗi vợ là thôi anh biết anh có lỗi rồi. À, thế anh biết là những tháng qua, năm tháng qua là gì, anh có lỗi anh thế này, anh nói anh kia, bây giờ anh gì, anh biết rồi, anh gì, anh xin em cho anh một cơ hội để anh làm lại từ đầu để lo cho em và cho con, vân vân. Thế là cô ấy thấy sướng quá, cho nên là cứ thế là hoan hỉ thôi. Mà hoan hỉ bắt đầu ông ấy về từ năm ngoái đến năm nay, thế ông lo ông làm ăn ông không đi nữa, thế là gia đình lại yên hâm hạnh phúc trở lại. Và hôm rồi nghe thầy giảng qua cái băng đĩa giảng này, thế là từ dưới Hà Đông đi lên bằng được, là phải gặp thầy bằng được để nói với thầy là con bận quá lâu rồi không lên được. Nhưng mà con nhớ cái công đức tụng kinh Địa Tạng mà nghe thầy là phát động cúng cái cúng giàng năm vừa rồi, là có pháp hội đầu năm đấy, cúng giàng cái cây xanh ở trong chùa đó. Thế là lên rồi có cái đôi cây tàu to nhất thì thầy để cho con một đôi để hồi hướng cho gia đình nhà con á, chồng của con á. Từ giờ cho đến lúc anh nhắm mắt xuôi tay, anh không bao giờ đi với gì, không bao giờ đi với gái nữa. Còn một cây ấy, thì hồi hướng cho các con của con lớn lên là gì, nó học giỏi, nó khỏe mạnh, nó bình an, và nó sau này lớn lên nó thi đỗ vào các trường đại học, rồi nó ra trường nó trở thành một con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Cho bà ừ được, hoan hỉ. Hôm nay cô ấy lên cô kể tôi mới biết câu chuyện này chứ, còn mình có biết đâu. Từ trước đến nay mình đưa quyển kinh xong mình cũng chẳng thấy liên hệ gì, mình không biết có được hay không được. Nhưng vừa qua tự nhiên thấy lên cứ phải đòi gặp bằng được thầy trụ trì, gặp các sư cô, các sư ông rồi nhưng mà không chịu. Mà chờ đến cả nửa buổi sáng rồi không chịu, mà gặp thì mới về, không gặp không về. Thế mới đau tôi chứ này. Thế là đâu chờ từ sáng đến chiều chứ. Chờ sáng đến chiều khoảng độ 4 rưỡi 5 giờ chiều thì mới gặp được tôi. Hôm đấy không biết tôi bận làm cái gì.
chờ đến gần dần đến chiều xong rồi tôi mới đưa đi xem mấy cái cây, xem mấy cái cây xong rồi cúng được đôi cây đó thì mới hoan hỉ mới về. Và bảo ừ thế về chịu khó đọc tụng nữa. Và cô bảo cái điều mừng nhất, thầy biết làm sao, bây giờ chồng con cúng tụng kinh Địa Tạng thế mới hay chứ này. Hai vợ chồng đều tụng kinh Địa Tạng. Bận bán hàng, bây giờ bận thêm mở thêm mấy cửa hàng nữa. Từ khi ông ấy về, hai vợ chồng làm ăn thì có cửa hàng, mới mở thêm được cửa hàng làm ăn tốt. Nhưng điều quan trọng là bây giờ chồng cũng tụng kinh Địa Tạng. Cái hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc đấy nữa các quý vị? Chẳng còn cái nào hơn nữa cả. Cho nên đó gọi là gì? Gọi là phá đi cái địa ngục gì? Cái địa ngục tham, tham ái, tham sắc của cái ông chồng cho người ta đó. Kinh Địa Tạng có thể gì? Giải quyết được cái vấn đề đó ngay trong cuộc sống này. Như vậy chúng ta bảo họ không tin làm sao được. Bây giờ chúng ta có đuổi họ ra khỏi cửa chùa họ gì? Họ vẫn cứ quay về. Chúng ta bảo là Phật Pháp là tà đạo họ gì? Họ vẫn cứ gì? Cứ tin là Phật Pháp là chính đạo. Không bao giờ có chuyện Phật Pháp là tà đạo. Đó. Hay ở chỗ đó. Kinh Địa Tạng hay ở chỗ hay ngay trong cuộc sống này. Được hưởng ngay, được thấy ngay. Và được gì? Được cảm nhận ngay. Cho nên là chúng ta thấy công việc của làm của đạo tràng chúng ta càng mỗi ngày một thì một thuận duyên hơn. Nhờ ai? Nhờ Bồ Tát Địa Tạng gia trì vậy. Chúng ta cứ nhất tâm y giáo phụng hành, thọ trì đọc tụng, lời cầu nguyện của chúng ta tất nhiên sẽ được cảm và ứng. Nhưng mà vị nào mà đọc tụng thầy bảo 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày mà chưa được các đừng có nản. Nghiệp chúng ta nặng thì chúng ta phải gì ạ? Phải gắng lên một chút nữa. Giống như chúng ta bị mắc nợ nhiều ấy mà. Mấy năm trước chúng ta gì? Chúng ta vay mượn đến thì đến hàng tỷ để chúng ta gì trả nợ cho con cho cái rồi làm nhà làm cửa thiếu thốn rồi vân vân chẳng hạn. Bây giờ con cái chúng ta nó học xong, nó ra trường rồi, nó có công ăn việc làm, nó kiếm được tiền rồi thì chúng ta phải trả nợ. Nếu mà con chúng ta làm được gì được thưởng, chúng ta trả hết một lèo á thì còn gì để ăn nữa không? Không phải giữ lại một chút để gì để gia đình còn tiêu nữa, cho nên cứ phải giả dần thôi. Mỗi tháng là được 10 triệu thì đến nói với người ta thôi bác ạ, cháu nó bây giờ làm ra trường rồi mỗi tháng được 1 triệu thì gia đình em thì gửi bác 8 triệu còn 2 triệu để xin bác cho để cho nhà em gì dùng để sinh hoạt gia đình. Mà em hứa là mỗi tháng sẽ gửi đủ cho bác cứ 8 triệu. Thế dần dần sẽ gì? Sẽ giả hết thôi. Nếu mà mấy năm trước chúng ta vay gì? Vay có 10 triệu. Thế bây giờ thằng con chúng ta đã đi làm rồi, ra công ăn việc làm tháng nó được 10 triệu. Chúng ta gì giả trong vòng gì ạ? Nếu mà chúng ta tích cóp chúng ta thì thôi cái trường hợp kia mà nó khó tính quá chúng ta giả bén một lần đi cho xong có được không? Cũng được. Nhưng không, chúng ta có thể giả bằng hai lần. Tới tháng này 5 triệu, tháng sau 5 triệu nữa. Hai tháng là hết nợ. Vì nợ chúng ta trước đây vay có gì? Có 10 triệu thôi. Nhưng đằng này mình vay càng tỷ, càng vài trăm triệu thì đương nhiên tụng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày chưa giải quyết hết cái nợ đó thì chúng ta tiếp tục tụng tiếp thêm 100 ngày nữa. 100 ngày chưa hết thì gì? Một năm. Một năm chưa hết thì gì? 10 năm. 10 năm chưa hết thì gì? 100 năm. Có được không? 100 năm chưa hết tụng 1.000 năm. 1.000 năm chưa hết ta sẵn sàng tụng 1.000.000 năm. 1.000.000 năm chưa hết ta sẵn sàng tụng thì 10.000.000 năm. Bao giờ trả hết thì thôi, ta tự do tự tại về với Phật. Người học Phật chúng ta phải gì? Phải sẵn sàng cho mình một cái tâm lý như thế. Đấy gọi là giữ tâm gì không thoái chuyển. Vì vậy mà trong kinh này, cái đoạn chúng ta học ngày lúc nãy đó nói là gì? Các đệ tử đi theo Bồ Tát Địa Tạng toàn là những người tâm không còn thoái, không còn thoái chuyển nữa. Tức là đối với đạo, đối với bộ kinh này các ngài không còn thoái chuyển nữa. Còn chúng ta thoái chuyển hay không? Mới hôm qua hôm kia có mấy Phật tử lên báo cáo là gì? Trong đạo tràng đang có một vài người đi lệch hướng. Đó là nói gì? Không cần phải tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng thì chỉ tụng ít thôi. Tụng kinh Địa Tạng là gì? Là chỉ tụng khi có người chết thôi. Còn chúng ta tu tịnh độ là chỉ có được niệm Phật A-di-đà, Nam-mô A-di-đà Phật để cầu về Tây Phương thôi. Chuyên tu để cầu Tây Phương thôi, không phải tụng kinh, tụng ít thôi. Xin thưa các quý vị,
tùy theo cái nhân duyên. Nếu tâm chúng ta nhất tâm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật được thì cũng chẳng khác gì tụng kinh Địa Tạng, mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng nhất tâm được thì cũng chẳng khác gì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu mà chỉ niệm mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật ấy, chúng ta không hiểu để áp dụng vào cuộc sống tu hành ấy, chúng ta giống như là ở thế gian người ta nói chúng ta tu chỉ để cầu chết, cầu vãng sinh, tức là cầu chết đó. Thực tế trong cuộc sống chúng ta không thay đổi một chút nào. Thậm chí nhiều người còn đi hiểu sai cái câu gì, cái câu A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương nữa, mà còn đi cố chấp nữa. Tu mà càng tu càng cố chấp, càng ngày càng gì, càng lắm chuyện. Có không? Có. Thậm chí mấy bà Phật tử ngay đằng sau này á, tôi nói vài lần rồi đấy, suốt ngày niệm A Di Đà Phật, nhưng mà năm ngoái còn có các cụ thề nhau thì tôi thề với bà thì tôi không đội trời chung với bà. Thế tôi xin phép hỏi các vị, bước ra khỏi cái căn nhà đã gì, đã đội trời chung với nhau, thậm chí ở trong nhà cũng đã đội gì, đội trời chung rồi, cả hai vị đều gì, đều theo thầy học đạo, đều cầu sinh Tây Phương. Vậy ai là người về Tây Phương, còn ai chui trong địa ngục đấy? Chẳng bà thì tôi. Hai người thề không đội trời chung mà. Thì nếu mà bà về Tây Phương thì đương nhiên là bà kia phải gì, vào địa ngục. Mà bà kia vào về Tây Phương thì đương nhiên bà này phải vào địa ngục. Các vị biết bà nào về Tây Phương được? Rốt cuộc chẳng có bà nào về Tây Phương được. Cả hai bà đều vào trong gì? Vào trong địa ngục. Và rốt cuộc là đúng là không đội trời chung thật. Vì có trời đâu mà đội. Ở trong địa ngục ác thì có trời đâu mà đội. Cho nên cái đợt đấy tôi mới quở cho nên thân. Tôi quở cho mất mặt đi, tôi bảo dùng phương tiện để quở cho mất mặt đấy. Ở vào chùa tôi cho ở trong chùa để tu, không lo tu mà còn gì để chảnh chọe nhau từng một cái gì, cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Nào là bà ấy làm được việc, nào là bà ấy thỉnh thoảng thì cúng thầy được 500 một triệu thì quý. Mình nghèo không có cái gì thầy không quý. Cái khỉ gió tôi có quý ai đâu. Ai tôi cũng đồng, tôi cũng như nhau mà. Thậm chí các vị biết có người đến mới cúng hôm trước cúng thầy thì 100 triệu, hôm sau đến chào thầy thì cũng chỉ có gật đầu A Di Đà Phật. Đấy, có không? Có người chạy lòng. 2 năm trước có người chạy lòng, con cúng thầy hơn 300 triệu. Tại làm sao lúc thầy khánh thành thầy không gọi điện mời con. Thì thầy bảo là thầy đã có cái thông báo cho đạo tràng, trưởng đạo tràng thông báo rồi. Thầy có viết giấy mời cho ai đâu, mà thầy cũng tự gọi điện cho ai đâu. Thì chỉ có thông báo một cái lên trang web và thông báo cho các tổ trưởng, các đạo tràng, và các đạo tràng thông báo cho mọi người ai đủ duyên thì đến. Thế nên cứ bảo là không, từ lần sau trở đi thầy có việc gì thầy phải gọi điện cho con, số điện con cho thầy rồi mà, tại sao thầy không gọi cho con. Tuy bà cụ ấy không nói là con cũng thầy 300 triệu rồi, thế này, tuy không nói lại câu đó, nhưng mà ý là con đó gì cũng thầy được thế này đó. Liệu chừng mà đối xử với con hả? Liệu chừng mà đối xử với con. Ở nhà cái con còn mấy cái sổ tiết kiệm nữa đấy. Thầy mà đối xử tốt thì biết đâu, may đâu con lại đi rút con mang lên cho thầy. Không. Khổ thân tôi. May mà tôi không đối xử tốt với bà cụ ấy hơn mọi người. Tôi mà đối xử tốt hơn với bà cụ ấy hơn mọi người thì chắc là tiền tôi không biết để vào đâu. Khổ. Mà tôi lấy cái đối xử tốt với bà cụ chỉ vì nhìn thấy mấy cái sổ tiết kiệm của bà cụ á, tôi lấy cái đồng tiền đó chính là tôi đi mua một cái gì ạ? Tôi đi mua một cái tấm vé để vào trong địa ngục đấy. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên là chúng ta tu làm sao á, đối xử phải bình đẳng với mọi người. Các vị đến, người nghèo đến chào tôi cũng gật đầu A Di Đà Phật nhỏ nhỏ một cái thôi, giàu đến cũng thế thôi. Trừ trường hợp mà có việc đặc biệt quốc gia đại sự thì tôi mới ngồi tiếp, mới ngồi nói chuyện một cách là bình thường khác. Đấy là cái chuyện lớn của giáo hội, của quốc gia rồi. Có những việc người tu ấy, chúng tôi ấy, thì cũng có những việc, có khi chuyện quốc gia đại sự họ không dám nói với ai, thì họ đến họ hỏi mình đấy, họ tư vấn mình, thì mình vậy. Người tu mình biết chỗ nào thì biết đến đâu thì nói đến đó cho họ. Họ làm lợi ích cho quốc gia, cho đất nước, cho dân tộc thì tức là lợi ích cho chúng sinh rồi còn gì. Thế còn tiếp đó thì các vị Phật tử biết là bây giờ nhà mình rất là đông. Chỉ cần mỗi người đến là 3 phút với tôi thôi thì tôi cũng chết rồi. Lấy đâu thời gian để nghỉ ngơi một chút, để có sức khỏe, để giảng, để hành đạo nữa. Cho nên các vị thấy là tôi gì, cứ phải chạy trốn. Chạy trốn thật mà. Có những lúc nhìn thấy các Phật tử đoàn đông đông và tôi phải chạy trốn thật mà.
sáng nay phải chạy trốn 2-3 đoàn rồi, bám lên thì toàn cái chuyện nó chả đâu vào đâu cả, khổ lắm. Thằng con trai nhà con nó không biết dạo này tự nhiên thế nào, nó cứ để tóc nó xanh xanh đỏ đỏ, nó thì bảo nó không có nghe nó gì, nó suốt ngày đánh bia điện tử, thầy có cái bùa gì không thì có cái chú gì không để cho nó về, nó gì nó không đi đánh bia điện tử nữa. Cái đấy thì chịu, tôi bó tay thôi. Có những Phật tử bảo thầy ơi, chồng con gì suốt ngày đi chơi với gái thì làm thế nào để cho chồng con thì có cái bùa gì không cho chồng con không đi với gái nữa. Tôi chịu nhiều những câu chuyện buồn cười lắm. Chẳng thế mà hòa thượng pháp chủ ngày xưa ngày kể ở trên lớp học chúng tôi, ngày nó con lợn nó bỏ ăn đó, người ta cũng đến, người ta gì đến là bắt hòa thượng bảo gì chữa làm sao để cho con lợn mẹ nó ăn trở lại. Hòa thượng nó bảo là xin kim nó ra, nó ra từ sáng sớm 5 giờ sáng nó ra gõ cửa, nó bảo A Di Đà Phật đừng ngoài cửa. Thế hòa thượng ra mở cửa từ sáng sớm thì thấy nó xách một cân cam, có mấy quả cam ở đâu, đầu tiên là mấy quả thì mấy quả ổi mấy mấy quả 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 nhãn thôi chứ. Đó. Mấy quả ổi mấy quả nhãn thôi với thẻ hương với tí đồng tiền vàng âm phủ nữa. Thế vào nó trình bày với hòa thượng là con lợn nãy nhà con nó sinh được mấy con mà nó bỏ ăn từ hôm qua giờ, hòa thượng cứu nó với, hòa thượng cứu mạng người là phúc bằng xây gì hơn xây 3 tòa tháp. Thế hòa thượng cứu cái đàn lợn con lợn mẹ tức là cứu được cả đàn lợn con, cứu cả con lợn mẹ lợn con tức là cứu được cả nhà con. Vì sao? Vì kinh tế cả nhà trông chờ vào và cái con lợn nái nuôi cái con lợn con đó, nuôi mấy tháng trời gần năm trời bây giờ nó mới sinh. Nhưng bây giờ sinh xong nó không ăn thì bây giờ nó mà chết thì nhà con gì cũng chết, chết đói. Cho nên hòa thượng cứu người, cứu của như cứu người. Hòa thượng nghĩ chả có cái bài kinh nào mà dạy cứu cho con lợn cả. Chưa thấy bài kinh nào Đức Phật dạy là hồi hướng cho con lợn nó bỏ ăn mà nó ăn trở lại cả. Ngài và thuyết bây giờ cũng phương tiện thôi, người ta nhất tâm mình những phương tiện kể đi kể lại rồi, nhưng mà cứ kể cho một số Phật tử mới đến chùa biết được. Phật tử có thể được nghe vài lần rồi, nhưng một số Phật tử mới đến chưa được nghe bao giờ. Ngài lên ngài lấy cái giấy hương đó, cái vỏ hương đó, ngài viết 3 chữ là gì, chư lực sĩ, viết thành 3 cái. Một cái để bảo treo lên trên nóc chuồng lợn, một cái để bảo treo dưới cửa chuồng lợn, và một cái thì đem đốt ra cho cái do cho vào trong cái để cám lợn để cho con lợn bê bê ra cho nó ăn. Thế là bà cụ mang ra lúc sáng ra lễ Phật, chưa về làm y như thế, cái con lợn mẹ nó ra nó ăn thật. Nó ăn xong một cái và đến đêm là gì, nó cho con nó bú. Sáng sớm ngày hôm sau, lần này còn chưa đến 5 giờ nữa đã nghe gì A Di Đà Phật ở ngoài cửa, nghe cái tiếng nó giống cái bà cụ hôm qua quá. Nay nó đến sớm thế này mà con lợn hôm qua mà nó chết thì nó bắt đền thì chết. Nó bảo là hòa thượng thì thầy chùa như bùa làng cho gì cho con lợn ăn bùa, mà bây giờ nó trúng bùa nó chết thì chết. Cho nên là nhưng hòa thượng mà ra mở cửa cứ run run sợ nó bắt đền. Ra thì nhìn thấy nó cầm cái túi cam to hơn. Đó. Túi cam có nghĩa là gì? Tức là phải đi mua ở chợ. Còn hôm trước là gì, nó mang mấy quả nhãn nó có ổi nó hát hàng hái ở trong vườn. Ổi thì còn xanh, nhãn thì gì? Chưa chín. Nhưng mà cây nhà lá vườn nó cũng ngắt ra thì thành tâm. Hôm sau thấy nó mua mấy quả cam, có nghĩa là nó ra chợ rồi, thấy xách quả cam to hơn. Mấy quả cam ở cái túi to hơn có nghĩa là cam là ngọt mà phải đi mua, có nghĩa là ổn rồi. Vừa mở cửa ra nó bảo ôi hòa thượng ơi, Phật pháp nhiệm màu quá, cái bùa của hòa thượng tốt quá, hòa thượng cho về nó con đốt cho nó ăn làm ý như hòa thượng bảo. Nó ăn xong một cái thế là tối lại sáng nay nó cho con nó bú rồi. Ôi giời, cảm ơn hòa thượng, đúng là Phật pháp nhiệm màu đấy. Ấy thế vào đời độ chúng sinh đó. Nhiều câu chuyện tôi rất thích câu chuyện hòa thượng kể này ngày xưa, tôi kể đi kể lại rất nhiều lần câu chuyện này. Đức pháp chủ Đề Tam pháp chủ bây giờ chúng ta ở giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ đó, ngày xưa hòa thượng là hiệu trưởng chúng tôi và là thầy giáo chúng tôi. Chúng tôi được học trực tiếp với ngài, ngài rất uyên thâm về giáo lý nhưng mà cũng rất gần gũi với nhân dân. Quý lắm, đức độ của ngài quý. Năm nay ngài 102 tuổi rồi vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn đọc sách, vẫn đi lại, vẫn giảng pháp bình thường cho Phật tử được. Đấy, chúng ta cần ngài giảng pháp cả tiếng đồng hồ, ngài vẫn giảng tiếng ngài sang sảng như tiếng chuông đồng, giảng tiếng đồng hồ luôn cho chúng ta luôn. 102 tuổi đọc sách không cần phải kính, đi không cần phải chống gậy. Chúng ta xuống mà xem. Đó.
mong rằng ngài được như như đại lão hòa thượng Hải Hiền ở bên Trung Quốc, 112 tuổi vẫn trèo cây hồng, 112 tuổi vẫn trèo cây hồng để hái quả cái cây hồng trứng gà, quả trứng gà, trèo lên tít ngọn cây quả trứng gà hái quả để tặng cho Phật tử. Và đến năm 12 tuổi cũng là ngày mà gì, mà ngài tự do tự tại vãng sinh. Biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh. Cũng mong là Đức Pháp Chủ chúng ta cũng được như thế hoặc hơn thế thì càng tốt, để làm cái tấm gương sáng cho tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam chúng ta nương vào để tu tập nhờ cái đức hạnh của ngài. Thôi hôm nay thì chúng ta tạm thời học đến đây, mai chúng ta học tiếp. Hôm nay chúng ta chỉ nhớ rằng thì tất cả bài pháp hôm nay chúng ta nhớ là tất cả cái sự gì, sự thị hiện của Bồ Tát Địa Tạng ở thế gian này, chúng ta thấy là không cứ là phải là lúc nào ngài cũng phải có cái hình tướng như là một vị tăng, như là một vị Bồ Tát cầm gậy tích trượng, như là ảnh chúng ta nhìn thấy như kia đâu. Ngay trong cuộc sống này đó, ví dụ ai mà phá mê khai ngộ được cho chúng ta, ai giúp cho chúng ta thoát khỏi được cái cơn lo lắng, cơn phiền não mà khiến cho tâm chúng ta được an vui, thảnh thơi, tự do, tự tại, thoải mái, hạnh phúc trong cuộc sống á, thì đó chính là vị Bồ Tát Địa Tạng ở ngay trong cuộc sống này với chúng ta đó. Đó. Và người ta phá mê khai ngộ được cho mình á, mình biết từ chỗ gì, chưa tin nhân quả, chưa tin tội phúc, chưa tin bộ kinh này, thì chúng ta khởi được niềm tin, tin nhân quả, tin tội phúc, biết bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, biết đọc bộ thọ trì đọc tụng bộ kinh này, thì vị đó chính là gì, Bồ Tát Địa Tạng trong lòng chúng ta đấy. Hãy cố gắng mà gì, giữ gìn lấy để mà tu, để sau này mua được một cái tấm vé về gì, về Tây Phương, hoặc ít nhất cũng về quái trời Đau Lợi. Ít nhất cũng về quái trời Đau Lợi. Tái sinh là thế giới này cũng khổ lắm. 2, 3, 40 năm trước các cụ đang tuổi 18 đôi mươi, đi đâu người ta gì cũng săn săn đón đón, bây giờ già rồi lùm khum rồi, vấy cái anh xe ôm, vấy cái anh gì, cái anh lái xe cho bà đi với, nó dừng xe xuống nó nhìn một cái nó ôi bà già thôi không cho đi nữa, đau chưa. Và cho bà đi nhờ rồi nó bảo tiền, mà bà không có tiền đâu, cháu cho bà đi nhờ đến chùa Khai Nguyên cơ, nó phóng xe nó véo đi một cái. Thế còn ngày xưa khi chúng ta 18 đôi mươi chỉ cần gì nó nhìn thấy chúng ta đứng ở đường nó nhìn phanh kia kít lại, em đi đâu đấy, đi đâu anh chở, đúng không? Nhưng vẫn là con người của chúng ta. 3, 40 năm trước với 3, 40 năm sau hoàn toàn khác. Vấy xe đi nhờ nó bảo hỏi có tiền không, và cho bà đi nhờ với, nó phóng xe đi luôn, nó chả nói gì. Đó, đó là sao? Ngày xưa chúng ta còn gì ạ, còn sắc đẹp, tuổi trẻ, cho nên ai cũng muốn nhìn, ai cũng muốn ngắm, ai cũng muốn gần, ai cũng muốn thân. Nhưng bây giờ già rồi á, tiền không có, đi thì chả tự đi được nữa, cho nên á, vấy xe đi nhờ nó không cho. Đấy, đấy là một cái tôi lấy ví dụ cụ thể trong cuộc sống. Cho nên đừng có ham đắm vào tấm thân mình quá. Hãy ráng gì, ai chưa phát tâm ăn chay được 1 tháng 6 ngày thì cố gắng 1 tháng cũng được gì, 6 ngày ăn chay để mà tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức. Trước là gì, hồi hướng cho tổ tiên lịch đại cửu huyền thất tổ nội ngoại chúng ta sớm được thoát khỏi 3 đường ác, nếu không may có cụ nào còn đang ở trong 3 đường ác. Còn các cụ được siêu thoát hết rồi thì mong cho được siêu thăng cảnh giới, sớm thành Bồ Tát, thành Phật để phổ độ chúng sinh, thành Thánh Hiền để cứu giúp chúng sinh, cứu nhân độ thế. Bản thân chúng ta khi xả bỏ báo thân này, vĩnh viễn không bị đọa lạc vào trong 3 đường ác đạo nữa, và thậm chí cũng không muốn quay trở lại tấm thân ở thế gian như cái tấm thân xác thịt này nữa. Có quay trở lại thì giống như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Thế Âm mà thì hiện tấm thân phổ độ chúng sinh thôi, không bị cái khổ của sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biển ly vân vân nó chi phối nữa, tự do tự tại, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đến đi không có một chút quản ngại, giống như một đám mây, mây trắng bay vụt qua trên bầu trời vậy. Hay giống như gì, giống như con nhạn bay qua hư không, không để lại một chút dấu vết vậy. Làm được như thế thì mới xứng đáng là một người đệ tử học Phật ở bất cứ ở thời nào, chính pháp, tượng pháp hay mạt pháp không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta thì biết y giáo phụng hành. Và cái y giáo phụng hành đầu tiên bây giờ chúng ta phải thực hành đó là sao?
đứng lên hồi hướng và chuẩn bị tụng kinh. Thế thôi. 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 Mới sáng hôm qua có gia đình ở dưới Hà Nội lên. Hôm nay không biết còn ở đây không. Hôm qua lên cứ khóc xin với tôi rằng xin giúp cho. Hỏi làm sao, bảo là mấy hôm trước thế gia đình đi xem, thế là người ta bảo là phải trình đồng mở phủ cho một đứa con lớn ở trong nhà, thế là trình đồng mở phủ. Đoán cái bà thầy bà đồng có về nhà, về tới nhà thì hai đứa con dâu trong nhà, hai đứa em dâu của cái vị đó, tự nhiên là ma nó nhập vào là lắc la lắc lư lấy cả buổi. Thế là thì nhờ nó chữa cho nó đào, nó dán bùa cho khắp ở nhà, thế là cứ lắc la lắc lư sợ. Hôm qua lại lên đây bảo là thầy giải với, thầy giúp cho với. Thế bảo đi về đi, tiền mà còn thì cứ đi nhảy đồng cho nó sướng chán, bao giờ hết tiền bán nhà lại lên đây tôi giúp. Bao giờ không còn nó đi ra đây mà ở, đi thuê nhà ở lên đây tôi mới giúp. Cứ thích chứ. Bình thường ra thì các cụ ngày xưa nói là cái rừng mỡ, đúng không? Rừng mỡ. Đang yên, đang lành, cái tự nhiên là đi chuốc họa vào thân. Mà khi lo lắng rồi bắt đầu lên cái thầy giúp với. Bây giờ đoán nó về nó dán răng bùa, nó yểm âm binh đầy nhà ra rồi. Chúng tôi đi đến đấy để gây chiến với họ. Không có làm những cái trò như thế. Cho nên chúng ta đừng có dạy gì mà tôi phải nghiêm khắc, từ giờ nghiêm khắc cái chuyện là cứ đi đoán âm ông thầy yểm ông binh, không có đi làm cho đâu. Thế đang yên đang lành, đang làm ăn, đang yên đang lành không có chuyện gì cả, tự nhiên là đoán người ta về làm cái trò đó đấy. Cho nên á, gặp những cái trường hợp như thế thì sao, chỉ một giấc chiêm bao thôi mà lo lắng, mà mất tiền rồi còn gì mang họa vào thân nữa. Nhưng nếu mà gặp được á, nghe được giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, gặp được bộ kinh của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta về chúng ta gì nhất tâm, chúng ta đọc tụng, chúng ta nghe giảng, tâm chúng ta hiểu được Phật pháp, chúng ta không bị vô minh che lấp nữa, thì mọi cái phiền não, mọi sự lo âu nó sẽ tan biến hết. Và hôm qua tôi bảo là không cần phải đi làm lễ, cứ về thỉnh quyển kinh Địa Tạng về đọc lấy trong 100 ngày hoặc thậm chí đọc lấy 1 năm, tự nhiên nó sẽ hết. Còn bây giờ chúng tôi mà tự nhiên người ta mới làm bùa lèm bèn răng quân vào đó mà chúng tôi đi đến để làm lễ, dùng cái lực của Phật pháp á, để lễ này, hai bên là đánh nhau có gì đâu, chẳng khác hai bên đánh nhau cả. Mà bây giờ mình làm sư thì không muốn xảy ra cái chuyện đó. Sư là ai đi đánh nhau, kể cả dưới quay âm mà mình đi sử dụng cái việc đó cũng là đi đánh nhau. Mà Phật dạy sư thì phải lấy gì? Lấy giáo pháp từ bi để trí tuệ để hóa độ cho họ. Cho nên tôi bảo là về cứ tụng kinh Địa Tạng đi, cứ đọc đi. Thậm chí những ngày đầu có thể là nó rất khó khăn đấy, đọc nó làm cho khó khăn mà đọc được. Thậm chí là người trong nhà có người phá đó. Vì sao mà phá? Vì nó mượn cái gì? Nó không tự phá được mà nó mượn tấm thân của một người nào đó ở trong nhà mình có quyền lực. Ví dụ như chồng hoặc là bố mẹ hoặc là con cái chẳng hạn, nó nổi khùng đấy, nó không cho mình đọc tụng, đó chính là gì? Nó phá. Nhưng chúng ta hãy cố, không cho đọc to ta đọc nhỏ, không cho đọc trong nhà ta gì, ta ra ngoài đường ta ngồi ta đọc. Có ra người ngồi đọc được không? Buổi sáng đi thể dục á, ta cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, không đọc được kinh thì ta niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lo gì. Bình thường ta đi ngồi buôn dưa lê cả buổi sáng với bạn, nay ta không đi buôn nữa, ta ra ta ngồi ngoài bờ hồ á. Ở các cụ ở thành phố thì ra ngồi bờ hồ Hoàn Kiếm hay bờ hồ Trúc Bạch hay bờ hồ gì đó, các cụ ngồi trên ghế đá, các cụ cứ lần cái chàng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, ai bắt được mình nào. Nhưng tất nhiên niệm ngoài đấy niệm nhỏ thôi, nên niệm to quá họ tưởng là mình có vấn đề thần kinh đó. Tự nhiên mọi người ngồi đầy đấy thì cứ một bà cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, thế là người ta tưởng là mình có bị thần kinh, nên niệm nhầm ở trong tâm mình. Quan trọng nhất tâm mình thanh tịnh, nhiếp tâm vào đấy đó. Xong tôi nói thật đấy đó. Nếu mà không cho tụng cả quyển kinh thì mình chỉ cần niệm danh hiệu của ngài thôi, hoặc là niệm danh hiệu của đề kinh thôi, niệm 10 lần hoặc 100 lần danh hiệu đề kinh là Nam Mô. Chúng ta niệm đến Nam Mô
hay là kính lạy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chẳng hạn, chứ Nam Mô cũng được. Hoặc chúng ta kính lạy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, niệm vài lần như thế xong bắt đầu chúng ta niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, thế là coi như là tụng kinh rồi. Chướng nó gì? Chướng nó phá, nó không cho chúng ta tụng cả bộ kinh, thì chúng ta tụng theo tiêu đề của kinh. Đó. Giống như ngài Nhật Liên Thánh Nhân ở bên Nhật Bản ấy, kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó dài, dạy mọi người đọc tụng á, hết cả bộ kinh thì nó khó, cho nên á, ngài dạy mọi người thì chỉ niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chứ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Như vậy là ngài cho rằng như vậy đã là được niệm được tổng thể, tụng được tổng thể của bộ kinh rồi. Thế này nếu gia đình chúng ta một mọi người có người không hoan hỉ, không cho chúng ta đọc tụng hết cả bộ kinh, chúng ta gì cứ Nam Mô hoặc là kính lại kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là được. Sau đó thì chúng ta niệm danh hiệu của ngài, đó là tốt rồi. Đó, làm được như thế thì dần dần đấy, chúng ta gì, chúng ta được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, bao nhiêu những nỗi khổ, những sự lo âu ở trong tâm mình liền là dứt sạch. Đó. Hoặc là như chúng tôi chẳng hạn, có những người họ đến họ kể với chúng tôi là chiêm bao thấy những giấc mộng xấu, những mộng ác, hoặc đi xem thấy gì các bà đồng họ bảo tới đây gia đình sắp có người chết, đến với chúng tôi động viên cho họ và không phải lo đâu, có Phật Bồ Tát rồi, gia trì cho về chịu khó đọc kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện đi, Bồ Tát sẽ gia trì cho, chư Phật sẽ gia trì cho, sẽ được tai qua nạn khỏi, cứ yên tâm đừng có sợ. Thế Phật tử bảo là người ta bảo là trong tháng này nhà con có người chết, tôi bảo là cứ yên tâm cứ niệm Phật đi, già gia đình có ai già không, bảo không, gia đình nhà con toàn người trẻ. Thế bảo có ai bệnh ung thư không, bảo không, chưa có ai, mà không có ai bệnh ung thư. Thế bảo thì yên tâm đi, tất nhiên là cái sự sống chết nó là vô thường, nhưng mình cũng phải động viên cho họ là cứ yên tâm đi, về cứ tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, nhất tâm vào, mà nếu mà quỷ vương bắt chết là tôi chết thay cho. Thế là khi người ta bảo có người thế mạng mà người ta sướng, người ta yên tâm. À, người ta bảo thôi nếu mà cứ nhất tâm tụng kinh, làm việc thiện, có người thế mạng thì ông sư Đạo Thịnh ông thế mạng, ông sư chùa Khai Nguyên ông thế mạng cho rồi. Thế là họ yên tâm, họ bảo yên tâm vì họ nghĩ rằng thế thì yên tâm rồi. À, nhưng họ không biết đâu, họ có biết đâu, cũng có thể trong gia đình của họ có người đến mạng đến đó là gì? Mạng cùng số tận, thậm chí nó chỉ 20-30 tuổi thôi, hoặc 15-10 tuổi thôi, đến đó là gì? Là chết. Có những trường hợp như thế các quý vị. Cho nên ở phải chiêm tinh học, có những người họ xem tướng số họ rất là giỏi. Vì sao? Nó hiện lên trên khuôn mặt rồi. Chúng ta thì không học cái đó, không biết thôi. Còn những người họ xem về tướng số giỏi, xem về nhân tướng học giỏi, thậm chí họ có một chút tâm linh nữa, họ biết được con người chúng ta đến giai đoạn nào có vận hạn, con người chúng ta đến giai đoạn nào thì chết, tức là thọ được bao nhiêu tuổi thì chết đó. Thậm chí là có người người ta còn xem, người ta còn đoán được là đi làm, lớn lên đi làm bao nhiêu tuổi thì đỗ chức gì, đỗ chức ấy thì được bao nhiêu tiền lương, đến bao nhiêu tuổi thì lại thăng được quan gì, chức gì và được bao nhiêu tiền lương. À, như câu chuyện Liễu Phàm Tư Huấn ấy, các vị về đọc câu chuyện Liễu Phàm Tư Huấn xem, người ta xem cho ông ấy, quẻ xem cho ấy từ ngày còn mười mấy tuổi mà cho đến gì, cho đến 53 tuổi, đúng không sai một chút nào. Các vị về đọc sách Liễu Phàm Tư Huấn, hay còn gọi là gì, dịch là Tích Phúc Cải Mệnh nhé. À, ở chùa mà hết rồi thì nên ban Ấn Tống Kinh Sách nên in cái quyển đó cho các Phật tử họ tìm hiểu, những người chưa tin đạo, chưa tin nhân quả, chưa tin tội phúc á, thì nên đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh. Hay còn có một dịch nữa, cách dịch nữa là gì? Liễu Phàm Tư Huấn. Đó, nên đọc cái quyển sách đó. Ngày xưa ngày Tổ Ấn Quang Đại Sư ngài cũng rất thích quyển sách đó, và ngài thường cho Ấn Tống rất nhiều quyển sách đó để phát cho tín đồ Phật tử. Trưởng lão Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài cũng rất thích quyển sách đó và cũng cho in rất nhiều để Ấn Tống cho và phát cho các Phật tử. Và đạo tràng chúng ta cũng nên làm như thế. Về quyển sách đó là quyển sách nói về nhân quả, tội phúc, câu chuyện có thật ở nhân gian này. Vậy là một vị nói và một vị quan có tên là Vương Liễu Phàm. À, các quý vị về xem cái đó hay lắm. Ai mà không tin nhân quả, không tin Phật pháp, họ đọc cái quyển sách đó
họ cũng phải giật mình. Xem tướng xảy, xem tướng số, giỏi lắm, giỏi đến nỗi là chừng những chi tiết nhỏ, được bao nhiêu tiền lương họ cũng nói được đủ hết. Đến năm bao nhiêu tuổi bị vận hạn như thế nào cũng gì cũng đúng hết, lấy vợ không có con cũng đúng hết. Nhưng mà đến năm 13 tuổi nó bảo đến năm 13 à, xin lỗi, đến năm 53 tuổi là gì, ông phải chết. Cho nên ông rất buồn. Ông làm quan đến chức quan huyện rồi, mình bây giờ gọi là chủ tịch huyện đi, ngày xưa quan huyện, bây giờ gọi là, bây giờ nói là chủ tịch huyện đi. Thì ông bảo làm quan lớn, cái ông thầy bói trước đây ông nói là làm đến chức quan đấy là hết, tức là đến lúc này chết, 53 tuổi thì chết. Một ngày ông ngồi, ông nghĩ lại tất cả những lời của ông thầy tướng số xem cho mình, xem tử vi rồi đoán vận mạng cho mình đúng 100%. Và ông nghĩ là thôi, năm nay đúng là năm mình 53 tuổi, lấy vợ không con thật, làm đến chức quan huyện có từng ấy đồng tiền lương thật. Cho nên ông nghĩ rằng bây giờ 53 tuổi rồi, không còn gì nữa, năm nay là năm chết của mình. Vì vậy ông bỏ, ông cáo quan, ông gì, ông đi lang thang, ông vào đi các thắng cảnh của Trung Quốc. Ở lúc bây giờ thì ông đến một ngôi chùa, bây giờ gặp thiền sư Vân Cốc. Thiền sư Vân Cốc mới gì, thấy một vị này là một vị Phật tử nhưng mà có cái khí tiết phi phàm, bẩm tính thông minh lanh lợi hơn người, và có một cái điều gì đó khó có thể, người thường khó có thể mà biết được. Cho nên thiền sư Vân Cốc đang ngồi thiền ở trong chính điện thì bây giờ Vương Liễu Phàm cũng vào là lễ Phật ba lễ xong, thấy thiền sư đang ngồi thiền cũng không muốn đánh động, thế là cũng ngồi thiền về đối diện với thiền sư. Ngày xưa bên Trung Quốc người ta ngồi thiền ngồi hai bên quay mặt vào nhau, chứ không phải là ngồi quay mặt lên trên tượng Phật đâu, mà bên trái và bên phải hai bên quay mặt vào nhau, đã giống như hai Phật tử trong hai bên nhưng mà ngồi quay mặt vào nhau á. Đó thì thiền sư đang ngồi bên này, và thiền sư Vân Cốc đang ngồi bên này, thì Vương Liễu Phàm sang ngồi bên kia, lễ Phật sang ngồi bên kia, hai bên quay mặt vào nhau như thế, ngồi 3 ngày 3 đêm, 3 ngày 3 đêm không ăn không uống không động đậy. Đấy là lần đầu tiên của Vương Liễu Phàm ngồi thiền. Các quý vị có ai chúng ta ngồi đầu tiên, ngồi thiền đầu tiên mà ngồi được 3 ngày 3 đêm, tức là bao nhiêu tiếng đồng hồ, bao nhiêu, 24 tiếng một ngày đêm, và 3 ngày 3 đêm là bao nhiêu, 72 tiếng đồng hồ. Các quý vị cứ tưởng tượng đi, 72 tiếng đồng hồ ngồi thiền nhập định như vậy. Và sau rạng sáng ngày thứ 3, hết ngày thứ 3, rạng sáng ngày thứ 4 đó, bắt đầu thì thiền sư Văn Cốc mới, ngày Văn Cốc thiền sư mới từ từ xả định ra, mới hỏi rằng ấy, ta thấy gì, thấy ngài là một bậc vĩ nhân khác thường, một dị nhân khác thường, chẳng hay là gì, ngài đến đây là có những việc gì muốn, gì muốn hỏi, hay là có điều gì muốn chỉ giáo cho bần tăng. Vương Liễu Phàm mới nói rằng, thưa đại sư, con vốn là một kẻ phàm phu tục tử, không phải là một dị nhân hay là một người gì đó khác thường đâu. Thế Vân Cốc thiền sư mới bảo rằng, vậy ta thấy gì, thấy ông ngồi thiền nhập định 3 ngày 3 đêm không động đậy, không cựa quậy, thân tâm không lay động một chút nào, như vậy chẳng phải là dị nhân thì là cái gì, chẳng phải là dị nhân cũng là Bồ Tát tay thế, không phải là một người thường có thể làm được. Vương Liễu Phàm mới nói rằng là, thưa đại sư, con chẳng qua là, con nghĩ rằng trên cuộc đời này chẳng còn cái gì để con mong cầu nữa, tâm con nó chẳng còn suy nghĩ cái gì nữa. Và kể ra cái câu chuyện cái ông thầy xem tướng số đoán chuẩn mệnh cho mình từ khi còn nhỏ cho đến năm 53 tuổi, tức là năm nay đó, còn như thế mọi chuyện xảy ra đúng hết. Và ông ấy nói rằng năm 53 tuổi chuẩn bị đến ngày gì, đến tháng mà ngày tháng mà con chết rồi, cho nên đó, con chẳng còn gì con cầu nữa, con đến đây thì con thôi buồn hết, đến chức quan chi huyện con cũng bỏ rồi, nhưng mà không còn một cái gì để cho con phải lưu luyến nữa, lấy vợ nhưng không có con, đúng thế, không có cái gì sai cả, cho nên bây giờ thôi con buông hết, con vào đây thì con để cho tâm con nó tĩnh lặng thư thái, để con ngồi thiền và con chẳng có suy nghĩ cái gì cả.
Thế bắt đầu thì ngài Vân Cốc Thiền Sư mới nói rằng là: vậy mà ta cứ tưởng ông là bậc Bồ Tát tái thế, là pháp thân đại sĩ, là một bậc dị nhân khác thường. Ai ngờ rằng ông cũng chỉ như là một kẻ phàm phu tục tử, không hơn không khác. Nghe Thiền Sư nói như vậy, bắt đầu thì Vương Liễu Phàm mới là quỳ xuống đỉnh lễ ngài, mới bảo là: xin là ngài dạy cho con được vô minh. Cho nên từ trước đến nay mến mộ Phật Pháp thì có, nhưng mà học và nghiên cứu Phật Pháp thì chưa, vì chưa bao giờ tụng kinh, chưa bao giờ nghe giảng. Chỉ có gì mến mộ Phật thôi, kính trọng Phật thôi, nhưng chưa bao giờ tụng kinh, chưa bao giờ nghe giảng. Cho nên xin ngài vì con mà giảng đạo lý. Ngài Vân Cốc Thiền Sư mới giảng cho về nhân quả của đạo Phật, về cách tu phúc phóng sinh, làm việc thiện ở trong nhà Phật, có thể nối thêm thọ mạng vậy, có thể chuyển họa thành phúc vậy, chuyển gì, chuyển yếu tử thành trường thọ vậy, chuyển từ cái chỗ gì không thể ở thế gian đó, họ không thể làm được, nhưng trong Phật Pháp có thể làm được vậy. Cho nên khuyên ông Vương Liễu Phàm là đừng có sợ chết, hãy đối diện với nó và hãy đi tiếp tục đi về làm quan, và làm gì, làm quan trở lại và tiếp tục làm thiện đi. Vì may mà ông đi, ông chưa làm đơn từ chức, ông cứ thế ông bỏ đi thôi. Nếu mà ông làm đơn từ chức thì làm đơn từ quan, nhưng mà quan trên chi phủ chưa nhận, ông là rất là người rất giỏi, chưa tiếp nhận cái đơn từ chức của ông, nhưng mà ông cũng đã bỏ, ông đi lang thang rồi, vào chùa rồi à, đi vãng cảnh, đi du sơn ngoạn thủy, vào chùa rồi. Thì sau khi mà được mà Vương Liễu Phàm khuyên ông như vậy, ông tiếp tục ông về ông làm quan. Và ông ấy mỗi một ngày ông phát nguyện làm gì, đầu tiên mỗi ngày ông phát nguyện làm vài chục việc thiện, rồi vài trăm việc thiện, dần dần đến vài nghìn việc thiện, thậm chí ông làm đến hàng vạn việc thiện. Mà cuối cùng chúng ta biết không, đến năm 53 tuổi, hết qua 53 tuổi, ông không gì, không mất, mà sang năm sau ông lại sinh thêm được gì, sinh được một đứa con trai. 54, 55 tuổi ông sinh được một đứa con trai, có nghĩa là gì? Vượt ra ngoài những cái sự phỏng đoán của ông thầy tướng số rồi. 53 tuổi về trước, ông thầy tướng số đoán đúng 100%. 53 tuổi về sau, tức là từ khi ông học Phật Pháp, biết phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, mỗi ngày làm ít nhất là 10 việc thiện, cho đến gì, đến 100 việc thiện, cho đến 1000 việc thiện. Mỗi một việc thiện ông đánh dấu vào cái gì, cái quyển sổ tay của ông ấy. Làm được một việc thiện nho nhỏ thôi, ví dụ như là chỉ cần giúp được cho gì, ông thấy cái con kiến nó đang bò ở dưới đất, nó chuẩn bị là bị ông ấy dẫm vào chẳng hạn, hoặc người khác dẫm vào, thì ông gì, ông bảo mọi người dẫm đi ra đi nơi khác, tránh ra đàn kiến nó đang đi chẳng hạn. Đấy cũng là một việc thiện. Ông thấy thì ông đi ở trên đường, thấy một cái hòn đá của mảnh sành ở trên đường, cũng cúi xuống nhặt xuống bỏ vào trong lề đường, không có để sợ mọi người. Ngày xưa thì thường là đi chân đất mà, người nghèo đi chân đất sợ dẫm vào mảnh sành hoặc cái gai thì chọc thủng chân, ở đau chân. Cho nên ông nhặt, từ từ ông nhặt, ông bỏ vào, đó cũng là một việc thiện. Rồi phóng sinh tu phúc, cứu giúp người nghèo, rất nhiều những việc thiện đó ông làm được. Và đến sau này không chỉ có dừng lại ở chức quan huyện như cái ông thầy bói trước đây, mà ông còn làm đến chức quan chi phủ, tức là tương đương với chủ tịch huyện bây giờ. Mà ông thọ thì gì, thọ đến là gần 100 tuổi chúng ta đó. Cho nên là Phật Pháp có thể cải đổi vận mệnh được. Vì vậy mà cái họ mới tích, họ mới dịch cái quyển Vương Liễu Phàm, Liễu Phàm Tứ Huấn đó thành là Tích Phúc Cải Mệnh. Có sách, có vị dịch giả họ dịch là cái quyển sách đó thì Tích Phúc Cải Mệnh, các vị về tìm đọc rất là hay. Học cách làm phúc với họ thì chúng ta có thể chuyển đổi được vận mệnh của mình đó. Này, chúng ta nếu không có đủ điều kiện kinh tế để làm rất thật nhiều việc phúc thiện như là Vương Liễu Phàm, thì chúng ta có cách gì ạ? Mỗi một ngày tôi bảo có đọc tụng 3 bộ kinh này, 3 quyển kinh này, quyển thượng, quyển trung, một quyển hạ. Sáng một quyển, chiều một quyển, tối một quyển. Hoặc là mình bận tụng luôn cả một quyển mà lẽ không được. Buổi sáng chúng ta dậy từ lúc 3 giờ, 3 rưỡi sáng, đừng có làm động đến người nhà chúng ta, người thân chúng ta, dậy đọc khẽ thôi. Không có dậy chúng ta cứ gì, nhất thiết cùng kinh từ lúc sáng sớm, 3 giờ sáng, con nó không ngủ được. Mấy ngày đầu thì gì, nó hầm hực. Mấy ngày sau thì gì, nó đã thống đủng nia. Mấy ngày sau nữa thì nó to tiếng cho à, thế là gì, là không tốt rồi. Cho nên mình thì mình đọc như mình đọc sách, như mình đọc truyện. Các vị thấy đọc truyện, ngày xưa đọc tiểu thuyết,
Ngày xưa các vị đọc tiểu thuyết rồi, đọc tiểu thuyết có ai đọc to không các quý vị? Đọc tiểu thuyết mà đọc to thì không đọc được gì ạ. Không đọc được nhanh mà không đọc được gì, được lâu. Đọc tiểu thuyết là phải đọc ở trong gì? Trong tâm thôi. Nhìn chỉ nhìn chữ đến đâu thì mình đọc đến đó, là mình hiểu đến đó thôi, gọi là đọc tiểu thuyết. Đúng không? Đọc tiểu thuyết mà đọc là nhờ Địa Tạng giáo hóa và độ cho, trừ hết sạch các khổ, tâm an tĩnh, khoái lạc, vân vân. Đấy, đọc tiểu thuyết, cái đấy là gọi là đọc ở trên đài, họ đọc cho mọi người nghe thôi. Chứ còn chúng ta đọc tiểu thuyết tự mình đọc là chỉ có đọc thầm trong tâm nó mới đọc được dài, đọc được lâu và thì mới nhập tâm được. Đó, đó là cách đọc. Nếu mà ở gia đình chúng ta dậy sớm mà đọc sớm như vậy thì chúng ta có thể đọc như vậy. Hoặc là nhà mà hoan hỷ có phòng thờ riêng ở trên tầng thượng, hay phòng thờ riêng không làm ảnh hưởng gì tới người khác, thì có thể chúng ta cũng đọc to to lên một tí cho càng tốt, đỡ buồn ngủ. Đọc to to lên một chút cho gì? Cho thiên long quỷ thần, lịch đại gia tiên, các vong linh, ai có duyên với chúng ta họ cũng có thể nghe và nghe kinh và hiểu được thì càng tốt. Chúng ta đọc là những loại chúng sinh đó từ bao kiếp về trước cho tới kiếp gần đây, chúng ta cứ đọc như thế cũng được, đọc như đọc sách cũng được. Hoặc nếu mà ai mà tụng được thì tốt nhất. Gia đình nào mà hoan hỉ gõ chuông gõ mõ mà chúng ta tụng được là tốt nhất rồi. Đó gọi là cao hơn, ở một cảnh giới thì cao hơn của đọc kinh. Đó là tụng kinh. Trước hết là đọc kinh ở trong giai đoạn này người mới học, hoặc là do ra là hoàn cảnh gia đình không thể tụng được. Chứ còn á, người mà tụng kinh á, như các sư ở chùa hay là như chúng ta tí nữa tụng á, cách đó là tốt nhất. Cách đó là thiên long bát bộ hoan hỉ nhất, chư Phật Bồ Tát mười phương cũng hoan hỉ nhất. Đó, đấy là tụng được như vậy. Thì chúng ta sẽ gì? Sẽ chuyển được nghiệp chướng thôi. Trong kinh nói là tụng hết một bộ kinh này, quyển thường, quyển trung, quyển hạ, chúng ta mà nhất tâm á, thọ trì đọc tụng á, phải nhất tâm cơ, thì á, tụng một lần á, tiêu được gì? Vô số những tội chướng và được sinh lên cõi trời đau lợi 100 lần. Đấy là nhẹ đấy. Chỉ còn một người tu nhất tâm á, mà cầu sinh Tây Phương á, thì người đó sẽ được gì? Như nguyện. Sẽ được như nguyện. Tất nhiên phải tu, chứ đừng có mong rằng sau này thôi không cần tu, sau này chỉ cần mình vào đạo tràng thôi, mình quy tam bảo thôi, và di chúc cho gì? Di chúc cho con cho cháu, sau này tao chết á, mày cứ gọi ban trợ niệm A, ban trợ niệm B, ban trợ niệm C về để trợ niệm cho tao 8 tiếng 12 tiếng đồng hồ để cho tao được vãng sinh. Chưa chắc. Mình mà không tu từ bây giờ, lúc đó nghiệp chướng nó phá. Đấy, nghiệp chướng nó phá. Giống như ở dưới đạo tràng Thanh Xuân của đạo tràng chúng ta, của tỉnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Mấy năm trước bà tổ trưởng kể rằng mấy năm trước có một Phật tử cũng ở trong tổ, có bà mẹ. Cô ấy, cô con dâu ấy thì ngoan và hiền, giỏi lắm. Được chồng cũng tín tâm, thầy cũng đến giúp đỡ cho gia đình nhà đó. Ngày xưa đến xem phong thủy, đặt bát hương thờ Phật, thờ thần linh, gia tiên cho rồi. Gia đình cũng tín tâm, nhất tâm lắm. Có bà mẹ cũng rất tín tâm với Phật Pháp. Nhưng mà ngày xưa thì vì cụ tuổi cao rồi không đi chùa được nhiều. Tại khi bắt đầu cụ ốm nặng chuẩn bị mất á, thì anh con trai với cô con dâu mấy đứa nó mời các Phật tử đến trợ niệm cho. Trợ niệm cho được mấy ngày thì cụ chuẩn bị đi rồi. Thì là có một thằng con trai, nó là làm ở trên bộ công an, không biết nó làm to hay làm nhỏ nhưng mà không biết. Thế đi về bắt đầu nó đuổi hết các Phật tử đi, đuổi hết các Phật tử đi, và nó nói là mẹ là mẹ chung. Một mình một người không thể có quyết định để cho mấy Phật tử đến tụng kinh niệm Phật cho mẹ được. Và nó nói những câu thầm tệ và các Phật tử không chịu được, cho nên ra về. Lúc bắt đầu trợ niệm á, khi mà cái hôm trợ niệm mẹ nó bắt đầu mất ấy, thì trợ niệm thì được mấy tiếng đồng hồ thì thân thể bà cụ mắt đang trợn, mồm đang há ra. Các Phật tử niệm Phật được cho mấy tiếng đồng hồ thì mắt khép lại, miệng nở nụ cười, thân thể đang đen thì hồng hào lại. Nhưng khi nó về, cái anh thằng con trai nó làm ở ngành công an, nó về nó nói các Phật tử không ra cái gì, và nói anh em nhà nó là không ra gì, mà nó quyền nó là quyền cao nhất, và nó muốn làm lễ tang gia cho mẹ nó theo đúng nghi thức của nghi thức thọ mai ở thế gian. Tức là nghi thức thọ mai, tức là mai táng ở theo cái cách của thế gian chúng ta, là chết là phải trống kèn, phải khóc lóc, phải rượu thịt để tế tự, phải có mọi người đến phúng viếng vân vân. Vì sao? Vì chắc nó cấp cao một chút, nó muốn làm như thế để mọi người đến phúng viếng. Phúng viếng để lấy cái gì? Lấy phong bì. Vì một cái mục đích nho nhỏ nào đó tôi không biết,
Nhưng mà người nó cấm anh em không cho các Phật tử trợ niệm nữa và đuổi hết ra về. Và vừa đuổi xong, vừa đuổi một cái thì ra về được một tí xong, thì tự nhiên là thân thể của bà cụ đen ngỏm lại, và kiến từ đâu nó bò đến là bâu kín cả bà cụ luôn. Chúng ta thấy cũng khủng khiếp như thế. Vì sao? Vì khi đó bà cụ khởi cái thân thể của bà cụ thì mới mất đi, thần thức thì chưa ra khỏi tấm thân, hoặc ra khỏi rồi cái thân trung ấm nó thì nó vẫn còn phảng phất ở nơi đó. Mà trường hợp này chắc là chưa ra khỏi, chưa ra khỏi thân thể thì mới khởi sân lên một cái, thì tự nhiên là trong người nó mới đen. Chúng ta khi chúng ta giận á, người còn sống chúng ta khi chúng ta giận á, thì mặt chúng ta có hai trạng thái. Trạng thái mà lớn, trạng thái thường gặp đó là gì ạ? Đỏ. Vì sao mà đỏ? Hỏa bốc gì? Hỏa bốc lên cho nên gì? Mặt mũi chúng ta đỏ phừng phừng đi. Đó. Có những trường hợp giận quá, cái trường hợp này thì ít gặp nhưng mà có thể xảy ra. Giận quá thì gì? Mặt mũi họ tái lại. Mà trường hợp này thường là bị gì ạ? Bị đột quỵ. Đó. Thường là bị đột quỵ, tức là họ giận quá thì nó cứ rùng mình lên, thế là gì? Nó ngất xỉu, tức là máu nó gì? Nó không lên được não. Trường hợp này là máu không lên được não thì nó tái lại, nó tím tái lại và đột quỵ. À, có hai trường hợp. Những trường hợp mà mặt mũi tím tái thì giận dữ đến tím tái mặt mày thì ít hơn. Còn giận mà gì? Mặt mũi đỏ hồng phừng lên thì nhiều hơn. Đó, hai cái trường hợp cực giận thì máu nó gì không đủ để đẩy lên não, tim gì nó đập đến nó nhanh quá, nó gì không kịp để đưa máu đi đến các cơ thể, các tế bào của chúng ta. Khi đó thì hỏa sân nó bốc lên và nó thì nó hút rất nhiều năng lượng, nó tiêu thụ rất nhiều năng lượng, cho nên máu á, tim á, thì đập quá nhanh, không đủ để đưa máu đến toàn bộ cơ thể, cho nên nó tím tái lại. Thì cái trường hợp mà bà cụ tôi nghĩ rằng tương tự như thế, thần thức chưa được ra khỏi tấm thân, cho nên thấy thằng con trai của mình nuôi cho nó ăn học, nó khôn lớn, lo công ăn việc làm cho nó, bây giờ nó có một tí gì chức quyền trong xã hội một cái, nó về nó làm thay đổi hẳn cái di chúc của mẹ nó, không biết vì mục đích gì chúng ta không rõ lắm, nhưng mà nó muốn gì? Muốn làm ma, đưa ra ngoài nhà tang lễ nổi tiếng to lớn của thành phố để làm ma, tiếp nhiều quan khách vân vân á, đến để phúng viếng, để như vậy là nó nghĩ là gì? Như vậy mới là báo hiếu được mẹ nó một cách gì? Một cách là chỉnh chu, một cách là hoàn thiện tốt đẹp nhất theo nghi lễ thảo mai của thế gian. Nhưng không ngờ bà cụ thì di chúc thì muốn làm theo cái nghi lễ gì đơn giản của Phật giáo, miễn là được tụng kinh, được nghe kinh, được mọi người đến niệm Phật cho, trợ niệm cho, và sau khi chết đừng có sát sinh. Hãy gì? Hãy làm rất đơn giản như cuộc sống của bà cụ lúc còn sống thôi, vì lúc bà cụ còn sống cũng thường ăn chay rồi. Tuy không đi chùa được nhiều nhưng mà cũng thường ăn chay, cũng được nghe Phật pháp, cho cũng hiểu. Nhưng chúng ta thấy nghiệp chướng nó đến, nó phá, nó không cho tu. Giống như trong ngài Hòa thượng Thiền Tâm có kể cái câu chuyện ở trong cái sách của ngài, ngày xưa tôi đọc thấy là ở trong miền Nam có một ông Phật tử, ông tu hành rất tinh tiến, một cư sĩ Ưu Bà Tắc đó, chính là đệ tử của Hòa thượng đó, tu hành rất tinh tiến, niệm Phật cầu một đời vãng sinh. Nhưng cũng có thằng con trai ngày xưa nó làm ở trên bộ tổng tham mưu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đằng trong á, tức là chế độ Ngụy á. Chúng ta biết là làm ở trên bộ tổng tham mưu mà nó làm cái cấp to đại tá ngày đấy là to lắm rồi. Bây giờ cấp tướng của chúng ta thì nhan nhản, nhưng ngày xưa lên cấp đại tá là to rồi, cấp đại úy còn to chứ đừng nói là cấp đại tá. Nó là đại tá làm ở bộ tổng tham mưu quân đội ở Việt Nam Cộng Hòa đằng trong cái trước năm 75. Ông cụ thì tu rất tinh tiến và niệm Phật phát nguyện một đời vãng sinh, buông hết, tất cả ông cụ đều buông hết, buông không có giữ một cái gì cho bản thân. Mặc dù quan làm to như thế nhưng mà ông kệ, ông không bao giờ xin xỏ tiền bạc gì, mà ông không bao giờ cậy nhờ gì con trai, ông cứ nhất tâm ông làm, ở nhà ông làm một cái thất nhỏ ông tu. Và khi ông ấy mất, ông ấy biết trước ngày giờ nhé các quý vị nhé, biết trước ngày giờ mất đấy, hẹn trước với mọi người là ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó ông gì, ông ra đi.
Ví dụ như là ngày mai là ngày ông hẹn là ngày mai là ra đi là mất đó. Nhưng hôm nay ông vẫn khỏe mạnh bình thường. Đến sáng các Phật tử trong đạo tràng mọi người đến thăm ông ấy. Vì là ngày ông bảo ngày mai là ông mất mà. Thì đấy, ví dụ như thế. Thế là mọi người đến sáng ra thì sáng ngày mai bắt đầu đến thăm. Thăm thấy ông vẫn khỏe mạnh bình thường. Cứ nghĩ là gì? Ông nói sai. Nhưng mà xong khi mà lên tụng kinh với đại chúng xong một cái buổi cuối cùng hôm đó, ông cũng thỉnh một vài thầy tăng đến để tụng kinh để hồi hướng siêu độ cho ông, và ông cúng giảng chay tăng. Cúng giảng chay tăng xong thì khoảng độ chính ngọ, tức là ngoài 12 giờ trưa một chút xíu thôi, khoảng 12 giờ 15 gì đó hoặc 12 giờ 20 gì đó, từ từ khoảng tầm đó, ngoài 12 giờ một chút, tức là gọi là chính ngọ một tí. Chính ngọ tức là 12 giờ đến hơn 12 giờ một chút thôi. Nói đúng theo đồng hồ thì nó là 12 giờ. Nhưng mà nó ngoài ra một tí. Khi mà cúng chay ngọ xong thì bắt đầu ông ra lễ tăng. Lễ tăng xong một cái thì gì? Ông ra đi luôn. Ông ngồi ông ra đi luôn. Ông ngồi ra đi luôn, đang mạnh khỏe mà ngồi ra đi. Nhưng mà tưởng ông được vãng sinh. Sau khi ông bố gì? Ông bố vừa mất. Thằng con trai ở trên Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa về gì? Bắt anh em họ hàng là không được làm ma theo gì? Theo di chúc của bố. Mà phải làm ma theo gì? Theo nghi thức của thế gian. Và chúng ta biết là gì? Nó làm to như thế thì đương nhiên nó nhiều bạn bè, cấp trên có, cấp dưới có, những người đến với nó thì nịnh bợ có. Cho nên quả cáp mang đến rất nhiều. Và đương nhiên nó phải gì? Giết trâu mổ bò mổ lợn, làm tiệc linh đình để đãi gì? Đãi khách. Khi mà bố nó nằm xuống, bố nó sống cả một đời tu hành thì rất là thiểu dục chi túc. Nhưng mà khi bố nó nằm xuống do cái nghiệp chướng của ông cụ, cho nên đáng lẽ biết trước ngày giờ, tự do tự tại biết trước ngày giờ, như vậy đáng lẽ phải được vãng sinh chứ. Nhưng mà sau khi ông vừa nằm xuống một cái, nó xịch vào từ trên thành phố, nó từ trên thành phố Sài Gòn nó về một cái là nó dẹp hết, không cho tụng kinh, không cho niệm Phật, không cho làm theo nghi thức đám tang của Phật giáo nữa, và nó làm theo đám tang của cách của nó. Đón khách, đãi khứa, giết hại, ăn uống linh đình 3 ngày 3 đêm. Bình thường ra thì chẳng ai biết đâu, nhưng sau 3 ngày 3 đêm chôn ông cụ ấy xong thì về nhập vào cái ông linh hồn của hương hồn thân, cái thân trung ấm của ông cụ ấy về nhập vào cái đứa bé mới có gì, mới có 3 tuổi ở đứa cháu. Đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại lâu lâu tôi không nhớ rõ, nhưng mà có nhập vào đứa cháu là 3 tuổi và khóc và chửi, chỉ thẳng vào mặt cái đứa con mày, rằng cái đứa con trai mà nói rằng mày là thằng gì, thằng con bất hiếu, cả đời tu hành của tao đáng lẽ thì tao được vãng sinh, nhưng mà do vì mày cho nên gì tao mất đi cơ hội vãng sinh. Vì sao? Vì A Di Đà Phật chuẩn bị đến đón tao thì mày về gì, mày làm loạn cả lên và mày gì sát sinh hại vật. Cho nên á, các loài chúng sinh đó nó gì, nó kiện, nó làm đơn lên Diêm Vương, nó kiện tao, nó nói rằng á, do gì, đây là cộng nghiệp mà các quý vị, cộng nghiệp nhé, đây gọi là cộng nghiệp. Ông sinh ra đứa con, ông không dạy được con của ông thì ông cũng gì, nó làm việc cực ác thì ông đương nhiên là cũng bị họa lây chứ, còn chứ đúng không? Giống như chúng ta bây giờ ở thế gian, chẳng may có thằng con nào gì nó nghiện ngập hoặc nói gì cướp của giết người, khi bị công an bắt, chúng ta là bố là mẹ có vui được không? Có ai vui không? Có các quý vị có vui không? Thậm chí nhà chúng ta đang mở đài hát sình sình, khi nghe cái tin bà hàng xóm một cái, ôi dồi ôi bà A ơi, con của gì, con của bà giết người và bị công an bắt ở ngoài đầu ngõ kìa, lúc đó chúng ta còn nghe hát được không? Có ai mà ở mà nghe nốt bài hát được không? Mặc dù bài hát đó chúng ta rất hay, rất thích nghe, bài hát đó rất hay, chúng ta rất thích nghe, nhưng có người ngồi nghe hát được nữa không? Không. Mấy ngày sau, mấy tháng sau, họ đưa ra tòa. Đương nhiên chúng ta là người thân, là bố là mẹ, phải ra còn gì nữa, ra dự xem tòa xử thế nào. Và lúc đó họ xử là gì? Tội rất là nặng, cho nên trường hợp này phải xử án gì? Xử tử hình. Chúng ta có vui được không? Không. Rồi hàng xóm láng giềng họ nhìn thấy chúng ta, họ bảo đấy, thấy chưa, sinh con mọi khi cứ chiều nó lắm vào, không dạy nó, cho nên bây giờ mới thì mới khổ, để nó cướp của giết người như vậy, nhục chưa? Chúng ta có dám ngẩng mặt lên không? Không dám ngẩng mặt lên. Tuy rằng pháp luật không bắt chúng ta đi tù theo con của chúng ta,
Nhưng mà chúng ta thì cái nỗi ô nhục đó nó đem đến cho cả gia đình chúng ta, thậm chí cả dòng họ chúng ta, không chỉ một đời mà thậm chí ba đời về sau họ vẫn còn nhắc đấy các quý vị. Đấy gọi là gì? Gọi là cộng nghiệp. Các cụ ngày xưa nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, là ở cái chỗ đó. Cho nên ông cụ kia đáng nhẽ thì tu hành tinh tiến, Phật báo trước cho ngày giờ vãng sinh rồi, tự do tự tại ra đi một cách gì, lễ cúng dường chư tăng xong, lễ ba lễ mà ra đi ngay ở trên chiếu đó, tưởng được vãng sinh. Nhưng mà do cộng nghiệp, thằng con trai nó gì, nó phá, đích thân thằng con trai nó phá. Vì vậy mà A Di Đà Phật không đón đi. Bên kia nó đâm đơn nó gì, nó kiện lên Diêm Vương: ông đẻ con ra không biết dạy con, để cho nó gì, nó giết hại chúng tôi. Ông là người tu, ông phải ở lại gì, ông phải ở lại để chứng kiến cái vụ sự này. Chúng tôi sẽ đòi mạng thằng con ông trong gì, trong nay mai. Ông phải ở lại mà xem. Ở lại mà xem. Đấy giống như chúng ta đó. Không may có thằng con mà nó hư hỏng thì chúng ta vẫn gì, vẫn phải ra ngoài, ngoài công sở để nghe xử án đó. Đó, lúc đó mà xem. Đấy cho nên cơ hội thì ông không đi được, vì ông tức quá, ông hận quá, ông nhập vào cái đứa gì, đứa cháu mới có 3 tuổi đầu, chỉ vào mặt thằng con trai của mình mà chửi mà mắng: mày là cái đồ gì, đồ bất hiếu, vô lễ thế này thế khác, vì mày mà gì mà tao không được thì mất cơ hội vãng sinh, tao không được vãng sinh, mất cơ hội vãng sinh. Đó, cho nên đấy gọi là oan gia trái chủ với các quý vị. Cho nên tu thế nào thì tu, chúng ta phải hồi hướng cho oan gia trái chủ từ bây giờ đi. Ai nán lại khoảng 1 phút à, hồi hướng cho oan gia trái chủ 1-2 phút à. Còn theo oan gia trái chủ là ai? Là vợ chúng ta, là chồng chúng ta, là con chúng ta, là bố mẹ chúng ta, là ông bà, là người thân chúng ta đó các quý vị. Thế oan gia trái chủ không phải là có gì thằng hàng xóm, thằng ăn trộm nuôi cướp mới là oan gia trái chủ đâu. Không phải là con ma con quỷ mới là oan gia trái chủ đâu. Đó. Sáng nay có một Phật tử ở tận bên nước ngoài về nói với tôi rằng á, khổ lắm thầy ạ. Con ăn chay cũng lâu rồi, nhưng mà hơn chục năm trước là khi con bắt đầu học Phật tụng kinh, chồng con nó cản vô cùng. Con phải quỳ xuống để xin anh ấy mới cho gì? Mới cho con tụng kinh, mới cho con niệm Phật. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, nhờ Phật Bồ Tát gia trì bây giờ con ổn rồi. Đó. Quan gia trái chủ là gì? Người thân chúng ta. Cản sự tu hành của chúng ta đó là quan gia trái chủ. Ví dụ chúng tôi đi tu được có quan gia trái chủ không? Có. Đi tu không có oan gia trái chủ, các quý vị đừng nói là không. Oan gia trái chủ có khi tôi, có khi chính là đệ tử của tôi ấy. Có khi chính là những người dân họ không hiểu Phật Pháp. Mà thậm chí có khi chính những người dân hiểu Phật Pháp, những Phật tử của mình trước đây thì có gì, theo mình để hộ Pháp. Biết đâu một mai, một vài năm nữa ngôi chùa nó khang trang, nó trang nghiêm lên, Phật tử đến lễ đông, họ không lo tu, mà họ chỉ lo gì ạ, đi kiếm tiền thôi chẳng hạn. Vì sao? Đi bán hàng, đi kiếm tiền. Và lúc đó họ nghĩ là gì? Trước đây á, con lo công việc cho thầy rất nhiều như thế, bây giờ thầy phải cho con một cái chỗ ngồi bán hàng thật tốt, thật ngon, thật đẹp để cho con bán hàng. Và mình bảo không được, mọi người thế nào thì Phật tử cũng như thế. Và họ không chịu, họ phá mình. Đó là oan gia trái chủ. Biết đâu các cụ ngày xưa mà có lợi thì có loạn, không thể tránh được, không thể tránh được đâu các quý vị. Nhưng mà thôi, chúng ta vì cái việc lớn, vì cái nghiệp lớn là độ vô số chúng sinh phải là trên hết. Còn một vài trường hợp á, nó không có duyên, nó là oan gia trái chủ, nó kết oán với chúng ta, kệ họ. À, cuộc đời thế giới Sa Bà này, cõi Nam Thiềm Bộ Châu này, đi đâu cũng sẽ có, phải có những cái trường hợp như thế. Và thế giới này gọi là thánh phàm đồng cư, thánh có, phàm có, kẻ ác có, kẻ xấu có, đầy đủ hết, kẻ tham lam có, sân si có, tập đố có, đầy đủ hết ở trong cuộc đời này. Đấy mới gọi là cõi gì? Cõi Sa Bà chúng ta mới dịch là cõi gì? Cõi kham nhẫn. Kham tức là kham khổ, nhẫn tức là phải nhẫn chịu. Chúng ta muốn vào đời này để giáo hóa độ sinh á, thì phải chịu gì? Phải chịu được sự nhẫn nhục, phải chịu được sự kham khổ ở thế gian này mới có thể được. Đó. Năm ngoái, chúng ta nhớ câu chuyện năm ngoái không? Mới năm ngoái thôi, những Phật tử thân tín nhất ở Hà Nội, Hà Đông, Hòa Bình, Phú Thọ, rồi Quảng Ninh, tận thậm chí trong miền Nam, thi nhau gọi điện về. Cái dịp mà tháng 4, tháng 5 năm ngoái, thi nhau gọi điện về, nghe thấy thầy alo hỏi có việc gì, mà cái bảo có phải thầy Đạo Thịnh không,
Mà tôi thì còn ai? Thầy đang ở đâu? Tôi ở chùa chứ ở đâu? Ôi dồi ôi, có thật thầy ở chùa không? Mà khổ quá, thế không ở chùa tôi ở đâu, sư chẳng ở chùa ở đâu. Thế mà người ta lại nói là thầy bị bắt rồi. Bị bắt làm sao mà nghe được điện thoại nữa các quý vị. Vào trong trại rồi, thậm chí là chỉ cần nó gì công an nó tóm nó cho vào trong trại tạm giam thôi. Tất cả những cái quyền lợi công dân của mình gần như thì về con số 0 rồi. Làm gì có chuyện lấy điện thoại ra mà alo nữa, đúng không? Thế mà nghe thầy alo rồi mà còn nghi, còn hỏi là thầy đang ở đâu, hỏi ở chùa chứ ở đâu, thì bảo có thật không. Đấy, bảo thế, không thật thì làm sao ấy. Thế mà bảo con tưởng là thầy bị bắt rồi. Vì sao? Vì nó ầm ầm lên, nó đồn là thầy đi buôn ma túy và bị công an bắt. Đấy. Thì họ bảo vì sao mà có mà đi buôn ma túy, bảo là xây chùa ầm ầm như thế này, không đi buôn ma túy lấy đâu tiền để mà xây. Sao họ nói như thế? Xây chùa thì không đi buôn ma túy lấy gì mà xây. Thế thì tôi xin thưa các quý vị, đất nước Việt Nam chúng ta sau khi giải phóng 1975 đến nay, đất nước chúng ta phát triển một cách vượt bậc, từ cái chỗ là dân gì, dân nghèo ăn không đủ no, mặc không đủ gì, đủ ấm đủ phải bị rách á. Thì ở các nước khác như Mỹ hay Nhật Bản hay các nước khác, người ta theo chế độ khác, người ta bảo là Việt Nam chúng ta toàn đi buôn thuốc phiện mà dân mới có miếng cơm manh áo như bây giờ, hay là toàn đi làm việc phi pháp, dân mới có miếng cơm manh áo như bây giờ, có được không? Không có. Làm gì có chuyện đấy. Đất nước chúng tôi xây dựng phát triển bằng gì? Bằng khối óc, bằng bàn tay và bằng ý chí nguyện lực của nhân dân, của đồng bào chúng tôi chứ. Làm gì có chuyện là chúng ta thấy có một vài người Mỹ sau 30 năm khi họ chiến tranh gieo rắc những cái nỗi khổ cho đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta, và bây giờ đất nước hòa bình rồi, họ là những người lính về hưu, họ sang thăm đất nước Việt Nam với chúng ta với một cái gì? Một cái người gọi là đi du lịch, một cái vị khách gọi là đi du lịch. Họ sang họ phải thấy ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Hơn 30 năm trước họ đến Việt Nam trên cương vị là một vị lính, một anh lính đi theo cái sự chỉ đạo của đất nước họ, của những người cấp cao trong quân đội, của chính phủ của họ sang Việt Nam chúng ta để họ nghĩ là đi chiến đấu vì cái gì đó. Gọi là lúc đó đi thì tất nhiên ai họ nói là đi xâm lược đất nước Việt Nam chúng ta. Họ tuyên truyền là đi sang đó để làm nghĩa vụ quốc tế, đem lại hòa bình gì, độc lập cho gì, cho đất nước Việt Nam. Nhưng mà đâu có ngờ rằng cái sang chúng ta biết là B-52 thì nó giải thảm, từ trên trời nó giải thảm xuống, súng đạn thì nó bắn gì không thương tiếc. Đồng bào chúng ta gì đã nghèo rồi còn khổ, giặc Pháp chưa qua thì giặc Mỹ đã đến, khổ lắm. Nhưng mà khi đó họ chiến tranh thì nó tuyên truyền, đằng kia thì phải tuyên truyền là họ làm việc đó là việc tốt, đâu họ có nói là xấu mà họ mà những anh thanh niên trẻ bên đất nước của họ lại đi sang tận bên chúng ta nửa qua nửa bán cầu để gieo những cái tội ác chiến tranh được. Nhưng họ sang có những người họ biết rồi thì họ phản chiến, họ đi về, mình gọi là đảo ngũ đó. Nhưng cũng có những người thì phải mệnh lệnh quân đội họ bắt buộc phải làm theo, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo. Nhưng mà cho đến bây giờ hơn 30 năm sau họ có cơ hội sang Việt Nam chúng ta, họ thấy từ Bắc vào Nam nhà cao cửa lớn chúng chẳng kém gì những thành phố lớn của Mỹ cả. Có mỗi cái Việt Nam chúng ta bây giờ còn ô nhiễm hơn mà thôi, thành phố chúng ta ô nhiễm hơn. Nhưng vào trong Đà Nẵng thì các vị thấy cuộc sống của cái thành phố đáng sống của Việt Nam chúng ta cũng chẳng kém gì những thành phố xanh sạch đẹp ở châu Âu cả. Cuộc sống cũng rất là thanh bình và hạnh phúc. Tôi vào đó 2-3 lần rồi. Đi trên đường á, vào các nơi đình điền miếu mạo, các nơi du lịch tham quan thắng cảnh, không có một người ăn xin ăn mày ngồi dọc đường đâu các quý vị nhé. Đặc biệt là gì, cả đất nước Việt Nam chúng ta duy nhất có Đà Nẵng, không có đi khắp thành phố Đà Nẵng không có một người ăn xin ăn mày ngồi ở ngoài đường. Đấy là thể hiện gì ạ? Sự văn minh. Thể hiện sự văn minh. Tất cả những cái trường hợp nghèo đói ăn xin ăn mày ở đường phố Đà Nẵng đều được chính quyền của thành phố gì xây dựng những cái nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho vào đó hết, cho vào đó được ăn, lại còn gì, được tiền lương nữa. À, những vị mà còn có nhà cửa, những vị mà có nhà cửa mà có gì có người thân ở nhà không làm gì được có tiền đó, thì họ cho học nghề và vào đó được ăn, được nuôi, lại còn được lương gửi về cho nhà nữa. À, cho nên á, ở một trong môi trường nó
cái người nghèo cực khổ cũng được quan tâm đặc biệt như vậy, thì không có ai muốn gì, muốn ra đường ăn xin nữa. Mà ra đường ăn xin thì chính quyền là gì? Nghiêm khắc để cho vào trong trại tập trung, nếu mà người còn nhà còn cửa động viên cho về làm ăn, cho học nghề để về làm ăn, còn người không có nghề nghiệp thì cho vào trong đó, ở trong đó, chứ không thể để trong đó. Cho nên đấy là những cái nhỏ nhất, tôi thấy là đi khắp đất nước Việt Nam duy nhất có ở Đà Nẵng làm được việc đó. Hà Nội là trái tim của thủ đô cả nước, các quý vị cứ ra ngoài bờ hồ Hồ Tây mà xem, đến đền, đến chùa mà xem, chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc, chùa những ngôi chùa nổi tiếng như chùa Một Cột, thậm chí chùa Một Cột còn có các quý vị, phủ Tây Hồ, hoặc là đến đến cái gì, đến cầu Thê Húc của đền Ngọc Sơn, một cái nơi du lịch nổi tiếng, khách quốc tế rồi những người Việt Nam đều có cả, nhưng mà ăn xin vẫn thỉnh thoảng thấy lang thang ngồi vật vã ở dưới gốc cây ở ngoài hè phố đấy. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta thấy một vài anh lính Mỹ từ hơn 30 năm trước chiến tranh ở Việt Nam, bây giờ đất nước chúng ta giải phóng rồi, hai bên thì bình thường hóa quan hệ rồi, họ sang du lịch ở đất nước chúng ta, họ mới có những anh lính nó thốt lên rằng á, tôi không ngờ rằng Việt Nam lại thay đổi hơn 30 năm nay mà thay đổi đến mức gì, đến mức được như thế. Khi nó sang đây, chúng ta phải biết là chúng ta cứ nghĩ các cụ ngày xưa, bây giờ các cụ ở Phật tử dưới này, hơn 30 năm về trước chúng ta đi đâu, đi bằng cái gì nhỉ? Đi xa đến 5-7 cây số, chục cây số chúng ta đi bằng cái gì ạ? Đi bộ. Xe đạp có để đi chưa? Chưa, đã có xe đạp mà đi đâu. Có cái cả làng, cả xã mới có 1-2 cái đạp. Những người làm cán bộ mới có cái xe đạp, cái xe đạp Bozo, xe đạp châu của, mình gọi là xe đạp châu của Trung Quốc á, cái xe đạp thống nhất, xe đạp Bozo đó. Nhà nào giàu nhất thì có cái đài màng nhện của Liên Xô ngày xưa, đúng không? Giàu nhất mới có cái đài màng nhện. Phải đến khoảng độ tầm sau năm 75, nó khoảng độ tầm năm 80-85 trở đi, thậm 90 trở đi á, thì nhà giàu nhất mới có gì? Có cái tivi. Cái tivi Sanio đen trắng. Tivi Sanio đen trắng. Và nhà ai muốn xem á thì phải gì ạ? Phải nạp gì? Nạp ắc quy. Xem bằng ắc quy, đâu có điện đâu mà xem. Nạp ắc quy cả ngày không em xem, mà đến chờ đến tối, đến phim truyện hay là đến sân khấu mới gì? Mới bật lên xem, đang xem, đang hay, cao trào hết điện phùng một cái thì mọi người ồ một cái là ra về, tiếc quá. Mà nạp ắc quy có phải chở đi hàng gì, hàng 5 cây số, 10 cây số mới có chỗ để nạp ắc quy. Bây giờ mình có điện đâu mà nạp. Đấy. Nhưng chứ nó khổ như thế. Thực tế là chúng ta thấy như vậy, cho nên họ thấy là mà sang đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ phố xá, nhà cao cửa rộng. Ở Việt Nam chúng ta, người ta lấy một cái khảo sát, Việt Nam chúng ta cũng không kém các nước phát triển đâu các quý vị. Đó. Không kém đâu. Cái đồ ăn chơi của Việt Nam chúng ta không phải bình thường đâu nhá. Nhà cao cửa rộng cũng chẳng kém đâu. Nhà lầu xe hơi không kém đâu. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tất cả đều là do gì? Do cái nhân duyên nó tạo thành cái cuộc sống chúng ta. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cho dù giàu có, sang hèn như thế nào đi chăng nữa, Đức Phật nói tới khi mạng chung, tất cả những cái của cải, danh vọng, quyền lực chúng ta không mang theo được, duy nhất chỉ có mang theo nghiệp mà thôi. Nay chúng ta gì? Nghiệp mà nhẹ, tức là nghiệp xấu mà ít á, phúc báo mà lớn á, thì thần thức chúng ta sẽ gì? Hướng lên tức là sinh lại, tiếp tục lại làm người, hưởng phúc báo thọ mạng và hưởng phúc báo lâu dài về sau. Và phúc mà hơn nữa thì lên gì? Lên cõi trời. Mà nghiệp mà nặng á, tức là làm những việc xấu ác nhiều á, thì thần thức sẽ bị đi xuống. Giống như hai cái cân, giống như một cái cân về các quý vị. Một cái bàn cân, bên này là quả cân, bên này là bàn cân. Bên bàn cân này thì chúng ta đặt ví dụ như quả cân á, cái cân thì nó luôn gì? Luôn thăng bằng, luôn là cái cân, mình cứ cho là cái cân, cân đĩa đi. Cái cân ở giữa này, ra bên này và bên này. Một bên chúng ta ví dụ là thiện, ở bên là ác. Chúng ta đặt cái ác vào bên gì? Bên bản cân bên này nặng hơn thì bên thiện nó sẽ gì? Nó sẽ bị ngổng lên, bên này nó chúi xuống, mà chúi xuống thì tượng trưng cho vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
Còn nếu mà đặt cái thiện sang bên này thì nó chúi xuống bên này thì tượng trưng cho cõi trời, cõi người và thậm chí là cõi tịnh độ mười phương của chư Phật. Chúng ta cân đi, cứ cân đi, thử cân xem cuộc đời này chúng ta sẽ đi về đâu thì biết ngay. Tôi mấy hôm nay tự nhiên tôi tìm ra một cái khái niệm hay lắm. Chúng ta cứ tham lam lo bon chen, chất chiêu tích cóp, không biết gì, không biết thí xả, cứ bo bo giữ lấy cho bản thân. Rốt cuộc đến cuối cùng cả cuộc đời này chúng ta mua được một tấm vé để đi đâu? Hôm qua hôm kia tôi trêu một thầy cùng học với tôi là đấy, cứ lo mà giữ đi, rồi cuối cùng sẽ mua được một tấm vé vào trong địa ngục đấy. Mua một tấm vé vào địa ngục, đi tu cả đời mà mua một tấm vé vào địa ngục thì khổ hay sướng? Khổ. Vì sao? Vì cái thầy ấy là suốt ngày nghĩ đến tiền thôi, suốt ngày đi cúng đó. Thế tôi bảo bớt đi cúng đi mà đi giảng pháp đi. Bảo ủa rồi đi giảng pháp không có tiền. Thế tôi bảo cứ giảng đi rồi sẽ có tiền. Thế thầy bảo lấy đâu là tiền, đi giảng ai cho tiền, đi giảng còn mất tiền xe, ai cho tiền, đi cúng thì đến cúng xong một cái người ta 500 một triệu người ta hồi hướng rồi, về mấy gì mới có để làm chùa. Thế bảo Phật không bảo thầy phải đi cúng để làm chùa khổ sở như thế. Phật bảo thầy cứ giảng đi, ngày xưa cùng học với nhau cũng có trình độ đấy. Thế bảo đi giảng đi. Mà giảng thì thầy, tôi biết là thầy rất giỏi chứ hán, chỉ cần nghiên cứu một chút thôi thầy có thể giảng rất tốt. Nhưng bảo không, đi giảng không tiền. Anh em để thân nhau cho nên cũng nói nửa đùa nửa trêu, bảo đi giảng không tiền cho nên không đi giảng. À, mà đi cúng thì có tiền luôn. Thế tôi bảo đấy, tôi có đi cúng đâu, tôi vẫn có tiền đấy. Thế bảo là ông khác, phúc báo của ông lớn, ông là gì, là Bồ Tát tái sinh, thì tôi là chúng sinh lè tè. À, nói như thế. Thế bảo đâu, tôi không phải là Bồ Tát tái sinh, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi chứ. Tôi cũng đi, ngày xưa cùng học với nhau, tôi còn rốt hơn ông, tôi còn chép bài của ông cơ mà. À, có những bài tôi thì tôi chưa hám mà tôi rốt hơn là tôi phải đi chép bài của ông cho tôi chép bài cơ mà. Có nghĩa là gì, ông phúc báo hơn tôi đấy. Làm gì có cái chuyện mà tôi là Bồ Tát tái sinh, ông là phúc báo lè tè đâu. Tôi cũng đi lên bằng từ gì, từ bàn tay trắng như ông, không có gì hơn. Thậm chí ngày xưa đi học ông có xe máy đi rồi, tôi còn phải đi xe đạp cơ mà. Đó. Ông có chùa riêng rồi, tôi còn phải trông chùa cho sư phụ cơ mà. Tôi có gì đâu. Cứ giảng đi rồi thì Phật Bồ Tát thì sẽ cho. Phật Bồ Tát thì sẽ cho. Đừng có lấy thương tiếc những ham mê những cái nhỏ nhỏ làm gì. Nói đi nói lại mãi thì kết quả là ông vẫn bảo là thôi, nhưng mà thôi mỗi người một duyên. À, thầy giảng pháp á, thầy có đông Phật tử thì cứ giảng đi. Còn con á, con gì? Con thì thích đi cúng đó. À, thế cũng tiếc. Thế tôi bảo cũng tiếc thì tôi mới trêu rằng á, đấy thôi thì cứ lo đi, đi mà đi cúng đi. Nếu mà đi cúng á mà để tiền mà dành dụm mà để sau này mua lên một tấm vé mà vào địa ngục đi. À, ông bảo tại sao ông lại đi nguyền rủa tôi thế? Bảo không, không phải nguyền rủa đâu, con nói thật đấy. Cứ là đi cúng mà nhận tiền người ta xong rồi để xây chùa hoặc để mà gửi tiết kiệm đi. Tôi biết là hai anh em ngồi nói chuyện trêu trêu với nhau, nghe mấy thầy nói là ông ấy gửi được mấy cái sổ tiết kiệm mỗi cái mấy trăm triệu rồi. Thế tôi bảo đấy, đi tu rồi còn gửi tiết kiệm làm gì? Chùa xây rồi, xây xong rồi thì đi làm từ thiện. Chứ dành tiết kiệm để làm cái gì, mấy cái sổ tiết kiệm làm cái gì, cái sổ đó thì mai kia để dùng để mua vé vào địa ngục còn gì nữa. Thì tôi nói thật, tôi bảo bây giờ chết nhá, ông chết đi nhá, biết đâu nếu mà chết á, do bệnh từ từ thì còn di chúc, còn bảo tiểu đi rút được. Nhưng bệnh mà chết á, đột ngột á, ông không di chúc được cho tiểu đi rút, thế lúc đó là ông gì, cái thần thức của ông là còn nghĩ là gì, còn mấy cái sổ trong ngân hàng chưa đưa được cho tiểu, chưa đưa được cho bà vãi, chưa di chúc được cho dân, thế là ông gì, ông cứ lởn vởn lúc đi ở chùa, lúc thì ra ngân hàng, ông đứng trước cây thẻ ATM gì, ông sò tay ông rút mà gì mà nó không cho rút, hoặc là ông rút không được tiền, ông cứ rút vào ông lại cho ra cái tay không, hoặc cho ra cái tập giấy tiền âm phủ thì ông không được, tức là ông buồn, ông cứ đi đi lại lại ông thì ba qua 49 ngày ông không đi được, thế là ông trở thành gì, thành con ma còn gì nữa, thế là ông vào địa ngục còn gì nữa. Đó gọi là đi tu, để mà không tu được thì mua vé để vào địa ngục để như thế trêu cho. Tất nhiên đấy là trêu anh em, trêu nhau thân nhau, trêu nhau thôi. Nhưng mà có đấy các quý vị, có đấy, trêu đùa nhưng mà có thật đấy.
Giống như cái kinh Bách Rủ Đức Phật nói chuyện Tiếu Lâm, nhưng mà gì? Đằng sau chuyện Tiếu Lâm nó là cả những bài pháp đấy, không phải đơn giản. Người mà hiểu á thì ngay chỗ đó biết được mà nó liền bỏ đi. Cho nên ở đây học Phật chúng ta phải hiểu được Phật nói cái gì. Đấy, tụng kinh Địa Tạng, biết được Phật nói cái gì ở trong kinh này và chúng ta y giáo phụng hành làm theo thì chúng ta sẽ sớm được giải thoát, sớm được giác ngộ thôi. Đừng có nghĩ rằng kinh Địa Tạng là Phật chỉ dạy cho gì, chỉ dạy cho chúng ta độ âm, độ dương đó các quý vị, độ chúng ta từ khi còn sống, sống mà không vào địa ngục, sống mà được về gì, về cảnh giới trời người, thậm chí về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc khi còn sống đó. Đó. Có những người họ cho rằng những người tu hành chúng ta tu tịnh độ thì họ bảo có những người họ theo tà kiến, biên kiến, cái chấp kiến, thường kiến của họ cho rằng những người tu tịnh độ là tu để chờ chết. Thế được. Nay tôi thì tôi muốn độ cho những người đó, tôi giảng kinh Địa Tạng và họ tụng kinh Địa Tạng. Tu không phải là chờ chết nữa mà tu để gì? Để gieo phúc. Để tu phúc, để gieo duyên, để sau này chết không bị khổ. Sống thì là một con người hiền, người thiện, người hiếu thảo, người con hiếu thảo. Vì sao? Vì trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng là tấm gương tiêu biểu cho lòng hiếu thảo, đúng không? Đứa con gì? Con gái của ai? Con gái của mẹ gì? Mẹ tên là gì? Học mấy hôm trước nhỉ? Bố tên là gì? Bố tên là Thi La Thiện Kiến. Mẹ tên là Duyệt. Duyệt Đế Lợi. Lúc còn sống thì đều là dòng dõi Bà La Môn. Lúc sống thì không tin nhân quả, báng phá Tam Bảo, làm nhiều việc ác, chết đi đọa vào địa ngục. Do thương mẹ cho nên đứa con gái của bà thường đi lễ Phật, đối trước Đức Phật Giác Hoa Định Tự Đại Vương Như Lai mà nhất tâm cầu nguyện Phật gia trì siêu độ cho mẹ. Và kết quả là gì? Mẹ của cô ấy có được thoát khỏi địa ngục không? Có. Vừa mới lễ Phật, thần thức của mẹ đã thoát khỏi địa ngục. Đó gọi là gì? Phá tan địa ngục đó các quý vị. Chứ không phải là Bồ Tát Địa Tạng cầm cái gậy Tích Trường vào là khua khoáng loạn ở trong gì? Ở trong địa ngục được phá hết các gì? Các kho tàng, nhà cửa, rồi lao ngục ở dưới âm ti, rồi dưới địa phủ được. Làm như thế thì Bồ Tát Địa Tạng vi phạm vào cái tội gọi là gì? Phá hoại của gì? Phá hoại của Diêm Vương, đúng không? Phá hoại. Mà tội phá hoại đó thì Bồ Tát có khi lại bị gì? Bị bắt trước rồi. Nhưng mà phá ở đây có nghĩa là phá tất cả những sự mê lầm, những sự tham đắm chấp trược cho những chúng sinh ở trong đó. Ví dụ có nhiều trường hợp đến đây kêu thầy ơi con khổ lắm. Hỏi vì sao mà khổ? Hỏi vì sao mà khổ? Bảo á, chồng con nó cứ đi gì? Cứ đi với gái. Có không? Có trường hợp dưới Hà Đông đó. Trường hợp dưới Hà Đông. Bà chồng con gì hay đi với gái. Ngày xưa còn nghèo còn khổ thì vợ chồng yêu thương nhau, gia đình cơm cháo đảm bạc có nhau, tối lửa tắt đèn có nhau, gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng từ khi mở mấy cái cửa hàng bán đồ ra thì có tiền ra tiền vào, anh ấy lại gì? Lại đi tỏm tem với cô khác. Cho nên khiến cho gia đình gì lúc nào cũng tiện lời có lời ra tiếng vào. Mỗi khi anh ấy về, anh ấy là to tiếng với vợ con, nhẫn không được con gì con cãi lại, thành gì? Thành gia đình bất hòa. Con khổ lắm. Lại năm ngoái lên đây gặp tôi và hỏi bây giờ làm cách nào. Tôi bảo á, cô có tin tôi không? Bảo có, con tin thầy, con nghe người ta nói thầy như là Bồ Tát tái thế. Tôi bảo không không, không phải Bồ Tát tái thế. Thế tôi bảo cô có tin tôi không? Bảo con tin thầy, con mới lên đây. Bảo ừ được rồi, tin nhá. Cô nói cô tin tôi nhá. Thế tôi bảo gì làm theo đấy không? Bảo thầy bảo gì con làm theo đấy. Được. Thế tôi bảo là bảo bác thị giả đi lấy quyển kinh Địa Tạng cho tôi. Tôi bảo đưa cho quyển kinh Địa Tạng năm ngoái mới in xong á. Yên xong cái tụng được có năm hơn năm rồi, tôi đưa cho quyển kinh Địa Tạng. Tôi bảo về nhá, một ngày ba thời,
Thế con bảo ôi thầy ơi, ba thời con không tụng được, chỉ sáng tối thôi. Thì tôi bảo được, sáng tối cũng được, ngày hai thời, nhưng cô cố gắng tụng thì 21 ngày đầu ăn chay trường, không ăn hành hẹ tỏi kiệu, và đọc tụng bộ kinh này nhất tâm ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà cô, và cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho ông chồng của con với con, nếu mà còn có duyên có nợ với nhau thì xin ông chồng của con đi về lo cho gì, lo cho vợ cho con, đừng có đi lăng nhăng nữa. Thế là cô ấy về, cô ấy nghe theo, cô đọc tụng đúng 21 ngày, ăn chay trường đọc tụng. Thế là hết 21 ngày, ông chồng đi theo gái từ ở trên miền ngược ấy. Thế tự nhiên đi về là xám xin lỗi vợ là thôi anh biết anh có lỗi rồi. À, thế anh biết là những tháng qua, năm tháng qua là gì anh có lỗi, anh thế này, anh nói anh kia, bây giờ anh gì anh biết rồi, anh gì anh xin em cho anh một cơ hội để anh làm lại từ đầu để lo cho em và cho con, vân vân. Thế là cô ấy thấy sướng quá, cho nên là cứ thế là hoan hỉ thôi. Mà hoan hỉ bắt đầu ông ấy về từ năm ngoái đến năm nay, thế ông lo ông làm ăn ông không đi nữa, thế là gia đình lại yên hấm hạnh phúc trở lại. Và hôm rồi nghe thầy giảng qua cái băng đĩa giảng này, thế là từ dưới Hà Đông đi lên bằng được, là phải gặp thầy bằng được để nói với thầy là con bận quá lâu rồi không lên được, nhưng mà con nhớ cái công đức tụng kinh Địa Tạng mà nghe thầy là phát động cúng cái cúng giàng năm vừa rồi, là có pháp hội đầu năm đấy, cúng giàng cái cây xanh ở trong chùa đó. Thế là lên rồi có cái đôi cây tàu to nhất thì thầy để cho con một đôi để hồi hướng cho gia đình nhà con á, chồng của con á, từ giờ cho đến lúc anh nhắm mắt xuôi tay anh không bao giờ đi với gì, không bao giờ đi với gái nữa. Còn một cây á, thì hồi hướng cho các con của con lớn lên là gì, nó học giỏi, nó khỏe mạnh, nó bình an, và nó sau này lớn lên nó thi đỗ vào các trường đại học, rồi nó ra trường nó trở thành một con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Cho bà ừ được, hoan hỉ. Hôm nay cô ấy lên cô kể tôi mới biết câu chuyện này chứ, còn mình có biết đâu. Từ trước đến nay mình đưa quyển kinh xong mình cũng chẳng thấy liên hệ gì, mình không biết có được hay không được. Nhưng vừa qua tự nhiên thấy lên cứ phải đòi gặp bằng được thầy trụ trì, gặp các sư cô các sư ông rồi nhưng mà không chịu. Mà chờ đến cả nửa buổi sáng rồi không chịu, mà gặp thì mới về, không gặp không về. Thế mới đau tôi chứ này. Thế là đâu chờ từ sáng đến chiều chứ. Chờ sáng đến chiều khoảng độ 4 rưỡi 5 giờ chiều thì mới gặp được tôi. Hôm đấy không biết tôi bận làm cái gì. Chờ đến gần dần đến chiều xong rồi tôi mới đưa đi xem mấy cái cây. Xem mấy cái cây xong rồi cúng được đôi cây đó thì mới hoan hỉ mới về. Và bảo, ừ thế về chịu khó đọc tụng nữa. Và cô bảo cái điều mừng nhất, thầy biết làm sao? Bây giờ chồng con cúng tụng kinh Địa Tạng, thế mới hay chứ này. Hai vợ chồng đều tụng kinh Địa Tạng. Bận bán hàng, bây giờ bận thêm mở thêm mấy cửa hàng nữa. Từ khi ông ấy về, hai vợ chồng làm ăn thì có cửa hàng, mới mở thêm được cửa hàng làm ăn tốt. Nhưng điều quan trọng là bây giờ chồng cũng tụng kinh Địa Tạng. Cái hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc đấy nữa các quý vị. Chẳng còn cái nào hơn nữa cả. Cho nên, đó gọi là gì? Gọi là phá đi cái địa ngục gì? Cái địa ngục tham, tham ái, tham sắc của cái ông chồng cho người ta đó. Kinh Địa Tạng có thể gì? Giải quyết được cái vấn đề đó ngay trong cuộc sống này. Như vậy chúng ta bảo họ không tin làm sao được. Bây giờ chúng ta có đuổi họ ra khỏi cửa chùa họ gì, họ vẫn cứ quay về. Chúng ta bảo là Phật Pháp là tà đạo họ gì, họ vẫn cứ gì, cứ tin là Phật Pháp là chính đạo. Không bao giờ có chuyện Phật Pháp là tà đạo đó. Hay ở chỗ đó, kinh Địa Tạng hay ở chỗ hay ngay trong cuộc sống này. Được hưởng ngay, được thấy ngay, và được gì, được cảm nhận ngay. Cho nên là chúng ta thấy công việc của làm của đạo tràng chúng ta càng mỗi ngày một thì một thuận duyên hơn. Nhờ ai? Nhờ Bồ Tát Địa Tạng gia trì vậy. Chúng ta cứ nhất tâm y giáo phụng hành, thọ trì đọc tụng, lời cầu nguyện của chúng ta tất nhiên sẽ được cảm và ứng. Nhưng mà vị nào mà đọc tụng thầy bảo 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày mà chưa được, đừng có nản. Nghiệp chúng ta nặng thì chúng ta phải gì ạ? Phải gắng lên một chút nữa. Giống như chúng ta bị mắc nợ nhiều ấy mà. Mấy năm trước chúng ta gì, chúng ta vay mượn đến thì đến hàng tỷ để chúng ta gì trả nợ cho con cho cái, rồi làm nhà làm cửa thiếu thốn, rồi nó vân vân chẳng hạn. Bây giờ con cái chúng ta nó học xong, nó ra trường rồi, nó có công ăn việc làm, nó kiếm được tiền rồi thì chúng ta phải trả nợ. Nếu mà con chúng ta làm được gì được thưởng, chúng ta trả hết một lèo á,
Thế còn gì để ăn nữa không? Không phải giữ lại một chút để gì để gia đình còn tiêu nữa, cho nên cứ phải giả dần thôi. Mỗi tháng là được 10 triệu thì đến nói với người ta, thôi bác ạ, cháu nó bây giờ làm ra trường rồi, mỗi tháng được 1 triệu thì gia đình em thì gửi bác 8 triệu còn 2 triệu để xin bác cho, để cho nhà em thì dùng để sinh hoạt gia đình. Mà em hứa là mỗi tháng sẽ gửi đủ cho bác cứ 8 triệu. Thế dần dần sẽ gì? Sẽ trả hết thôi. Nếu mà mấy năm trước chúng ta vay gì? Vay có 10 triệu. Thế bây giờ thằng con chúng ta nó đi làm rồi, ra công ăn việc làm tháng nó được 10 triệu. Chúng ta gì? Giả trong vòng gì ạ? Nếu mà chúng ta tích cóp chúng ta thôi, cái trường hợp kia mà nó khó tính quá, chúng ta giả bén một lần đi cho xong có được không? Cũng được. Nhưng không, chúng ta có thể giả bằng hai lần. Tới tháng này 5 triệu, tháng sau 5 triệu nữa, 2 tháng là hết nợ. Vì nợ chúng ta trước đây vay có gì? Có 10 triệu thôi. Nhưng đằng này mình vay càng tỷ, càng vài trăm triệu thì đương nhiên tụng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày chưa giải quyết hết cái nợ đó thì chúng ta tiếp tục tụng tiếp thêm 100 ngày nữa. 100 ngày chưa hết thì gì? 1 năm. 1 năm chưa hết thì gì? 10 năm. 10 năm chưa hết thì gì? 100 năm. Có được không? 100 năm chưa hết tụng 1.000 năm. 1.000 năm chưa hết ta sẵn sàng tụng 1.000.000 năm. 1.000.000 năm chưa hết ta sẵn sàng tụng thì 10.000.000 năm. Bao giờ trả hết thì thôi, ta tự do tự tại về với Phật. Người học Phật chúng ta phải gì? Phải sẵn sàng cho mình một cái tâm lý như thế. Đấy gọi là giữ tâm gì không thoái chuyển. Vì vậy mà trong kinh này, cái đoạn chúng ta học ngày lúc nãy đó, nói là gì? Các đệ tử đi theo Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng toàn là những người tâm không còn thoái, không còn thoái chuyển nữa. Tức là đối với đạo, đối với bộ kinh này, các ngài không còn thoái chuyển nữa. Còn chúng ta thoái chuyển hay không? Mới hôm qua hôm kia có mấy Phật tử lên báo cáo là gì? Trong đạo tràng đang có một vài người đi lệch hướng. Đó là nói gì? Không cần phải tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng thì chỉ tụng ít thôi. Tụng kinh Địa Tạng là gì? Là chỉ tụng khi có người chết thôi. Còn chúng ta tu tịnh độ là chỉ có được niệm Phật A-di-đà, Nam-mô A-di-đà Phật để cầu về Tây Phương thôi. Chuyên tu để cầu Tây Phương thôi, không phải tụng kinh, tụng ít thôi. Xin thưa các quý vị, tùy theo cái nhân duyên, nếu tâm chúng ta nhất tâm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật được thì cũng chẳng khác gì tụng kinh Địa Tạng. Mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng nhất tâm được thì cũng chẳng khác gì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu mà chỉ niệm mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật ấy, chúng ta không hiểu để áp dụng vào cuộc sống tu hành ấy, chúng ta giống như là ở thế gian người ta nói chúng ta tu chỉ để cầu chết, cầu vãng sinh, tức là cầu chết đó. Thực tế trong cuộc sống chúng ta không thay đổi một chút nào. Thậm chí nhiều người còn đi hiểu sai cái câu gì, cái câu A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương nữa, mà còn đi cố chấp nữa. Tu mà càng tu càng cố chấp, càng ngày càng gì, càng lắm chuyện. Có không? Có. Thậm chí mấy bà Phật tử ngay đằng sau này á, tôi nói vài lần rồi đấy, suốt ngày niệm A Di Đà Phật, nhưng mà năm ngoái còn có các cụ thề nhau thì tôi thề với bà thì tôi không đội trời chung với bà. Thế tôi xin với hỏi các vị, bước ra khỏi cái căn nhà đó gì, đã đội trời chung với nhau, thậm chí ở trong nhà cũng đã đội gì, đội trời chung rồi, cả hai vị đều gì, đều theo thầy học đạo, đều cầu sinh Tây Phương. Vậy ai là người về Tây Phương, còn ai chui trong địa ngục đấy? Chẳng bà thì tôi, hai người thề không đội trời chung mà. Thì nếu mà bà về Tây Phương thì đương nhiên là bà kia phải gì, vào địa ngục. Mà bà kia vào về Tây Phương thì đương nhiên bà này phải vào địa ngục. Các vị biết bà nào về Tây Phương được? Rốt cuộc chẳng có bà nào về Tây Phương được. Cả hai bà đều vào trong gì? Vào trong địa ngục. Và rốt cuộc là đúng là không đội trời chung thật. Vì có trời đâu mà đội. Ở trong địa ngục ác thì có trời đâu mà đội. Cho nên cái đợt đấy tôi mới quở cho nên thân. Tôi quở cho mất mặt đi, tôi bảo dùng phương tiện để quở cho mất mặt đấy. Ở vào chùa tôi cho ở trong chùa để tu, không lo tu mà còn gì đấy, chảnh chọe nhau từng một cái gì, cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Nào là bà ấy làm được việc, nào là bà ấy thỉnh thoảng thì cúng thầy được 500 một triệu thì quý. Mình nghèo không có cái gì thầy không quý. Cái khỉ gió tôi có quý ai đâu. Ai tôi cũng đồng, tôi cũng như nhau mà. Thậm chí các vị biết có người đến mới cúng hôm trước cúng thầy gì 100 triệu, hôm sau đến chào thầy, thầy cũng chỉ có gật đầu A Di Đà Phật.
Đấy, có không? Có người chạy lòng. 2 năm trước có người chạy lòng, con cúng thầy hơn 300 triệu. Tại làm sao lúc thầy khánh thành thầy không gọi điện mời con? Thì thầy bảo là thầy đã có cái thông báo cho đạo tràng, trưởng đạo tràng thông báo rồi. Thầy có viết giấy mời cho ai đâu, mà thầy cũng tự gọi điện cho ai đâu. Thì chỉ có thông báo một cái lên trang web và thông báo cho các tổ trưởng, các đạo tràng, và các đạo tràng thông báo cho mọi người ai đủ duyên thì đến. Thế nên cứ bảo là không, từ lần sau trở đi thầy có việc gì thầy phải gọi điện cho